Chương 6. Giờ phút này cô có thể cảm nhận rõ tình cảm trong lòng của mình. Cũng không có cách nào phủ nhận mình thật sự đã yêu anh. Bởi vì cho dù thân thể vẫn còn có một chút đau đớn, nhưng chỉ cần nhìn đến người đàn ông trước mắt này thì cô lại cảm thấy vui vẻ. Trong lòng lại có một loại cảm giác ấm áp, dễ chịu, không biết làm sao để nói rõ. Nhắc nhở cô rằng người đàn ông này đang nằm ở vị trí nơi trái tim cô. Từ trước đến giờ, cô chưa từng nảy sinh cảm giác này với bất kỳ người đàn ông nào, nhưng lúc này cô lại rất thích đôi tay dịu dàng và ánh mắt chăm chú của anh. Đừng nhìn anh như vậy, anh sẽ không nhịn được mà... Anh đột nhiên ngẩng đầu cười ranh mãnh. Gò má cô đỏ bừng, kéo cho lên che kín thân thể của mình, quay lưng tránh khỏi ánh mắt xấu xa của anh. Đáng ghét, cô suốt ngày phải đề phòng cái đám sắc lang ở bên ngoài, sao cuối cùng lại yêu một người đàn ông không đứng đắn như vậy. Trong chốc lát, anh cũng bò lên trên giường, vươn cánh tay ra. Xí qua đây. Anh vỗ vỗ vào cánh tay rắn chắc của mình, muốn cô nằm lên. Cô không nhúc nhích, anh dứt khoát kéo cô vào trong ngực, để cô nằm đúng vị trí như anh mong muốn, cuối cùng mới hài lòng nở nụ cười. Vì sao không nói cho anh biết là em không có kinh nghiệm? Bàn tay khẽ vuốt về gò má trắng hồng mềm mại của cô. Anh thật sự không ngờ, bộ mặt thật của cô lại khác xa so với tin đồn ở ngoài như vậy. Hơn nữa, cô đã biết rõ là anh nghĩ về cô như thế nào, thế nhưng cô lại không hề giải thích, vẫn một mừng để anh tưởng lầm rằng đêm nay có thể dùng cô đại chiến vài trận oanh liệt. Rốt cuộc lại vì thương cô vừa nếm thử mùi đời. Anh chỉ có thể nói chuyện với chăn bông mà thôi, tâm tình lúc này thật sự rối bời. Nhưng anh cũng thừa nhận là mình thật sự rất cao hứng, bởi vì anh là người đàn ông duy nhất được trông thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô. Tuy anh chưa từng phát sinh quan hệ với xử nữ, nhưng vẫn có bản tính nguyên thủy với sinh vật giống đực, có tư tưởng độc chiếm với người phụ nữ mà mình để ý. Đúng vậy, giờ phút này trong lòng anh đã nhận định Đường Tâm chính là người của mình. Điều này khiến cho anh điên cuồng. Cảm giác say đắm thân thể mềm mại thơm ngát của cô, cảm giác hai người bọn họ phù hợp đến thế, giống như cô được sinh ra là vì anh. Anh đã hiểu rõ cảm giác của chính mình, khả năng buông tay cô là cực kỳ thấp. Cho dù là chiếm được lòng cô hay chiếm được thân thể của cô thì anh cũng đã quyết định rồi. Anh muốn cô sẽ không có cơ hội để trốn thoát. Đường Tâm yên lặng nằm trong vòng tay của anh, cũng không biết rằng ở trong lòng người đàn ông này vị trí của mình đã tiến thêm một bước lớn. Không phải là một khoảng cách rất xa, trái lại còn đang sắp sửa bị người ta vùng dậy theo đuôi. Anh sẽ tin sao? Cô nhàn nhạt hỏi lại, hoài nghi anh làm sao có thể dễ dàng tin tưởng một người phụ nữ vướng vào scandal như cô vẫn còn trong sạch. Dù sao ở ngoài, nếu cô nói mình trong sạch hoặc đứng ra chỉ trích những cô gái gọi bị người khác cường bạo, căn bản sẽ chẳng có ai tin. Mới đầu cô cũng muốn đứng ra giải thích, nhưng càng về sau cô lại phát hiện ra, những kẻ bề ngoài đạo mạo thực ra đều là những tên ngu ngốc. Càng để ý đến ánh mắt của người khác sẽ chỉ càng làm cho mình khổ sở. Vậy nên, dần dần cô cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cần những tên đồn kia không ảnh hưởng tới công việc của cô thì tất cả đều không sao cả. Vệ Nghị Phong bị cô hỏi cũng á khẩu không trả lời được. Quả thực với những lời đồn đại mà bên ngoài truyền ra, anh cũng không có khả năng tin tưởng nữ thần gợi cảm, hảo quang bốn phía này lại chỉ có một con cừu nhỏ khoác tấm da hồ ly. Anh là một người đàn ông nông cạn. Anh vuốt ve hàng lông mày thanh tú của cô, nhưng mắt nhìn vào đôi mắt sáng ngời mà anh vô cùng yêu thích. Giọng điệu có chút xin lỗi, anh thừa nhận là mình cũng nhìn bề ngoài rồi kết luận cô giống như những người phụ nữ khác, nhưng lại càng cảm thấy thương cô hơn, phải trải qua bao nhiêu tin đồn và áp lực nặng nề để có thể tu luyện được tính cách kiên nghị, không lâu nay trước gió táp mưa sa, ánh mắt vẫn bình thản như vậy. Trong ký ức, anh chưa từng nhìn chăm chú vào đôi mắt của bất kỳ người phụ nữ nào, cũng chưa từng cảm thấy người phụ nữ nào đặc biệt. Nhưng người phụ nữ đang nằm trong ngực của anh lúc này lại không giống như những người bình thường khác. Cô hấp dẫn ánh mắt của anh, thậm chí là cả trái tim anh. Có lẽ trước khi lý trí của anh quyết định bắt lấy cô thì trái tim anh cũng đã chìm đắm, say mê cô gái đặc biệt này rồi. Vậy nên anh mới có thể lúc nào cũng muốn chiếm lấy cô, chinh phục cô một cách triệt để. Anh cũng chỉ giống như những người khác, tin tưởng vào những gì báo chí truyền thông đưa tin mà thôi. Cô mỉm cười như chẳng hề để ý, dù sao cũng đã sống quen với mọi người bị hiểu lầm rồi. Hơn nữa,
Cô đã gặp không ít đàn ông nông cạn nhưng cứ thích tự đề cao bản thân, luôn cho rằng mình là một người tinh tế và sâu sắc. Vậy nên khi anh thẳng thắn thừa nhận bản thân mình nông cạn lại khiến cho cô cảm thấy thích thú. Sau này sẽ không như thế nữa. Từ nay trở đi, anh sẽ là người tin tưởng em nhất, hiểu rõ em nhất. Em nhớ là ngày hôm nay chúng ta đã kết hôn rồi chứ? Anh dùng ánh mắt kiên định để chứng minh lời nói của mình. Hứa hẹn sau này, mình sẽ trở thành một người chồng độc nhất vô nhị, nắm rõ tất cả mọi chuyện liên quan đến cô. Sau khi phát hiện cô không phải là loại phụ nữ mà anh từng nghĩ, anh đột nhiên cảm thấy áy náy với chuyện mình đã lợi dụng cô để trả thù ông nội. Nhưng không hề hối hận vì đã kết hôn với cô, chỉ cảm thấy may mắn vì mình đã có được cô. Thậm chí, anh còn cảm thấy so với việc chọc tức ông nội thì việc có thể có được cô lại khiến cho anh vui hơn nhiều. Trong lúc khuôn mặt của ông nội không hề thấy một chút ánh sáng thì trong lòng anh lại vô cùng vô vàn những tia sáng rực rỡ và vui sướng. Chỉ là hoàn thành giao ước của chúng ta mà thôi. Cô dội cho anh một gáo nước lạnh, nghe thấy giọng nói dịu dàng như nước này, Đường Tâm lại không muốn thể hiện ra sự cảm động trong lòng mình. Tuy ánh mắt của anh rất chân thành, nhưng cô không dám ôm ấp quá nhiều hy vọng về cuộc hôn nhân này. Dù sao nữa thì bọn họ chỉ là một cuộc giao dịch. Nếu ôm ấp quá nhiều buồn tình lãng mạn, đến lúc đó chỉ khiến cho mình càng thêm chật vật khổ sở mà thôi. Bởi vậy, cô nghĩ dù có yêu thì cũng nên thoải mái một chút. Chỉ cần không đặt quá nhiều hy vọng vào tình cảm của anh mà chỉ đơn thuần hưởng thụ cảm giác yêu một người. Như vậy thì cho dù một ngày nào đó anh đột nhiên muốn trở về cuộc sống độc thân, rời khỏi cô thì thế giới của cô cũng sẽ không long trời lở đất, không phải chịu đựng quá nhiều bi thảm. Cô là một người lý tưởng hóa, trong lòng tính toán lần đặt cược này có bao nhiêu phần trăm khả thi. Thế nhưng anh lại như một ác ma, luôn thích khảo nghiệm định lực của cô. Trong lúc cô còn đang do dự thì anh lại hôn lên môi cô, hơn nữa lại còn dùng một sự dịu dàng xấu xa, tiết tấu triền miên, phảng phất như đang dùng một sợi tơ mềm mại mà chắc chắn quấn quanh lòng cô, khiến cho dây cung trong lòng cô không ngừng lắc lư rung động, khiến cô hoảng hốt, cảm thấy dường như anh cũng có một chút yêu cô. Nếu không thì tại sao nụ hôn của anh lại dịu dàng như chất chứa vô vàn tình cảm đến vậy? Đường Tâm thử tìm một chút lý trí còn sót lại, thế nhưng đã bị sương mù che phủ. Trong mắt chỉ nhìn thấy người đàn ông mà mình ngoài ý muốn đã yêu. Cô lại cảm thấy mình rất vô dụng, không có cách nào đoán được tình yêu của anh. Trái tim cũng chỉ có thể để mặc cho anh dẫn dắt. Dù một ngày nào đó nó sẽ bị tổn thương, thì bây giờ cô cũng không có cách nào ngăn lại tình yêu của mình dành cho anh. Thật kỳ lạ, đối với một người đàn ông này, cô lại quyết định để mặc mình trở thành đứa ngốc, cứ coi như anh cũng yêu cô là được rồi. Như vậy thì cô cũng sẽ cảm thấy vui hơn một chút, không cần phải hao tâm tốn sức như dư được mất. Giao ước của mình chính là em trở thành vợ của anh. Nhớ kỹ, từ nay về sau em chỉ thuộc về một mình anh mà thôi. Anh bình thản nở nụ cười, mặc kệ cho cô đã dội cho anh một ít nước lạnh, thế nhưng anh vẫn kiên quyết hôn cô thật sâu, vòng tay ôm cô chặt vào trong lồng ngực, bá đạo không cho phép cô lùi bước, chỉ có thể chậm rãi hòa tan vào trong lòng anh, vô lực tựa vào khí thế cường hãn của anh. Thứ anh muốn cho đến bây giờ vẫn chưa bao giờ thất bại, mà thứ anh đã nắm trong tay thì từ nay về sau cũng sẽ không hề buông ra. Khoảnh khắc ôm cô vào lòng, anh lại có một cảm giác cần phải để cô vĩnh viễn thuộc về mình. Bởi vì cô đã mạnh mẽ chạm vào trái tim anh, làm cho lòng anh chấn động. Chỉ một tiếng nức nở của cô cũng có thể dễ dàng khơi lên dục vọng bên dưới của anh. Cái gì gọi là tự làm tự chịu chính là giống như anh bây giờ. Một tuần sau, Đường Tâm cùng với dàn diễn viên tham gia hoạt động tuyên truyền cho bộ phim Thần Tượng. Đây cũng là lần đầu tiên cô xuất hiện kể từ sau khi kết hôn. Lá bài này tượng trưng cho năng lượng hạnh phúc, chứng tỏ cô đang ở trong một mối quan hệ mà mình rất hài lòng. Cũng vô cùng nhiệt tình và tích cực đối với tình cảm này, khắp nơi đều tràn ngập ánh mặt trời, trong lòng mong chờ tương lai của hai người. Trong chương trình, bọn họ ngồi bên cạnh nhau nghe những lời nói bài đang giải thích với Đường Tâm. Nói cô hiện tại đang chìm trong một cuộc hôn nhân mỹ mãn mà bao nhiêu người mơ ước, hoàn toàn là một cô gái vừa may mắn mà vừa hạnh phúc. Nếu là trước đây thì cô sẽ không tin là kết quả bói toán này, bởi vì bất kỳ ai cũng biết cô vừa kết hôn với tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Long, đại khái cũng có thể đưa ra những suy luận hợp tình hợp lý như vậy.
Cho dù đằng sau là có không tốt như thế nào thì cũng không thể bêu rếu trước mặt người trong cuộc. Thế nhưng bây giờ, sau khi cô đã rơi vào lưới tình thì lại cảm thấy những lời bói toán này thật sự chuẩn. Bởi vì cuộc sống tân hôn của cô và Vệ Nghị Phong quả thực là trôi qua trong hạnh phúc mỹ mãn. Mặc dù là kết hôn chớp nhoáng, nhưng bọn họ sống chung với nhau lại ngoài ý muốn mà vô vàn an ý. Cho tới giờ cũng chưa từng xảy ra va chạm không vui, thậm chí ngay cả những lúc đấu võ mồm cũng cảm thấy ngọt ngào không giải thích được. Thật kỳ lạ, cuộc đời cô chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc vì một người khác như vậy. Có lẽ đây là ma lực của tuần trăng mật mà người ta vẫn thường hay nói. Hơn nữa, hình như ngay cả Vệ Nghị Phong cũng bị loại ma lực này ảnh hưởng. Mấy ngày nay, chỉ cần hết giờ, anh lại chạy về nhà tìm cô. Ngay cả lúc đang làm việc cũng không ngừng gọi điện thoại cho cô. Khoa trương, chính là ngày đầu tiên anh đi làm sau khi kết hôn. Anh đang điểm danh với em đấy à? Cô không nhịn được mà trêu anh. Buổi sáng không tính, nhưng suốt từ khi từ chiều tới giờ, anh đã gọi cho cô tới 7 cuộc điện thoại rồi. Cô thật sự hoài nghi, rốt cuộc anh có đang làm việc hay không? Đúng vậy, anh sợ em nghĩ anh ở bên ngoài lêu lỏng, cho nên anh tranh thủ lúc rảnh rỗi thì điện thoại báo cáo tình hình với em. Em có cần nói chuyện với thư ký hay trợ lý của anh không? Anh mà dày, đem mặt mọi tội lỗi đổ trên người của bà xã mình. Không cần, anh tiết kiệm tiền điện thoại một chút đi, đừng quấy rầy người khác làm việc. Cô không muốn bị nhân viên của anh nghĩ cô là loại phụ nữ bệnh đa nghi đâu. Em không thích anh gọi cho em sao? Giọng nói của anh có một chút đáng thương. Không phải, cô không nhịn được mà cất giọng an ủi. Vậy bây giờ em đang làm gì vậy? Giọng nói của anh lập tức trở nên hổ hởi vui sướng. 5 phút trước anh vừa hỏi em rồi mà. Đã qua 5 phút rồi còn gì? Kết thúc chương trình, Đường Tâm ngồi trong phòng hóa trang nghĩ đến mấy câu nói ngây thơ của chồng mình. Trong lòng lại cảm thấy vui vẻ, nhất là lúc nghĩ đến anh nói. Sở dĩ gọi cho cô nhiều như vậy, bởi vì anh nhớ em, vợ à. Cô vừa thu dọn đồ đạc, khóe môi lại không khỏi cong lên, trong lòng lại dâng lên một chút ngọt ngào. Không biết có phải là do cô trúng độc tình quá nặng rồi hay không, mà mỗi lần ông xã dùng giọng điệu thâm tình để nói chuyện với cô, hoặc những lúc anh lén lút, liếc mắt đưa tình với cô, trong lòng cô lại cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Càng lúc càng cảm thấy anh cũng thật sự yêu cô, bởi vì loại cảm giác tâm linh, tương thông này căn bản là không thể nào vả vờ, chỉ có thể ngầm hiểu lẫn nhau. Huống hồ, cho dù hôm nay anh cố tình dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ cô vui vẻ, làm cho cô có ảo giác là mình cũng được yêu thương. Thế nhưng, cô tình nguyện bị anh dịu dàng dụ dỗ, bởi vì cô cũng rất thích cảm giác bọn họ yêu nhau. Nghĩ tới anh thì tâm tình của cô lại vui vẻ, tự như đang bồng bềnh trên mây. Dù sao thì cũng đã kết hôn, cô cũng chẳng cần phải sợ anh lừa tài gạt sắc. Cứ để cô tạm thời làm cô gái ngốc nghếch chìm đắm trong tình yêu đi, tha hồ trở nên ngốc nghếch thì có làm sao đâu. Chị Đường Tâm, lại có điện thoại này. Phan Kết Như đưa chiếc điện thoại đã có hơn 10 cuộc gọi nhỡ cho cô. Cô nhìn một cái rồi bỏ thẳng vào trong túi sách. Chị không nghe à? Hình như lại là Vệ Nghị Phong gọi tới. Không nghe. Tuy là yêu, nhưng đàn ông không thể quá nuông chiều, nhất là đối với loại đàn ông kiêu căng ngạo mạn như Vệ Nghị Phong. Cô tự nói với mình là không được nghe. Vì sao cô ấy cứ một mực không nghe điện thoại của tôi chứ? Trong phòng làm việc, Vệ Nghị Phong trừng mắt nhìn điện thoại của mình. Vẻ mặt lúc nhìn trợ lý cứ như đang nhìn thấy người ngoài hành tinh. Có thể là cô ấy đang bận ghi hình. Trưa nay anh ta mang tài liệu đến, lại đúng lúc nghe thấy boss của mình đã gọi điện thoại. Ghi hình gì mà lâu như vậy? Chương trình chỉ phát sóng một tiếng đồng hồ, chẳng lẽ phải quay suốt cả một buổi chiều hay sao? Khó nói lắm, với lại chẳng phải cô ấy đã dặn nếu không có chuyện gì thì không cần phải gọi hay sao? Hôm trước anh phụng mệnh boss dùng điện thoại của mình để gọi cho Đường Tâm. Cô ấy bảo anh nhất định phải chuyển lời với cảnh cáo cuối cùng. Còn bảo anh từ nay về sau đừng có giúp cho boss của mình làm mấy chuyện đầu cơ trục lợi này nữa. Sao lại không có chuyện gì? Tôi đang muốn hỏi hôm nay cô ấy ghi hình có thuận lợi hay không? Vì sao cô ấy cứ một mực không chịu nhận điện thoại của tôi? Vệ Nghị Phong ấm ức gào thét. Không hiểu mình yêu thương quan tâm đến vợ mới cưới thì có gì không đúng, vì sao lại không hiểu chứ? Đúng vậy. Thi Văn Khiên đứng bên cạnh giả vờ đáp lại, sau đó lặng lẽ thu dọn mớ tài liệu trên bàn.
không định quanh quẩn ở chỗ này nữa, chỉ muốn lặng lẽ rút quân. Không khéo lại bị cuốn vào chuyện nhà người ta thì phiền toái lắm. Từ sau khi boss của anh kết hôn, chỉ số thông minh thường hay xuất hiện dấu hiệu thoái hóa, đôi lúc trở nên rất khó nói chuyện. Chẳng qua đối với Vệ Nghị Phong mà nói, thế giới của anh sau khi cưới lại càng thêm tuyệt xảo. Gió xuân phơi phới, không ngờ một lãng tử chỉ vì đeo lên một chiếc nhẫn cưới mà lại có thể vui vẻ như vậy, thậm chí còn cảm thấy cuộc sống của mình cũng bởi vì có thêm người phụ nữ bên cạnh mà càng thêm phong phú. Nhưng anh vẫn là như thế. Một tuần sau khi kết hôn, anh dường như đã yêu vợ mình, quả thực luôn vì cô mà rơi vào trạng thái thần hồn điên đảo, thời thời khắc khắc đều nghĩ đến cô, trong đầu luôn tràn ngập hình bóng của cô. Từ cái nhăn mặt cho đến cái nụ cười của cô, thậm chí còn muốn vội vàng làm cho xong việc để chạy đến bên cạnh cô. Ước gì có thể đem cô thu nhỏ rồi bỏ vào trong túi, đi đâu cũng mang theo như hình với bóng. Mới đầu anh còn hoài nghi, không biết có phải mình bị cảm giác mới lạ quấy nhiễu, vậy nên mới đột nhiên trở nên cuồng nhiệt với người phụ nữ như thế không? Thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy cô, nghĩ về cô, thì trong lòng anh lại dâng lên một đoạt tình cảm dạt dào. Đó là một loại cảm giác khó có thể hình dung, cũng không có cách nào kiềm chế được. Trước giờ, anh chưa từng trở nên như thế, mà hôm nay lại sinh ra cảm xúc lạ lẫm đối với cô gái này. Vì vậy, anh vô cùng hiểu rõ, cô chính là sự tồn tại đặc biệt trong lòng anh, không ai có thể thay thế được. Nhưng cho dù nghĩ thế nào thì cuộc sống hôn nhân của anh cũng thật sự mỹ mãn ngoài dự đoán của mọi người. Chỉ có một thứ duy nhất không hoàn mỹ, đó chính là vợ yêu của anh không phải là một người phụ nữ thích bám người. Điều này khiến một người đàn ông thường xuyên bị tình yêu thiêu đốt như anh lại cảm thấy có một chút trống rỗng. Đây là báo ứng hay sao? Trước kia anh vẫn luôn cảm thấy chán ghét đám phụ nữ suốt ngày cứ bám chặt lấy mình, nhưng bây giờ lại yêu một người phụ nữ cứ thích để cho anh phải đuổi theo. Cũng chỉ vì muốn được nghe giọng nói của cô mà vô số lần bị cô cảnh cáo. Điều này thật sự là không có đạo lý rồi. Thế nhưng thái độ này của vợ yêu vẫn khiến cho tim anh dao động không thôi. Mỗi ngày tan tầm là không thể chờ được, chỉ muốn chạy ngay về nhà để gặp vợ yêu, bỏ hết tất cả những buổi xã giao không cần thiết. Cho dù không có thời gian đi hưởng tuần trăng mật, thì ngay cả 3 ngày sang Nhật công tác, anh cũng muốn mang theo vợ yêu đi cùng. Bản sang công việc thì đá bay trợ lý, gạt phăng đối tác, quan tâm cái khỉ khô gì đến cái đám cán bộ địa phương, trực tiếp lái xe chạy thẳng về khách sạn suối nước nóng. Vừa mới bước vào nhà đã vội vàng nhìn bốn xung quanh, tìm kiếm bóng hình xinh đẹp của vợ yêu. Bà xã! Đường Tâm! Tình yêu à? Bé cưng của anh! Anh hưng phấn đẩy ra cánh cửa kiểu Nhật, lần lượt tìm kiếm từng gian phòng. Tất cả những kiểu xưng hô buồn nôn đều được anh sử dụng. Thế nhưng, bên trong ngôi biệt thự lớn này lại không tìm được bóng dáng người trong lòng. Lúc anh đang cảm thấy buồn bực thì lại nghe thấy tiếng nước chảy róc rách truyền đến từ bên ngoài phòng ngủ. Anh đẩy ra cánh cửa đang khép hờ, men theo tiếng nước để đi đến bể bơi lộ thiên bên trong sân nhà. Phát hiện bóng hình xinh đẹp của cô như ẩn như hiện trong làn khói trắng. Rốt cuộc cũng hiểu vì sao mình gọi nãy giờ mà không có ai trả lời. Dưới bầu trời đầy sao, Đường Tâm đeo tai nghe, hai mắt nhắm lại, trong miệng khẽ ngâm nga bài hát. Đường cong lung linh hấp dẫn dưới lớp khăn tắm tự như bên mép hồ. Da thịt trắng nõn hiện lên một màu hồng nhạt, khiến người ta càng nhìn càng cảm thấy cô giống như mỹ nhân đang nằm cạnh hồ nước, xinh đẹp nhưng lại có một chút lười biếng, dáng dấp mê hoặc lòng người. Ánh mắt anh mê muội nhìn cảnh đẹp trước mắt, cảm thấy lần này bỏ gần tìm xa, lựa chọn khách sạn suối nước nóng trong nội thành cả trăm cây số quả là sáng suốt. Anh cởi hết quần áo cũng không vội vàng bước xuống nước mà chỉ ngồi bên cạnh hồ, cúi thấp người, vươn tay vốc một ít nước rồi tưới lên nụ hoa trước ngực cô, tựa như đang tưới thêm vài phần tươi đẹp lên người cô vậy. Hàng mi dài nhẹ nhàng rung động, Đường Tâm khẽ mở đôi mắt còn vương hơi nước, nhìn thân hình cao lớn đang ngồi trên bờ hồ. Khuôn mặt cương nghị như điêu khắc, cô khẽ mỉm cười, dáng vẻ xinh đẹp dịu dàng mang theo một chút quyến rũ, giống như cô gái đang chìm đắm trong tình yêu. Anh cúi đầu, thâm tình hôn lên môi cô, bờ môi dịu dàng quyến luyến, thật khiến cho cô như có chút men say, cảm giác mơ màng. Nghe nhạc như em thật nguy hiểm, lỡ có một ai vào bắt cóc cũng không biết. Anh tháo tai nghe của cô xuống, ánh mắt nhìn cô giữa làn khói trắng,
bàn tay thuận thế đặt lên bầu ngực cao vút dưới làn nước, nhẹ nhàng xoa bóp, chỉ chốc lát sau đó đã trêu chọc cô. Trong này trừ anh ra thì làm gì còn ai vào đây bắt cóc chứ? Cô khẽ cắn môi, chán ghét thân thể mình lại dễ dàng bị anh dụ dỗ như vậy. Chỉ cần anh khiêu khích một chút thì đã có thể khơi dậy ham muốn của cô, khiến cô cảm thấy hình như mình thật sự đã trở thành một người phụ nữ lẳng lơ phóng đãng, không biết xấu hổ là gì. Bất kỳ người đàn ông nào trông thấy dáng vẻ của em đều sẽ biến thành người xấu thôi. Anh khẽ nở nụ cười đầy tà khí, nhẹ nhàng mút lấy vành tai cô. Thân thể cao lớn chậm rãi trượt xuống hồ, khẽ nâng thân thể mềm mại của cô lên một chút. Chờ chút, anh không mang. Cô khẽ nghiêng người, dưới tư thế mắc cười chết cười này, cô vẫn còn nhớ đến việc anh đã quên làm công tác chuẩn bị, lỡ may xảy ra án mạng thì... Em sẽ không mang thai. Chương 7. Thật kỳ quái, cô vốn không ý định kết hôn, càng không có khả năng lo lắng đến vấn đề sinh con, vậy nên cho dù anh có thắt garo thì cũng không phải là chuyện kinh thiên động địa. Cô nên mừng vì không cần phải sinh con dưỡng cái, cũng không cần phải lo lắng thân thể sau khi sinh con sẽ thay đổi. Nhưng sau khi yêu anh, cô lại tự nhiên cảm thấy một ngày nào đó bọn họ sẽ cùng nhau tạo ra một thế hệ tiếp theo, xây dựng một gia đình hạnh phúc nhỏ. Bây giờ đột nhiên biết được bọn họ vĩnh viễn sẽ không có con, trong lòng cô lại có một loại cảm giác mất mát không biết phải tả như thế nào. Mặc dù không đến mức đau khổ muốn khóc nhưng vẫn cảm thấy buồn buồn, giống như đột nhiên bị ai đó đánh một cái. Anh làm vậy cũng là vì muốn chọc tức ông nội hay sao? Cô muốn biết nguyên nhân anh không muốn có con giống như lý do lúc trước anh muốn lấy cô làm vợ hay không? Chỉ vì muốn trả thù nhưng thủ đoạn vô tình của ông nội năm đó mà anh không tiếc dùng những chuyện đại sự của đời mình hạ một liều thuốc cực mạnh cho ông cụ. Điều này không chỉ tàn nhẫn với vệ lão gia mà cũng tàn nhẫn với cả bản thân anh. Không hoàn toàn là như vậy, anh vốn không thích trẻ con, đương nhiên càng không có khả năng để mình trở thành một ông cụ nối dõi tông đường cho người khác. Anh không phủ nhận quyết định này quả thực là có một chút liên quan đến việc trả thù ông nội, nhưng phần lớn là vì anh nguyện ý làm. Anh vốn không thích trẻ con, nhưng chưa từng nghĩ tới việc phải có con cháu để sau này lo chuyện nhà khói. Anh không muốn một ngày nào đó, đột nhiên có một người phụ nữ lai lịch không rõ ràng chạy đến bảo anh nhận máu mủ, để anh làm cha mà không rõ nguyên nhân. Vậy nên thắt garo là cách làm duy nhất, vất vả một lần, cả đời nhàn nhã. Không phải là em muốn làm mẹ rồi chứ? Anh phát hiện vợ mình như có điều suy nghĩ. Không có. Cô phủ nhận cực nhanh. Mặc dù trong lòng có một chút buồn bã mất mát, nhưng anh đã thắt garo rồi. Không biểu đạt rõ lập trường là không thích trẻ con. Chẳng lẽ bây giờ cô lại ầm ĩ một trận, oán giận anh vì sao chưa gặp cô mà đã tự mình quyết định đi trói lại rồi sao? Cô mỉm cười thản như không, muốn lừa gạt anh nhưng cũng đang tự an ủi chính mình. Không sao cả. Không có con thì bọn họ vẫn có thể sống hạnh phúc, tự do tự tại. Bây giờ bên cạnh là cô người yêu, chỉ cần có được một người yêu, yêu chồng, yêu thương cô như vậy là cũng đủ may mắn rồi. Cô không nên yêu cầu hạnh phúc xa vời, phải biết cảm thấy thỏa mãn. Có đói bụng không? Anh vuốt lên bụng nhỏ, phẳng lặng của cô, đột nhiên nhớ ra từ hồi tối đến giờ mình vẫn chưa ăn gì, vừa về tới khách sạn đã vội vàng ăn cô. Không đói lắm. Lúc tối cô đã ăn một chút rồi, cộng thêm vừa rồi cảm thấy buồn bực trong lòng, hiện giờ chẳng muốn ăn gì nữa. Wow, vợ anh đúng là tiên nữ. Anh làm ra vẻ khoa trương, cười cô không ăn khói lửa dân gian. Nói vớ nói vẩn, chỉ là bây giờ em chưa đói bụng mà thôi. Cô liếc mắt nhìn anh, rốt cuộc vẫn bị anh chọc cười. Nhìn khuôn mặt cô mà yêu thương cô lại một lần nữa tự nhủ với chính mình. Không có con cũng chẳng sao. Chỉ cần có anh yêu thương cô là đủ rồi, thật sự là rất đủ rồi. Anh thấy em lười thì đúng hơn, vừa rồi cũng chỉ có mình anh cố gắng. Ánh mắt anh lấp lánh, lên án cô không chịu ra sức, nhưng khuôn mặt lại rộ võ vẻ đắc ý, chứng minh rằng anh rất thích cô, mà dùng sức nhiều thêm một chút. Em đói bụng rồi, gọi đồ ăn giúp em. Cô đỏ mặt, dùng sức đẩy anh ra, muốn anh nói chuyện đứng đắn. Sao đột nhiên lại đói rồi? Anh nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường, vẫn chưa từ bỏ ý định, hy vọng đùa giỡn với cô. Mau lên! Cô lại đẩy thêm một cái nữa, cố
cũng không hề khách khí mà đá ông dã mình ra khỏi chăn. Khoảng 20 phút sau, trên bàn đã được dọn lên mấy món ăn Nhật trông rất ngon miệng và đẹp mắt, lại còn có cả một nồi lẩu nóng hồi. Vệ Nghị Phong lập tức động đũa, thưởng thức hương vị cá sống tươi ngon cùng mấy miếng sushi nắm. Nhưng ăn được một lúc thì anh mới phát hiện ra bà xã bên cạnh chỉ ăn một miếng sushi nhỏ, thêm một miếng đậu hũ và hai thìa súp miso. Em là chim à? Anh có một chút hoài nghi vừa rồi cô kêu đói hay kêu chim chíp. Ăn khuya mập lắm. Bây giờ cũng đã hơn 9 giờ rồi, đồ ăn đối với cô mà nói đã chuyển hóa thành phân. Bình thường chỉ cần qua 6 giờ tối là cô sẽ không ăn gì nữa. Em gầy quá, mập thêm chút nữa thì tốt hơn. Anh không hề tốn sức, đã có thể kéo cô vào trong ngực mình, trực tiếp đút sushi vào trong miệng của cô, không cho phép cô nhả ra. Gầy một chút, lên tivi mới đẹp. Cô vừa nhai vừa giải thích, trong lòng đã lặng lẽ dâng lên một cảm giác tội ác. Từ khi bước chân vào showbiz, thói quen ăn uống điều độ của cô cũng trở nên tự nhiên giống như việc hít thở mỗi ngày. Vì để duy trì thân thể hoàn mỹ trước màn ảnh, cô vô cùng nghiêm khắc với số cân nặng tiêu chuẩn của mình. Anh không quan tâm trên TV thế nào, anh chỉ quan tâm vợ anh ôm có thoải mái hay không thôi. Anh nói một cách thẳng thắn, vẫn tiếp tục đút cho cô vài miếng thịt. Ăn gì bổ nấy, phải cho cô ăn thịt nhiều một chút mới được. Anh kiềm chế một chút có được không? Cô ngượng ngùng, giữ chặt bàn tay không an phận của anh, cảm thấy sau khi kết hôn, người đàn ông này lại dễ dàng động dục hơn rồi. Cô cũng sắp bị anh biến thành dâm phụ rồi. Đây đều là lỗi tại em, ai bảo em nhìn ngon miệng như vậy? Anh cố ý đút cho cô ăn, cũng coi thường cô trở thành thức ăn mà chậm rãi nhấm nhát. Tất cả cái này đều là lỗi tại cô, nếu cô lớn lên không có dáng vẻ tú sắc khả san như vậy thì sao có thể khiến cho anh thường xuyên không kiềm chế được. Đúng, đây đều là lỗi tại cô, nếu không từ trước đến nay có bao giờ mà anh thường xuyên không được thỏa mãn như vậy đâu. Nhẹ một chút, mấy hôm nữa em còn phải thay quảng cáo. 3 tháng sau, Vệ Nghị Phong mới kết thúc chuyến đi công tác một tuần, hôm nay anh đáp máy bay từ New York trở về nước. Trợ lý đã trở về trước anh mấy ngày, lúc này đang đứng đón ở sân bay. Sau khi lên xe tư nhân, anh không hề có một chút thả lỏng, lập tức bắt đầu lắng nghe Thi Văn Khiên báo cáo tình hình. Căn cứ vào thông tin vừa nhận được, tháng này lão già đã liên tục hẹn gặp vài vị cổ đông, nhưng dường như không được thuận lợi, trong đó chỉ có 3 người đồng ý gặp mặt. Chẳng qua bọn họ đều không ủng hộ việc bác gái anh tiếp nhận vị trí chủ tịch. Mặt khác, còn bí mật tiến hành thu mua cổ phiếu cũng đang tiến hành. Thi Văn Khiên báo cáo lại kết quả vừa thu thập được, sau đó đưa ra toàn bộ tài liệu đã được chỉnh sửa một cách rành mạch rõ ràng. Đừng thấy bình thường Vệ Nghị Phong là người có tính cách ngông cuồng, kiêu căng ngạo mạn, chỉ cần có người dám ở sau lưng anh một chút ý nghĩ không an phận, anh sẽ lập tức xử lý sạch sẽ, không để lại một chút dấu vết. Tiếp tục quan sát bọn họ, cho dù mấy người đó có hành động gì, liên lạc với ai thì cũng đều phải báo cho tôi biết. Anh đọc tài liệu trong tay, đôi mắt đang cười lại mang theo một tia ranh mãnh. Cho tới bây giờ, mọi hành động của đối phương đều không nằm ngoài dự liệu của anh. Vân. Thi Văn Khiên đẩy gọng kính lên sống mũi, rồi chợt nói. Ồ, là Đường Tâm tiểu thư. Vệ Nghị Phong lập tức ngẩng đầu, theo ánh mắt của trợ lý quay ra cửa sổ xe, nhìn bảng quảng cáo trên cao nơi ngã tư đường. Trên đó treo một tấm áp phích lớn, là hình của Đường Tâm, quảng cáo một hãng thời trang nổi tiếng nào đó. Trong hình, cô mặc một chiếc quần jean ôm sát người, tóc dài lay động theo gió, hai tay giơ lên trước ngực, tư thế đang như chuẩn bị cởi chiếc áo sơ mi trắng trên người. Thật đẹp! Thi Văn Khiên phát biểu cảm xúc như những người xem bình thường. Thế mà người đàn ông bên cạnh lại lạnh lùng nói một câu. Cô ấy không phải tiểu thư, mà là phu nhân, vệ phu nhân. Bộp! Vệ Nghị Phong ném xốc tài liệu cho trợ lý, sức lực rõ ràng mang theo sát khí. À, vâng. Khi Văn Khiên phát giác ra một cảm xúc ông chủ, lập tức cúi đầu nhận lấy xấp tài liệu, không dám liếc mắt nhìn ở cửa sổ nữa. Từ nay về sau, cậu phải gọi cô ấy là phu nhân tổng giám đốc. Anh đặc biệt dặn dò, chỉ hận không thể đem mấy chữ này dán lên tấm áp phích để mọi người biết rõ thân phận của cô. Cô ấy bảo không cần phải gọi cô ấy là bà chủ hay phu nhân, chỉ cần gọi là tiểu thư hay tên là được rồi. Đây là do chính miệng của Đường Tâm nói với anh. Xẹt,
Ánh mắt rét lạnh đảo qua, trong mắt Vệ Nghị Phong mang theo uy phong, sáng bén, không thể nghi ngờ. Vâng, tôi biết rồi. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bà chủ vắng mặt, ông chủ là lớn nhất. Vệ Nghị Phong hài lòng, thu hồi ánh mắt khiến cho người ta lạnh cả sống lưng, sau đó rút điện thoại di động. Chuẩn bị gọi cho bà xã, mấy ngày không liên lạc, nhấn phím 1. Không nghe máy, không ai nghe máy. Chuyển hướng thuê bao, sau đó tắt máy. Anh trừng mắt nhìn điện thoại giống như nó có thù oán với mình, nhưng chưa từ bỏ ý định gọi lại lần nữa. Tối hôm qua rõ ràng anh còn nhớ được điện thoại của vợ yêu, sao hôm nay lại mất liên lạc rồi? Nếu tổng giám đốc muốn liên lạc với phu nhân thì hai ngày nay cô ấy đều bận chụp hình để PR cho một bộ phim mới, có khả năng sẽ không nghe được điện thoại đâu đã. Thi Văn Khiên nhiệt tình cung cấp thông tin tình báo. Sao cậu biết? Sắc mặt của ông chủ rất thối. Vì sao trợ lý của anh lại nắm rõ lịch trình của bà xã hơn cả anh? Là... Tiểu Khiết nói cho tôi biết. Sắc mặt của trợ lý như tắm gió xuân. Thời gian này cũng nhờ Đường Tâm nói ngon nói ngặt giúp quan hệ của anh và Phan Khiết như tiến triển rất tốt. Hầu như ngày nào hai người cũng gọi điện cho nhau, bây giờ đã có thể gọi thẳng tên của cô rồi. Có muốn tôi giúp ngài gọi cho Tiểu Khiết thử hỏi khi nào phu nhân nghỉ ngơi được hay không? Anh tốt bụng hỏi, nghĩ thầm chắc tổng giám đốc không biết số điện thoại của Tiểu Khiết, vì lúc trước việc liên lạc với cô đều do anh phụ trách. Không cần. Sắc mặt của anh vẫn thổi như cũ, cất điện thoại, không nghĩ tới mình vậy mà phải thông qua trợ lý của mình mới có thể liên lạc với vợ, điều này thật khiến cho người ta rất khó chịu. Còn cả tấm affix quảng cáo vừa rồi nữa, tuy trong hình chỉ lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp cùng vòng eo thon nhỏ của cô, thế nhưng lại ánh mắt lười biếng cùng với đường cong yểu điệu, dáng vẻ gợi cảm và mị hoặc của thục nữ, khiến cho người ta nhìn vào cũng cảm thấy thèm thuồng khao khát. Đứng ở góc độ người tiêu dùng, đây tuyệt đối là một bức quảng cáo rất đẹp, rất cuốn hút, nhưng đứng ở góc độ người chồng, anh lại hy vọng không ai xem được tấm affix đó. Lần đầu tiên trong đời anh nếm phải tư vị ghen tuông, mà đối tượng lại là hàng vạn người qua đường lạ lẫm. Trời ạ, ngay cả anh cũng cảm thấy khác thường, chắc là còn vì đang chờ chênh lệch múi giờ, chưa thích ứng được thôi. Vệ Nghị Phong day day thái dương đau nhức, thầm nghĩ chỉ cần mình nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Buổi tối hôm đó, Vệ Nghị Phong vừa kết thúc một hội nghị, trở về phòng làm việc thì nhận được một tin nhắn của Đường Tâm. Nói là sẽ về rất muộn, anh gọi lại thì cô lại khóa máy. Về đến nhà. Người đàn ông nằm đó, nằm cô đơn một mình trên chiếc giường rộng lớn, không chờ được vợ về, đã mơ màng chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, anh cảm giác có làn hương thơm dịu nhẹ tiến vào trong ngực mình. Anh mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy được vợ yêu lâu ngày không gặp đã nằm trong ngực của mình. Mừng anh đã về. Đường Tâm hôn lên cằm của ông xã, sau đó lập tức rúc vào cổ anh, tìm tư thế thoải mái nhất để làm ổ trong lòng anh, dán sát vào thân thể ấm áp quen thuộc, khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Mấy giờ rồi? Anh nhất thời không nhìn rõ thời gian trong chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường. 3 giờ. Cô thấp giọng trả lời, vùi trong cơ thể ấm áp, ý thức của cô dần dần tan rã. 3 giờ sáng. Anh khẽ dụi mắt, nhìn đồng hồ, quả thực đã hơn 3 giờ sáng. Giờ này cô mới về. Cái gì gọi là rất muộn, phải gọi là rất sớm mới đúng. Sao giờ mới về? Tuy anh hiểu thời gian quay phim không khi nào cố định, có đôi lúc sẽ phải quay suốt đêm, nhưng nhìn thấy vợ mình về sớm như vậy, anh vẫn quan tâm hỏi một câu. Nói đúng nha. Cô ngáp một cái mơ mơ hồ hồ, không biết trong đầu đang nghĩ gì. 3 ngày nay cô ngủ chưa được 4 tiếng đồng hồ, mệt mỏi đến nỗi lúc tháo trang sức đi tắm cũng suýt chút ngủ gật. Anh mỉm cười nhìn cô hít mắt há miệng, dáng vẻ ngây thơ khiến cho anh cảm thấy thật đáng yêu. Anh khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đã nhiều ngày không thấy, trong lòng tràn ngập yêu thương. Bà xã, anh hôn lên mặt cô. Ừ, cô khẽ hừ một tiếng, mí mắt nặng nề không mở ra nổi. Em có nhớ anh không? Anh hôn vào hõm vai của cô, quyến luyến vuốt ve thân thể mềm mại mà anh yêu nhớ bao đêm, liên tục tìm kiếm hương thơm mê người tỏa ra từ trên cơ thể của cô. Nhớ, cô lẩm bẩm trả lời. Lại ngăn không nổi cơn buồn ngủ đang ập đến, cảm giác vô cùng mệt mỏi, chẳng còn sức lực để nói nửa câu,
thậm chí còn thấy thật có lỗi vì không thể nào mở mắt ra để nhìn anh nhiều hơn một chút. Em cũng rất nhớ anh. Ông xã, cô yếu ớt khẽ gọi. Ơi! Cô ôm lấy thân thể cao lớn, vùi mặt vào trong cổ anh. Em mệt quá, em ngủ đây. Cô mệt mỏi không chịu được nữa. Anh sửng sốt không dám tin, cúi xuống nhìn vợ yêu đang nằm ngủ trong ngực mình. Thật không thể tin nổi, vợ yêu của anh lại chẳng thèm đến xỉa đến anh. Nhưng nhìn sắc mặt mệt mỏi của cô, trong lòng anh ngoài cảm xúc buồn bực, tủi thân thì càng cảm thấy đau lòng không nữa. Anh tin, nếu không phải là cô đã thật sự mệt mỏi thì tuyệt đối sẽ không thể nào thờ ơ với anh như vậy. Ôm người đẹp trong lòng, anh đột nhiên có một chút khoái cảm. Dạo gần đây có vẻ như công việc của cô càng lúc càng nhiều, bận rộn cũng không kém anh, như vậy hao tổn quá nhiều tinh lực của cô rồi. Không biết có phải anh là số giúp vợ hay không? Sau khi kết hôn, vợ của anh lại càng đắt sâu hơn, hết lần này đến lần khác được mời đóng quảng cáo, tham gia hoạt động phát ngôn liên tục. Cộng thêm tháng trước còn nhận lời mời tham gia đóng một bộ phim mới, chiếm gần hết thời gian ngọt ngào của hai người. Mà cô cũng không thể đi công tác cùng anh giống như lúc trước, ngay cả thời gian về nhà cũng ít dần, khiến anh bây giờ càng lúc càng giống một vị oán phụ bị vắng vẻ trốn thâm cung. Ấy, mất ngủ lại không có gì để làm thật đau khổ, nhưng anh vẫn không nỡ buông vợ yêu đi ra duyệt công văn. Nhìn xem, đầu năm nay là một người đàn ông thương cảm cho bà xã của mình thật là khó khăn. Đúng là trên đầu đều chữ nhẫn, treo một cái cây đao mà. Vợ yêu rụi rụi vào ngực anh, hoàn toàn không biết nỗi đau của thế gian, lặng lẽ chìm vào trong mộng. Anh khổ sở mỉm cười, chỉ hy vọng trong giấc mơ của cô cũng có anh. Vài ngày sau, hình ảnh của Đường Tâm đi ăn tối cùng với một mẫu nam có dòng máu lai được đăng trên trang bìa của tờ Tuần San, có tiêu đề bên trên là vợ chồng bất hòa, sau khi kết hôn, Hoa Hồ Điệp chuyển sang hẹn hò với mẫu nam. Trong phim thì hoa rơi vô ý, ngoài đời thì lại lén lút tình nồng đón đưa. Bài báo đưa ra có vài tấm hình chụp chung Đường Tâm đang ngồi ăn cùng với nam diễn viên, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Mấy ngày liên tục, bọn họ thường xuyên đi chung với nhau, cùng nhau chạy tới chạy lui đến phim trường để quay phim chụp ảnh. Bài báo còn nói, trong lúc quay phim, Đường Tâm và mẫu nam còn thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau, cử chỉ thân mật. Cô còn thừa dịp ông xã đi công tác ở nước ngoài, lén lút chồng, hồng hạnh, thút tường, cùng với mẫu nam có thân hình xuất sắc, chơi trò phim giả tình thật. Thậm chí người viết còn không ngại giúp hai người đàn ông đánh giá bề ngoài, phân tích những ưu điểm và khuyết điểm của bọn họ ở trong lòng nữ chính. Chỉ mấy tiếng đồng hồ sau khi tờ báo được xuất bản, phòng đối ngoại của tập đoàn Hoàng Long và tất cả điện thoại trong công ty đều lập tức bị báo chí truyền thông ồ ạt gọi đến phỏng vấn. Ngay cả điện thoại cá nhân của Vệ Nghị Phong cũng không may mắn thoát được, khiến anh phải dứt khoát tắt nguồn mới có thể được yên tĩnh. Thế nhưng cả một buổi chiều, trong lòng anh thật sự không thể nào an tĩnh. Lúc chủ trì cuộc họp cũng thấp thỏm không yên. Trong đầu liên tục hiện lên những tin tức xuất hiện mấy ngày nay. Những hình ảnh chết tiệt, sống động như thật. Vợ anh nói cười cười với người đàn ông khác. Tất cả những thứ này giống như những con kiến đang gặm nhấm lòng anh, khơi lên một ngọn lửa ghen ghét đố kỵ. Anh cố gắng chịu đựng, đợi rồi lại đợi, chậm chạp tiếp nhận tin tức liên quan đến bà xã. Điện thoại của cô đã tắt máy, điện thoại nhà cũng không gọi được. Lúc này cô hẳn phải ở trong nhà để tránh mặt đám phóng viên chứ. Chưa tới 5 giờ chiều, Vệ Nghị Phong rốt cuộc cũng không chịu được nữa, nói với trợ lý một tiếng rồi trực tiếp về nhà. Vừa bước vào cửa, cái người trong cuộc gây náo loạn sôi sục của giới truyền thông kia rõ ràng lại đang đứng ở trong phòng bếp, vừa nghe nhạc vừa trộn salad. Sao hôm nay anh về sớm vậy? Đường Tâm mừng rỡ nhìn ông xã, bình thường sớm nhất thì cũng phải 6 giờ rưỡi anh mới về nhà, hôm nay lại về rất sớm đến bất ngờ. Tối nay có bữa tiệc xã giao. Vậy nên anh muốn trở về trước để tìm cô, hỏi cho rõ ràng cái chuyện này. Nhưng thấy dáng vẻ của cô ung dung thản nhiên như vậy lại khiến cho anh có một chút chần chừ. Cảm thấy hình như mình đã hiểu lầm cô. Bên ngoài dư luận xôn xao ầm ĩ cũng là do bản thân anh tự tưởng tượng mà ra. Em không có gì muốn nói với anh sao? Anh cho rằng cô sẽ phải chủ động giải thích, thế nhưng từ xế chiều tới giờ cô cũng không nói một câu. Ví dụ, cô tắt nhạc, vừa rồi trong đầu đang lặp lại lời thoại của buổi sáng quay nay, vậy nên đối với câu hỏi của anh cũng chẳng có một chút bất ngờ. Em có xem tin tức ngày hôm nay không?
anh đang nói đến chuyện em và nam diễn viên kia sao? Cô cười hỏi. Ừ. Cô biết rõ mà còn cười được, bây giờ người có đầu óc không bình thường là anh hay sao? Đường Tâm nhìn về mặt nghiêm túc của ông xã, lúc này với hậu chi hậu giác phát hiện ra bầu không khí có một chút không ổn, lập tức giải thích với anh. Mấy ngày nay, anh ta chỉ tiện đường chở bọn em thế thôi, trường quay ở xa mà đường núi lại khó đi, em thấy đi cùng cũng tốt hơn. Về sau em mời anh đi ăn cơm với anh ta, coi như cảm ơn thôi. Cô giải thích mình chỉ dựa theo lễ phép và lại không muốn nợ người khác ân tình, vậy nên mới mời anh ta một bữa cơm. Hơn nữa, lúc ấy trên xe còn có cả trợ lý ngồi ở phía sau, không phải chỉ có mỗi hai người như báo chí đã đưa tin. Xa thì cũng có thể đi taxi mà, với lại anh ta cũng chỉ tiện đường, em làm gì mà phải đặc biệt mời anh ta dùng cơm. Giọng nói của anh có một chút không vui, cảm thấy cô căn bản đã làm chuyện thừa. Lúc trước, anh cũng đã nói sẽ đổi cho cô một chiếc xe mới, lại sắp xếp một tài xế kiêm vệ sĩ để đưa đón cô. Nhưng cô hết lần này đến lần khác không chịu nhận ý tốt của anh, bây giờ còn để cho người đàn ông khác đưa đón mình, như vậy là sao? Cũng không có gì đặc biệt cả. Kết thúc công việc thì đi ăn cùng bọn họ thôi, tại cái đám chó săn kia cứ thích chụp hình em và anh ta. Cô tỏ vẻ vô tội. Tối hôm đó rõ ràng còn thấy mấy thành viên khác đi ăn cơm cùng bọn họ, nhưng đám chó săn lại chụp góc độ chỉ có hai người, cô cũng rất bất đắc dĩ. Đó là tại vì em ngồi quá gần. Vừa nghĩ tới có người đàn ông khác dựa sát vào cô, trong lòng anh lại dâng lên một vị chua. Cảm giác thật không thoải mái. Hôm nay trong phòng làm việc, anh đã nổi giận, vò tờ báo lại thành một cục giấy lộn, nhưng trong lòng thì vẫn bực bội, không có cách nào trút ra. Đường Tâm nhìn về mặt nghiêm trọng của anh, hoàn toàn không giống như mọi ngày. Nơi đáy mắt còn hiện rõ lửa giận, trong lòng cô lại cảm thấy vui vẻ ngoài ý muốn. Cô đi đến trước mặt anh, muốn cười nhưng lại không dám đả kích anh, chỉ lấy tay chọt chọt vào ngực anh. Anh đang ghen đấy à? Em nói thử xem. Sắc mặt anh như đóng băng, giọng nói rét lạnh. Đúng rồi còn gì? Cô cười tươi rồi nói thẳng kết quả. Cũng không sợ mình đông cứng cả mà ôm chầm lấy anh, vui vẻ, cọ cọ vào trong ngực anh, giống như chiếc bánh nếp vừa mềm vừa ngọt, mặc anh đầy thế nào cũng không chịu ra. Đừng có làm nũng. Anh nghiêm mặt, muốn cô đừng có giả bộ làm trò này. Nhưng trong lời nói lại có một chút ấm áp, bàn tay đẩy cô cũng không dùng bao nhiêu sức lực, dường như còn có dấu hiệu dục cự hoàn nghênh. Và em làm nũng cũng bị anh nhận ra hay sao? Chồng em lợi hại thật đấy. Cô cười rất tươi, lại ngọt ngào hôn lên hai má của ông xã, dùng ánh mắt sùng bái nhìn anh. Không tiếc dùng giọng điệu khôi hài đến khoa trương để nịnh nọt người đàn ông mình yêu, giành lấy một nụ cười của anh. Tảng băng trong lòng anh chỉ duy trì được thêm 3 giây, lập tức bị vẻ mặt đáng yêu cùng giọng điệu sùng bái của cô làm cho tan chảy. Rốt cuộc cũng bị ôn hương nhuyễn ngọc mua chuộc, tâm tình vốn đang bị mây đen che phủ lập tức trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều. Đường Tâm dịu dàng ôm lấy cổ anh, ánh mắt chân thành, không hề có một chút giả dối, nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy, cảm thấy mình cũng hơi có lỗi với anh. Nghị Phong, anh biết đấy, đó không phải là thật, trong lòng em chỉ có mình anh thôi. Cô thật lòng bày tỏ tình yêu của mình với anh, không muốn anh hoài nghi tình cảm của cô. Chuyện lần này cô thừa nhận chính mình đã thiếu suy nghĩ, bởi vì đã quen thờ ơ với những tin đồn, thêm mắm, thêm muối kia. Vậy nên, lúc đọc được tin tức, cô đang bàn với người đại diện phải làm thế nào để trả lời với báo chí, lại quên mất giải thích với chồng mình để cho anh an tâm. Cô theo bản năng cho rằng anh sẽ hoàn toàn tin tưởng mình, cũng nên biết đây chẳng qua là do báo chí thích phóng đại mọi chuyện mà thôi. Vậy nên, cô mới không vội vã gọi điện giải thích với anh. Đợi anh trở về, cô sẽ tự mình nói rõ cho anh hiểu. Không ngờ bởi vì điều này mà anh phải hao hết tâm tư, còn ôm cả một bụng tức. Nhưng thật sự là cô không cố ý. Nói vậy còn nghe được, trên đời này không có người đàn ông thứ hai đáng giá để em yêu hơn anh. Anh tràn đầy tự tin, tỏ vẻ mình tuyệt đối là người đàn ông đáng giá để cô nắm chắc. Đương nhiên anh cũng tin tưởng bà xã của mình một lòng một dạ, không có khả năng làm chuyện có nỗi ở sau lưng anh. Chỉ có điều, nhìn thấy những tấm ảnh kia khiến anh vô cùng khó chịu, ruột gan cứ như bị thiêu đốt. Phách lối, cô không nhịn được mà thầm mắng trong lòng. Cảm thấy mức độ tự kỷ của anh quả thực là vô địch, lại có thể nói ra một câu không biết xấu hổ như vậy.
nhưng thật sự thì anh đúng là một người đàn ông duy nhất có thể lay động tâm hồn cô, cắm rễ ở trong lòng cô. Vậy nên, cô cũng chỉ có thể cố gắng tha thứ cho cái bản tính ngang ngược của anh. Em đang chuẩn bị bữa tối, anh có muốn ăn một chút không? Cô ngọt ngào ôm lấy cánh tay anh, vui vẻ làm nũng với người mình yêu. Anh muốn ăn thức ăn của người. Anh liếc nhìn đám cỏ dại trong tô cùng mấy miếng gà luộc với vẻ ngon lành, cảm thấy vợ mình đúng là tiên nữ hạ phàm, sao có thể sống bằng mấy thứ đồ nhạt nhẽo này chứ? Đừng có nói giống như em là bạc đãi anh vậy. Cô kháng nghị, trước giờ việc ăn uống của anh đều do đầu bếp chuẩn bị, chỉ cần làm nóng là có thể dọn ra. Thực đơn hàng ngày cũng rất phong phú, vậy mà anh còn ở đây giả bộ đáng thương cái gì chứ? Em thật là, có biết anh đã nhịn đói bao lâu rồi không? Anh tỏ vẻ ấm ức tủi thân, bàn tay chuột xuống thóp mông nhỏ càng tròn của cô. Thời gian gần đây, anh chưa từng được ăn no. Chẳng phải tối nay, anh còn ra ngoài sao? Cô có chút thẹn thùng. Chương 8. Vệ Nghị Phong, em yêu anh, chỉ yêu mình anh thôi. Mặc dù Đường Tâm đã kiên định biểu đạt tình yêu của mình với ông xã, cũng không chỉ một lần tỏ rõ sự chân thành của mình, lại còn đồng ý với yêu cầu sẽ nhận điện thoại của anh bất cứ lúc nào có thể. Nhưng vị tổng giám đốc đại nhân này đã có thói quen nắm giữ mọi thứ trong tay, dường như thường xuyên không an tâm về vợ yêu, ham muốn chiếm hữu trong lòng, quật ngã bình giấm chua màu chóng lên men, quả thực là không có cách nào để cứu chữa. Đường Tâm vốn không biết mức độ ghen tuông của chồng mình có thể lớn đến mức này, nhưng qua hơn một tháng, cô đã bắt đầu phát giác tình hình có một chút không thích hợp. Đầu tiên là nội dung quảng cáo lần lượt bị thay đổi, tất cả mọi ảnh chụp đều bị thay đổi hoàn toàn. Còn có cả một số hợp đồng quảng cáo cô đang chuẩn bị ký kết lại đột nhiên biến mất. Phía bên đại diện của một số thương hiệu mà cô từng hợp tác thì lại bảo gần đây cô đắt xấu quá, mọi người muốn tìm cô hợp tác nhưng lại không có cơ hội. Quá nhiều tình huống phát sinh cùng một lúc khiến cho cô không khỏi hoài nghi. Có phải người đại diện của cô đang lén lút giở trò gì sau lưng cô, dùng mọi thủ đoạn hai mặt mà cô không biết hay không? Kết quả càng truy vấn thì người đại diện lại bị cô ép đến hỏi, không thể trốn tránh được nữa, thành khẩn khai báo tất cả những chuyện này đều là mưu kế của Vệ Nghị Phong. Sao lại như vậy? Cô nổi giận đùng đùng rời khỏi công ty mình, lập tức xông thẳng đến phòng làm việc của ông xã tìm anh tính sổ. Sao em lại đến đây? Trên mặt của Vệ Nghị Phong lộ rõ vẻ vui mừng. Đối với việc vợ yêu tới thăm, vừa kinh ngạc vừa hưng phấn, vẫn không biết rằng mục đích cô đến đây để tính sổ với mình. Là anh bảo người đại diện của em từ chối hết tất cả mọi lời mời, thay đổi kịch bản của em, lại còn tự mình gọi tới cửa hiệu, bảo bọn họ gọi tới công ty quảng cáo, đổi lại hình ảnh của em đúng không? Không hề dài dòng, cô vừa mở miệng đã nói ngay vào trọng điểm. Tối nay cô còn phải trở lại phim trường. Em đang nói gì? Phát hiện chuyện tốt mình làm đã bị bại lộ, anh lại có một chút giả ngu, muốn duy trì hòa bình. Biết rõ sau khi có phát hiện chuyện này nhất định sẽ không vui, nếu không thì anh đã không cần phải lén lút như vậy. Dám làm dám chịu, anh thật sự không hiểu em đang nói gì sao? Cô thấy anh lại muốn giả vờ hồ đồ để qua mặt mình, lửa giận trong lòng lại càng bùng phát. Cô không tin người đại diện lúc mình tra khảo chỉ muốn nhảy ra khỏi cửa sổ tầng 5 để bỏ trốn, mà lại có lá gan đem hết mọi tội danh đổ trên đầu vị tổng giám đốc này. Vệ Nghị Phong nhìn dáng vẻ hưng phấn, vô tội của cô, trong lòng lại có một chút không vui, nghiêm túc mà nói thì anh làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho cô. Anh chỉ giúp em loại bỏ một số đối tác không phù hợp mà thôi. Anh thừa nhận là mình có đưa ra một chút kiến nghị về việc thay đổi trong công việc của cô, nhưng cũng không đến mức ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất của cô, sao cô lại phải nổi giận với anh như vậy? Có phù hợp hay không thì cũng do em tự quyết định, sao anh lại có thể âm thầm tới tìm người đại diện của em, tự tiện thay đổi công việc của em, sắp xếp lịch trình của em? Đây cũng là dụng ý của anh khi đầu tư vào công ty của em sao? Cô tức giận nhìn chằm chằm vào người đàn ông đã làm sai mà còn nói năng hùng hồn này. Hôm nay cô mới biết, thì ra anh cũng là một nhà đầu tư lớn của công ty. Hơn nữa, khoản tiền đầu tư lại không hề nhỏ. Cộng thêm phạm vi thế lực của anh rất lớn, vậy nên người đại diện không thể nào không nhún nhường tiếp thu ý kiến của anh. Cô cực kỳ tức giận, bởi vì cách làm này của ông xã quả thực cũng giống như một tên quản lý khốn kiếp lúc trước.
muốn dùng một tay để khống chế công việc và cuộc sống của cô, không hề tôn trọng ý kiến cá nhân của cô. Đó là bởi vì quyết định của em không hề nghĩ đến thân phận của mình và cảm xúc của anh. Bây giờ em đã là vợ anh, vậy mà còn đi chụp tấm hình quảng cáo hở ngực hở chân. Nhà mình cần em phải dùng nhan sắc để kiếm tiền hay sao? Anh bị sự gây gổ của cô chọc giận, nhất thời không kịp suy nghĩ mà cất giọng phản kích lại cô. Nói đến nguyên nhân anh làm những điều này không phải bởi vì quá yêu cô hay sao? Vậy nên mới càng lúc càng khó chịu khi nhìn thấy dáng vẻ gợi cảm của cô xuất hiện trên báo chí truyền thông. Nhìn cô thân mật diễn xuất cùng với một người đàn ông khác, thậm chí chỉ cần nghe người khác khen cô vài câu thì anh đã cảm thấy tức giận không hiểu lý do. Đương nhiên, càng không có khả năng để cô đi quay quảng cáo nội y hay sữa tắm gì gì đấy. Thì anh biết rõ cô biểu diễn trước ống kính cũng chỉ là một phần công việc của cô. Thế nhưng vừa nhìn thấy những bức ảnh quảng cáo nóng bỏng đó thì bình giấm chua trong anh lại bốc lên, huyết áp tăng vọt, nghĩ tới nghĩ lui. Thà anh tự mình ra tay chỉnh đốn lại những loại hình tượng bất chính này còn tốt hơn. Như vậy lại còn có thể giảm thiểu được việc hai người chung đụng thì ít xa nhau thì nhiều, thật sự là một công đôi việc. Cái gì? Cô không tin vào lỗ tai của mình. Nghe anh nói cứ như cô đi làm chuyện đổi bại vậy, hại anh không thể ngẩng đầu trước mặt người khác. Cho dù là ghen thì cũng phải có mức độ chứ. Anh bây giờ đang coi cô là vợ hay sao? Anh căn bản đang coi cô là một con búp bê thương hiệu, chỉ có thể làm theo mọi hành động của anh, nghe theo mệnh lệnh của anh thì đúng hơn. Ý của anh, em cứ tiếp tục làm công việc mà mình thích, nhưng không cần để ý phải bận rộn như vậy. Cho dù em không kiếm ra tiền, thì anh cũng có thể nuôi em. Anh tự biết mình đã lỡ lời, cố gắng vớt vát lại lời nói cho dễ nghe một chút. Thật ra anh cũng muốn nói cô đừng để mình mệt mỏi như vậy. Anh cũng hy vọng cô có thể dành thời gian để làm bạn với anh nhiều hơn một chút. Nhưng lời vừa rồi vừa nói ra khỏi miệng lại bị một bản tính ngang ngược và kiêu ngạo phá hỏng cả rồi. Anh lại không cẩn thận chạm vào điều tối kỵ của cô. Anh nói muốn nuôi cô. Lời nói này nói ra vào một thời điểm này. Nghe vào tai chẳng hề cảm thấy một chút ngọt ngào che chở nào, ngược lại chỉ khiến cho cô cảm thấy mình bị coi thường. Huống chi người này còn là ông xã của cô, càng khiến cô cảm thấy tổn thương hơn. Thật xin lỗi, em vẫn tương đối thích ra ngoài xuất đầu lộ diện, dựa vào nhan sắc của mình để kiếm tiền nhiều. Lúc đầu chẳng phải anh đã biết em là loại phụ nữ này rồi sao? Cô đột nhiên bật cười, cố ý dùng một giọng điệu tự diễu để mỉa mai xem thường anh. Cũng chẳng cần đến anh phải bao nuôi. Vệ Nghị Phong nghe thấy vợ mình cố tình khiêu khích, vốn đang cảm thấy đối lý của cô lại bị chọc giận, hơn nữa lại còn bị cực kỳ tức giận. Em bây giờ... Vệ Nghị Phong, xin anh hãy nhớ rõ lời nói của mình lúc trước. Từ nay về sau, không cần phải can thiệp vào công việc của em đâu. Cô không hề sợ hãi nhìn thẳng vào ánh mắt đầy tức giận của anh, nhắc nhở anh trước khi kết hôn đã từng nói, nếu có thể thoải mái tiếp tục công việc của mình. Vậy nên bây giờ anh không được tự tiện sắp xếp công việc của cô, như vậy chẳng khác nào anh đang lật lọng. Em... Cô trực tiếp xoay người bỏ đi, không muốn tiếp tục ở lại cãi nhau với anh để lỡ mất thời gian làm việc của cô. Cửa vừa mở ra, lại đụng phải Thi Văn Khiên đang giơ tay định gõ cửa. Vì muốn cảm ơn Đường Tâm đã nói ngọt trước mặt Tiểu Khiết nên anh đã tự tay pha một tách cà phê đặc biệt để chiêu đãi khách quý này, tin rằng cô nhất định sẽ thích. Phu nhân, gọi tôi là tiểu thư. Cô tức giận sửa lại cách gọi, sau đó nổi giận đùng đùng quay đầu bỏ đi. Thi Văn Khiên bị tình huống trước mắt làm cho sững sờ, vừa quay đầu thì lại nhìn thấy sắc mặt âm u của ông chủ như đang chuẩn bị có dòng bão kéo đến. Ôi trời ơi, xem ra chiều nay phòng làm việc chuẩn bị thay đổi thời tiết rồi. Anh im lặng đóng cửa lại, tạm thời đi tránh bão. Trải qua một tuần chiến tranh lạnh, chiến lược của Vệ Nghị Phong chỉ có thể dùng hai từ thất bại để hình dung. Đối với sự phớt lờ của bà xã, ngay từ đầu anh cũng rất có tâm cao khí ngạo, lựa chọn tư thế cứng cổ, quyết không cúi đầu, không xin lỗi, không đem mặt nóng đi dán mông lạnh. Cho rằng cô không kiên trì được bao lâu, dần dần thái độ cũng sẽ dịu đi, cảm nhận được tất cả mọi việc anh làm đều là tình hữu khả nguyên, sau đó sẽ bắt tay làm hòa với anh mà thôi. Nhưng trên thực tế, mọi chuyện lại không hề đơn giản như anh nghĩ.
Dựa vào thông tin tình báo mà trợ lý của mình thăm dò từ trợ lý của bà xã, không những Đường Tâm không hề có một chút dấu hiệu muốn làm hòa với chồng, trái lại còn có thái độ đánh chết cũng không chịu nhận sai, khiến cho cô vừa tức giận mà trái tim lại càng lạnh giá, băng hòa giao nhau, tình cảm hiện giờ của anh thật sự càng lúc càng đáng lo ngại. Như theo lời nói của Phan Kết Như, cô chủ của cô ghét nhất những người thích can dự vào công việc của mình, lại còn động một chút là nói muốn bao nuôi. Vậy mà Vịnh Nghị Phong hết lần này đến lần khác lại vi phạm vào cả hai điều trên. Đã vậy không biết hối cãi, đây có thể là một hành động tự sát. Nếu không mau ăn năn hối cải, như cách xoay chuyển tình thế, chỉ sợ mọi chuyện sẽ càng trở nên nghiêm trọng. Chẳng may trong đầu cô xuất hiện ý nghĩ ly hôn thì... Không có cửa đâu, Vịnh Nghị Phong đương nhiên sẽ không để mọi chuyện phát triển đến tình trạng cực kỳ bi thảm như vậy. Một tuần lễ này, anh đã nếm đủ các cảm giác bị vợ hắt hủi, tâm tình càng lúc càng trở nên tồi tệ. Đương nhiên, anh cũng không phải là chưa từng tự kiểm điểm bản thân. Chỉ là sĩ diện, không biết làm sao để mở miệng nhận lỗi với vợ. Dù sao, anh sống 33 năm cũng chưa lần nào phải hành hạ mình trước phụ nữ. Nhưng việc gì cũng phải có lần đầu tiên, vì không muốn hàng đêm chỉ có thể mở to mắt nhìn bóng lưng của vợ yêu rồi lăn lộn mất ngủ. Vậy nên hôm nay, anh quyết định sẽ dùng sự lãng mạn để phá băng giảng hòa. Anh đã đặc biệt nghe ngóng được lịch trình hôm nay của vợ yêu. Kế hoạch của anh là sẽ mang theo một đóa hoa tươi và một trái cây mà cô thích anh. Đem một giỏ trái cây thơm ngọt, mọng nước đến thăm dò lịch trình công việc của cô, chuẩn bị cho cô một sự bất ngờ, sau đó sẽ nhận lỗi giảng hòa với cô. Anh tin mình nhất định có thể thành công chiếm được trái tim của người đẹp. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên đài truyền hình, anh tìm được phòng nghỉ riêng của cô, nhưng bên trong lại không có một bóng người. Anh cũng không có điều kiên nhẫn để chờ đợi, trực tiếp đi với phòng chụp ảnh để tìm người. Lần này, tìm được một phát được ngay, nhưng lại để cho anh chứng kiến tận mắt cảnh tượng vợ yêu đang thân tình nhìn người đàn ông khác lại còn chuẩn bị ôm hôn. Cái tên đàn ông không biết xấu hổ kia đang nhẹ nhàng ôm lấy vợ yêu của anh, lại còn vô liêm sỉ mà sờ soạng lên vặt vợ anh, nhìn vợ anh rồi mỉm cười thô bỉ, còn dám to gan cúi đầu hôn cô. Ngừng! Ngay tại thời điểm nguy cấp, Vệ Nghị Phong mở miệng quá to, trong nháy mắt, toàn bộ phim trường bị đóng băng. Nam chính, nữ chính cũng há hốc mồm, toàn bộ cảm hứng diễn xuất cũng bay biến. Là tên khốn khiếp nào hô gồm vậy? Đạo diễn nổi điên, dậm chân một cái. Lúc quay đầu, nhìn lại thì thấy một người đàn ông có vẻ mặt còn dọa người hơn mình. Hai mắt của Vệ Nghị Phong đang đằng sát khí, vẻ mặt dữ tợn, đầu óc dựng ngược, cứ như là thú dữ đang lên cơn điên. Anh ném hoa tươi và giỏ trái cây xuống đất, dùng tốc độ sét đánh, không kịp bịt tai, lao về phía nữ chính đang đứng trước ống kính, kéo cô về phía mình. Anh đang làm gì vậy? Đường Tâm trợn to mắt, nhìn ông xã đã xuất hiện ngoài ý muốn, kinh ngạc đến độ không để ý tới ánh mắt tức giận của người. Tới đây. Ghen tuông dữ dội khiến cho anh không quan tâm được nhiều như vậy, trực tiếp kéo cô ra ngoài. Đám nhân viên làm việc ở đây nhận ra khuôn mặt của người đàn ông này thường xuất hiện trên báo, không ai dám tiến lên cản trở bọn họ giải quyết chuyện nhà. Chờ chút, anh mau buông ra. Cô cố gắng vùng vẫy, nhỏ giọng nhắc nhở anh chỗ này còn có nhiều người. Im miệng. Anh nổi giận đùng đùng cảnh báo, bàn tay càng dùng lực kéo cô về phía trước. Đường Tâm tự biết không có cách nào để thoát được, đành phải quay đầu, gật đầu xin lỗi với đạo diễn, cũng nháy mắt với trợ lý. Muốn cô ấy giúp mình trấn an mọi người trong phim trường một chút, xoay chuyển tình thế cấp bách. Trong lát sau, cô bị ông xã kéo vào trong nhà nghỉ. Anh điên à? Không thấy ngoài đó có nhiều người sư như vậy. Nếu điều này truyền đến tai đám phóng viên thì phải làm sao? Chỉ sợ ngày mai hai người bọn họ lại được đưa lên trang đầu của báo. Đúng, anh điên rồi. Bởi vì em luôn làm những chuyện khiến cho anh nổi điên. Anh ngập tràn lửa giận đè cô vào tường, hung hăng hôn trên bờ môi đỏ mọng, không hề có một chút dịu dàng, giày vò cô như đang trừng phạt, chỉ muốn mau chóng phá vỡ hình ảnh trong đầu khiến cho anh phát điên, chút hết cảm xúc sắp nổ tung trong lồng ngực. Không được, anh buông ra. Cô không ngừng lắc đầu, cố gắng dãy giụa, cự tuyệt sự hung hăng thô bạo của anh. Anh coi cô là gì? Trước mặt bao nhiêu người như vậy mà lại dám kéo cô đi làm cái chuyện này? Cô cũng không phải công cụ để cho anh giải quyết.
Vì sao lại không được? Em có thể tùy tiện để cho người đàn ông khác hôn mình, vậy mà không để cho chồng em va chạm một chút hay sao? Anh gầm lên, trút hết tất cả bất mãn trong lòng, bởi vì mấy ngày nay bị cô lạnh nhạt, mà giờ phút này cô lại ra sức phản kháng. Như vậy càng khiến cho anh tức giận, lời nói ra khỏi miệng cũng không kịp suy nghĩ. Anh cúi đầu, càng hung hăng, ngang ngược muốn chinh phục cô, hoàn toàn mất lý trí, không để ý đến cô đang dãy giụa phản kháng. Ánh mắt cô trống rỗng, giống như đã rơi vào nơi tối tăm tuyệt vọng, không còn cảm thấy được một tia sáng yếu ớt. Anh giật mình, sức lực trên tay giảm không ít. Đường Tâm, anh lo lắng khẽ gọi tên cô. Cô yếu ớt hoàn hồn, ánh mắt thê lương, ngước lên nhìn anh, lạnh nhạt mỉm cười. Phụ nữ bị anh dùng tiền mua thì không có quyền lực cự tuyệt anh đúng không? Cô mỉa mai địa vị của mình trong lòng anh. Chẳng qua cũng chỉ là một loại phụ nữ bị anh dùng tiền đổi lấy mà thôi. Vậy nên anh không cần phải tôn trọng suy nghĩ của cô, không cần quan tâm đến cảm nhận của cô muốn làm gì thì làm. Cô không được phép ý kiến, cũng không được quyền phản kháng. Nếu anh muốn thì cô phải cho, vậy nên cô dứt khoát buông tha. Không dãy dụa nữa để mặc cho anh định đoạt. Vậy Nghị Phong nhìn nụ cười thê lương của cô, trái tim bỗng chốc bị ái bóp nghẹt, thân thể như bị sét đánh. Anh như bị điện giật mà buông cô ra, cúi đầu nhìn thân thể của cô. Những vết đỏ, loang lổ hẳn trên da thịt trắng nõn, tất cả như đang lên án sự tàn nhẫn đánh mất lý trí, đả kích anh bởi vì ghen tuông mà phạm sai lầm. Nhất là câu nói mỉa mai tự giễu của cô, khiến cho anh càng thêm đau lòng, càng thêm hổ thẹn. Anh... Nơi cổ họng tràn ngập những lời xin lỗi cùng tự trách, nhưng đột nhiên anh không biết phải nói xin lỗi cô thế nào. Chỉ cảm thấy mình đã phá hỏng toàn bộ. Chẳng những không được sự tha thứ của cô, lại còn mất khống chế làm cho cô tổn thương, làm ra những hành vi hổ thẹn và đáng chết như vậy. Anh cởi áo khoác phủ lên vai cô, vô cùng xấu hổ với hành vi lỗ mãng vừa rồi của mình. Cũng sợ chính mình lại làm ra cái chuyện tổn thương đến cô, chỉ từng bước đẩy ân hận lui về phía sau. Cuối cùng cũng giống như không thể nào đối mặt với cảm giác tội lỗi của mình. Anh tông cửa xông ra ngoài, bỏ chạy trối hết, rời khỏi phòng nghỉ. Đi được vài bước, anh gặp Phan Kết Như đang đi về phía này. Chút nữa cô vào trong, giúp tôi chăm sóc cô ấy. Cô nhìn Vệ Nghị Phong có một chút mất hồn gật đầu. Anh nói một câu cảm ơn, lại giống như một u hồn đờ đẫn bước ra ngoài. Khoảng 5 phút sau, Phan Kết Như gõ cửa bước vào phòng nghỉ, nhìn thấy Đường Tâm đang ngồi trang điểm lại, vẻ mặt mang theo một chút cô đơn. Vừa nãy... Nghe Văn Khiên nói, hình như hôm nay anh ấy đến tìm chị để xin lỗi. Cô đặt bó hoa và giỏ trái cây xuống trước mặt của Đường Tâm. Vừa rồi gọi điện thoại báo cho bên đại diện, cũng nhân tiện gọi cho Thi Văn Khiên để hỏi thăm tình hình một chút. Động tác trên tay của Đường Tâm khẽ dừng lại, nhìn giỏ trái cây xinh đẹp cùng với những cánh hoa đã có chút tổn thương. Nghĩ đến hành động vừa rồi của anh, trong lòng cô lại cảm thấy chua xót, khóe mắt nhẹ nhàng đỏ lên. Ngu ngốc, anh ấy không phải đến xin lỗi, anh ấy căn bản là kiếm chuyện khiến cho cô đau lòng mới đúng. Uổng công anh bình thường có thể nói một đống câu buồn nôn, lời ngon tiếng ngọt, đến thời điểm quan trọng này thì ngay cả một câu xin lỗi cũng không nói được. Cả một tuần nay đều làm mặt lạnh, hờn dỗi với cô, làm cho cô khổ sở còn chưa đủ, bây giờ lại làm cái hành động lăng mạ người khác. Hai buổi ghi hình của cô bị gián đoạn, một mình bi thảm ngồi trong này, cố gắng trang điểm lại, cũng không dám gọi thợ trang điểm đến để giúp đỡ. Khốn khiếp! Cô mở miệng mắng, ngửa đầu, hít hít mũi, vội vàng rút khăn giấy lau nước mắt, tránh để mình trông thảm hại. Em lập tức đem đi bỏ ngay. Thấy cô chủ phiền lòng, Phan Kiếp Như lập tức ôm bó hoa và giỏ trái cây đem ra sọt rác vứt. Đợi đã! Đường Tâm đòi lại giỏ trái cây, nhỏ giọng nói, không cần phải lãng phí đồ ăn. Vậy hoa này... Cứ để ở đây trước đi. Cô cũng giữ lại hoa, đặt sang một bên, cuối cùng vẫn không nỡ vứt bỏ những thứ mà ông xã đem đến. Tuy người đàn ông kia chỉ biết chọc cho cô tức, cũng không hề biết tôn trọng người khác, nhưng trong lòng cô lại không gạt bỏ được sự hiện hữu của anh. Tuy rất đau, nhưng cũng rất yêu, vậy nên mới càng tức giận sự bá đạo của anh. Chị Đường Tâm, chị thật sự rất thương anh ấy sao? Trợ lý cười trộm. Làm gì có. Cô phủ nhận có một chút mất tự nhiên,
hai gò má lại ửng đỏ lên một màu hồng nhạt, cô vội vã chạy đến nơi chụp ảnh. Trợ lý Quang Minh Chính Đại bật cười, nghĩ thầm, cô chủ của mình ôm ấp tình cảm thiếu nữ cũng hiện hết lên mặt rồi, còn muốn lừa gạt ai? Nhưng mà vừa rồi trong này xảy ra nhiều chuyện gì nhỉ? Khi nào có thời gian, cô phải kể cho Thi Văn Khiên mới được. Sau khi Vệ Nghị Phong rời khỏi đài truyền hình, liền lập tức gọi về công ty. Bảo trợ lý chuẩn bị vài ngày nữa cùng anh đi công tác. Buổi tối thu xếp hành lý bay sang Hồng Kông, bởi vì anh không có mặt mũi về nhà đối mặt với bà xã. Tuy anh cảm thấy mình thật hèn nhát, nhưng có lẽ tạm thời tách ra để cho hai bên yên tĩnh một chút cũng tốt. Anh có thể giải quyết tâm trạng của bản thân trước, sau đó sẽ nghĩ cách trở về bù đắp họa lớn mà mình đã gây ra. Thật là họa vô đơn chí mà. Đi công tác đến ngày thứ tư, lúc anh vừa mới từ Hồng Kông bay sang Mỹ, thì một tờ soạn ở Đài Loan lại một lần nữa tung ra tin tức chấn động. Hơn nữa, trang đều đăng hình Vệ Nghị Phong cùng hai cô gái trẻ ăn mặc sành điệu, vành tai, tóc mai chạm vào nhau, cùng anh sánh bước từ trong hộp đêm. Nội dung bài báo còn tường thuật lại lời nói của một số vị khách, miêu tả bọn họ ở trong hộp đêm uống rượu mua vui, say sưa náo nhiệt, hành động lộ liễu thế nào. Không cần phải nói, tiếp đó đặc phóng viên cứ như ong vỗ tổ ùa tới tập kích Đường Tâm. Cả ngày đứng cạnh ở trường quay phim, chờ cô lên tiếng trả lời về vấn đề này. Cô lấy lý do cảm mạo chỉ để cho người đại diện ra mặt tỏ rõ thái độ tin tưởng của cô đối với chồng mình. Kiểu trả lời như vậy chả có ai tin. Chưa được mấy tiếng đồng hồ, đám phóng viên đã đưa ra những hình ảnh một tháng trước, lúc cô và Mậu Nam ngồi ở nhà hàng, anh em, lại nói đùa bọn họ ngoại tình kiểu phụ sướng phụ tùy, ngang tài ngang sức, khiến mọi người đều suy đoán. Không biết cuộc hôn nhân vốn không được coi là khả quan này rốt cuộc có đi đến bờ sụp đổ hay không. Trên tiêu đề của các bài báo không hẹn mà cùng xuất hiện những dòng tràn ngập nguy cơ, lung lay sắp đổ, vỡ mộng hào môn. Nhưng điều khiến cho Vệ Nghị Phong hoảng hốt nhất, từ sau khi anh đọc những bài báo này thì lại không liên lạc được với bà xã, chỉ có thể giải thích qua tin nhắn điện thoại. Vì công việc bên này không có cách nào tạm thời ngừng lại, anh chỉ có thể vừa giải quyết công việc, vừa nhờ trợ lý giúp mình dò xét chuyện nhà. Hai ngày sau, Thi Văn Khiên đã hỏi được tin tức từ Phan Khiết Như, nhưng... Chị Đường Tâm bị anh ta chọc tức đến phát ốm rồi, anh còn mặt mũi mà gọi điện hỏi em hay sao? Thi Văn Khiên vô tội bị bạn gái giận chó đánh mèo. Mà Vệ Nghị Phong vừa nghe tin vợ mình bị bệnh thì cứ như ngồi trên đống lửa, gấp đến mức như kiến bò trong chảo nóng. Cuối cùng chỉ cố gắng đem mớ công việc dự định hoàn thành trong gần một tuần, giảm xuống 5 ngày, về sớm 2 ngày để gặp bà xã. Đường Tâm, dậy đi! Anh ngồi ở bên giường, nhìn khuôn mặt tiểu tụy của bà xã, trong lòng khó chịu, không biết nói thế nào. Cứ như đang có người siết chặt lục phủ ngũ tạng, đau khổ không sao tả xiết. Vài ngày không thấy, thân thể cô vốn đã mảnh mai, giờ đây lại càng trở nên gầy yếu. Sắc mặt tái nhợt, cả người vùi ở trong chăn không ngừng ho khan. Âm thanh khàn đặc này lại một như một lưỡi dao sắc bén cứa vào trong lòng anh, khiến nỗi đau trong lòng anh càng sâu hơn. Ý thức của cô vẫn còn mơ hồ, chậm rãi mở mắt, nhìn người đàn ông đang ngồi ở bên giường, không xác định được mình đang mơ hay tỉnh, cho đến khi anh chạm vào mặt cô khiến cô cảm nhận được nhiệt độ thân thực. Dậy ăn một chút đi. Anh dịu dàng mỉm cười. Mặc dù hiện tại anh phải đi nên khóc lóc cầu xin cô tha thứ, nhưng điều này còn cần cô phải có sức lực để nghe anh sám hối mới được. Cô nửa tỉnh nửa mê lắc đầu, kéo chăn phủ kín cả người. Không muốn ăn cũng phải ăn. Anh kéo chăn ra, dễ dàng nâng bà xã yếu ớt ngồi dậy. Anh biết rõ lúc này cô không muốn ăn, cũng không muốn mình nhìn thấy anh. Nhưng người giúp việc nói cô đã bệnh mấy ngày nay, không có một hột cơm nào vào bụng. Nếu cứ vậy, tiếp tục như vậy, chỉ sợ cô thật sự sẽ thành tiên mất. Anh bưng bát cháo nóng đến bên cạnh, múc một muỗng, rồi thổi nguội, đưa tới bên miệng của cô. Cô không há miệng, chỉ yếu ớt nhìn anh. Anh biết là anh đẹp trai, nhưng em phải ăn cơm mới no bụng, mau chóng hết bệnh được. Anh xót xa mở miệng chọc cô cười, thế nhưng chỉ đổi lại được một chiếc liếc mắt yếu ớt của vợ. Rốt cuộc cũng ngoan ngoãn mở miệng cho anh đút, khiến anh cảm thấy rất vui. Anh cảm động đút hết bát cháo cho cô, trong lòng lại có một cảm giác thành tựu.
Cô nhìn về mặt đắc ý của ông xã, đáy mắt lại có một tia bất đắc dĩ không chịu được. Nếu không phải cổ họng đang đau rát thì cô nhất định cắn anh. Kế tiếp là gói thuốc ở đầu giường. Anh tính nhầm, nhìn theo liều lượng được ghi bên trên thì một ngày uống 3 lần, bà xã bướng bỉnh của anh chỉ uống một ngày một lần, chả trách bệnh không thuyên giảm mà còn có dấu hiệu phát sốt. Anh mở gói thuốc, đặt vào trong tay của cô. Cô cố sức bò trở về đầu giường, chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi. Không được, uống thuốc rồi ngủ tiếp. Anh kéo cô dậy, kiên trì bắt cô phải làm bệnh nhân ngoan ngoãn. Cô bướng bỉnh lắc đầu, lại không nhịn được mà ho sù sụ, nhưng vẫn không muốn uống mấy cái loại thuốc đáng ghét này. Vậy nên, mỗi ngày đều tự mình cắt xén liều lượng, uống từng chút, hai ngày mới hết một liều. Anh vội vàng vỗ vỗ lưng cô, giúp cô dễ thở hơn một chút, sau đó đưa thuốc đến bên miệng. Anh xin em mau uống thuốc đi, anh sai rồi, em đừng tự ngược đãi bản thân của mình nữa. Anh ăn nói khép nép, xin cô đừng tự làm khổ mình như vậy. Đợi cô khỏe lại, rồi muốn cáu gắt với anh như thế nào cũng được. Nhìn cô ho đến không thể thở ra hơi, anh thật sự đau lòng muốn chết. Nếu cô muốn nổi giận với anh thì phải mau chóng khỏi bệnh, tinh thần hăng hái, đến lúc đó mắng anh một trận mới sảng khoái. Đường Tâm nhìn vẻ mặt tự trách và lo lắng của anh, trái tim cũng như bị ai đó siết chặt, vô cùng khổ sở. Cô nuốt nước bọt một cách khó khăn, muốn mở miệng để nói gì đó, thế nhưng anh lại lập tức mà nhét thuốc vào trong miệng cô. Cảm giác đắng nghét khiến cho cô nhíu mày. Anh lập tức đưa nước cho cô uống. Nhìn cô đã nuốt hết vào bụng, lúc này anh mới có thể yên tâm thả lỏng xoa đầu cô. Vậy mới ngoan. Ánh mắt cô ấm ức nhìn nụ cười chướng mắt của anh, lặng lẽ nén giận. Anh lúc nào cũng bá đạo, tự mình là đúng, cũng không nghe lời của cô định nói. Ngủ đi, có gì để sau rồi nói. Anh sắp xếp gối, rồi đỡ cô nằm xuống, giúp cô đắp kín chăn, sau đó nằm xuống bên cạnh dỗ cô vào giấc ngủ. Một tay dịu dàng vỗ nhẹ lưng cô, ánh mắt tràn ngập nhu tình, lại pha lẫn một chút đau lòng. Cô vốn không muốn nghe lời anh dựa vào cái gì mà bắt cô tỉnh thì cô phải tỉnh, bảo cô ăn thì cô phải ăn, muốn cô ngủ thì cô phải ngủ, nhưng mà... Tay của anh thật ấm áp, nắm lấy tay cô cũng ấm, sờ lên trán cô cũng ấm, dùng sức lực vỗ lưng cho cô cũng dễ chịu. Cô thích bàn tay của anh, thích đến không thể giải thích được. Thật là có một chút muốn khóc. Cô nhắm chặt đôi mắt đang nóng lên, tiếp đó lại cảm thấy buồn ngủ. Dường như là thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Hai ngày nay bởi vì ho nhiều, thỉnh thoảng lại còn phát sốt khiến cho cô không thể nào ngủ ngon giấc. Một đêm tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần, khó chịu không thể nào ngủ nổi. Thế nhưng đêm nay lại có một vòng tay to lớn vây quanh, khiến cô có thể yên tâm dựa sát vào vòng ngực của anh. Đến khi mở mắt ra lần nữa, thì giữa trưa của ngày hôm sau mất rồi. Chương 9. Hai ngày kế tiếp, Vệ Nghị Phong đều không đến công ty. Kể từ sau khi về nước, toàn bộ thời gian anh đều dùng để chăm sóc bà xã đang bị bệnh, thậm chí còn xin nghỉ nhiều ngày hơn một chút, chỉ để giải quyết những công việc quan trọng thông qua điện thoại và máy tính. Tôi đã xem hợp đồng rồi, đại khái cũng không có vấn đề gì, đợi tôi trở về rồi sẽ thảo luận chi tiết. Tôi cũng không chắc là ngày mai có thể đến công ty được hay không. Trước khi tan tầm, cậu cầm những tài liệu quan trọng đến gửi cho tôi, cả bản kế hoạch lần trước nữa. Anh đứng trong phòng khách nói chuyện điện thoại, vừa quay đầu lại thấy vợ mình đang cầm bình thủy tinh đi vào phòng bếp, anh vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện rồi chạy tới bên cạnh cô. Sao lại đi ra ngoài? Mấy chuyện này cứ để anh gọi là được rồi. Anh đỡ lấy bình thủy tinh từ trong tay cô, chút vào nước sôi. Em đỡ hơn rồi, ngày mai anh tới công ty làm việc đi. Cô không muốn làm trễ nải công việc của anh, cũng hiểu rõ anh là tổng giám đốc, một ngày kiếm cả bạc tỷ, có rất nhiều việc cần phải giải quyết. Nhưng anh muốn chăm sóc em mà. Anh giúp cô rót một ly nước ấm, lại phát hiện cảm giác mình rất hưởng thụ, được cô ỉ lại. Mặc dù đa phần đều bị anh ép buộc, nhưng anh vẫn cảm thấy thích thú, thích giúp cô chuẩn bị từng thứ, dù chỉ là nhỏ nhất, thích cẩn thận chăm sóc cô. Hai ngày nay, nhìn sắc mặt của bà xã dần dần trở nên tốt hơn, gò má cô đã hồng hào hơn trước, không chỉ khiến cho anh cảm thấy như được chuộc tội mà còn có cảm giác thành tựu của một người chồng. Thì ra anh cũng là người biết chăm sóc người khác đấy.
Không cần phải lấy em ra làm cái cớ để nghỉ việc đâu. Cô giả vờ như chẳng có gì đáng cảm kích. Thật ra thì trong lòng đã bị ông xã dỗ ngon dỗ ngọt nên rất vui vẻ. Cô cũng vô cùng cảm động. 3 ngày nay, anh đều hết lòng chăm sóc cô. Hầu như một tấc cũng không rời, khiến bệnh cảm của cô đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Đúng vậy, anh đúng là muốn nghỉ việc vài ngày để chăm sóc vợ yêu của anh thật tốt. Anh cười rõm rạc mà không biết ngượng, vươn tay về phía bà dã yêu dấu. Tới đây, để anh ôm em một chút. Cô nhíu mày nhìn anh, bất động như núi. Anh nhất thời quên mất bà xã của mình, có cá tính, khẽ đổi giọng nói. Để anh tới cho em ôm. Anh cũng vui vẻ là người chủ động, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, áp mặt xuống bụng cô rồi cọ cọ, cứ như một đứa bé đang làm nũng với cô. Đừng nghịch nhột quá. Cô đặt ly nước xuống, muốn ngăn anh nghịch ngợm ầm ĩ. Thế nhưng anh lại ôm cô chặt hơn, khẽ hít một hơi thật sâu. Bà xã, anh xin lỗi. Rốt cuộc anh cũng mở miệng nói xin lỗi với cô. Bà chữ này tuy đã chuẩn bị luồn quẩn ở trong lòng, nhưng thật không dễ dàng để nói ra khỏi miệng. Cô sững sờ, đối với việc anh đột nhiên nghiêm túc, lại có một chút không phản ứng kịp. Anh biết là em thấy anh ở bên cạnh người phụ nữ khác nên mới sinh bệnh, nhưng những điều trên báo viết không phải là sự thật. Ngày đó, anh chỉ cùng vài người bạn đi uống mấy ly rượu thôi. Hai người phụ nữ kia là bạn gái mà bọn họ mang đến. Bởi vì hôm đó bọn họ uống say khướt nên anh mới giúp bạn anh đỡ mấy người đó lên xe. Thật sự là không có trở về khách sạn cùng bọn họ. Em phải tin tưởng anh. Nếu không, anh sẽ gọi mấy người đó đến ngay bây giờ để chính miệng bọn họ giải thích rõ ràng với em. Anh ôm vợ mình, giải thích một loạt với cô từ đầu đến cuối. Chỉ cần cô nói một câu, nếu cô muốn sang tận nơi để làm rõ trần tướng sự việc thì anh cũng có thể đặt vé máy bay ngay lập tức. Em tin anh. Anh nói thật đấy, em nhất định phải tin anh. Anh sửng sốt ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt như không dám tin. Ừ, em tin anh. Cô gật đầu, rất khẳng định và lặp lại lần nữa. Vì sao? Anh lại trở nên hồ đồ. Theo lý thuyết thì cô hẳn đã phải kích động rồi nổ một trận lôi đình với anh. Biểu hiện nội tâm đang phẫn nộ, đau khổ và rối loạn mới đúng. Sao có thể dứt khoát và bình tĩnh như vậy? Không phải là cô lại phát sốt đấy chứ? Anh không nhịn được mà vươn tay sờ lên trán cô. Cô mỉm cười kéo tay anh xuống, cảm thấy phản ứng của ông xã thật đúng là buồn cười. Cô tin tưởng anh thì có gì không phải. Bởi vì em cũng thường hay bị người ta chụp lén, bịa đặt một đống chuyện vô căn cứ. Vậy nên đại khái cũng có thể biết được tin nào là thật, tin nào là giả. Chỉ cần xem góc độ của những bức ảnh kia thì cũng cảm thấy lạ rồi. Hơn nữa những chuyện này anh cũng đã nhắn tin giải thích với em rồi mà. Vẻ mặt của cô không có một chút gì gọi là hoài nghi. Tục ngữ có câu, cửu bệnh thành lương y. Cô được truyền thông lăng xê quen rồi, vậy nên cũng có thể hiểu được tâm trạng bất đắc dĩ khi bị người khác hiểu lầm của anh. Huống hồ nếu quả thực chồng cô ngoại tình, làm gì phải vội vã để giải thích với cô. Đây cũng không giống với tác phong làm việc của anh. Ít ra cô hiểu rõ anh về điểm này, vậy nên mới không hiểu lầm anh. Vậy tại sao em lại bị bệnh? Anh nhìn một vẻ mặt thoải mái của cô không giống như đang nói đùa. Nhưng trợ lý của cô rõ ràng đã bảo cô bị anh chọc giận nên mới sinh bệnh mà. Bởi vì dạo này làm việc quá mệt mỏi, vừa thức đêm lại vừa phải quay mấy cảnh dưới trời mưa. Cộng thêm mấy ngày nay nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch khá lớn, vậy nên không cẩn thận mới bị cảm. Cô chính là gắng giọng đến khi nào không được thì mới ngã xuống, ngẫm lại cũng có một chút bội bực chính mình. Vậy sao em không nói với anh sớm một chút? Sự thật đã làm được sáng tỏ, thì ra anh không phải hung thủ giết người, căn bản là trợ lý của cô, muốn là ô long mà. Chỉ có thời gian đường tâm sinh bệnh thật sự, quá trùng hợp mới có thể khiến cho Phan Kết Như dự đoán hợp lý như vậy. Quả thực cô ấy có nhớ một cái đầu rất giỏi, ký hịch hóa. Lúc đó em sợ ảnh hưởng tới công việc của anh. 2 ngày trước vốn định nói với anh, nhưng anh lại không chịu nghe. Cứ một mực không cho em nói chuyện, phải nghỉ ngơi. Không phải là cô không nói, mà anh không chịu để cô nói. Cái này không thể trách cô. Hơn nữa anh cũng nên biết, nếu cô tức giận thì sao có thể ngoan ngoãn để anh chăm sóc 2 ngày được. Trên mặt của Vệ Nghị Phong đầy vạch đen, gắng gượng cười,
chỉ có thể nói tất cả đều mà anh tự làm tự chịu mà thôi. Tóm lại, em không có việc gì là tốt rồi. Lo bóng lo gió một hồi, rốt cuộc anh có thể an tâm ôm lấy vợ mình, trong lòng cảm thấy có một chút may mắn. Vợ yêu của anh là một người phụ nữ, cho dù có gặp sóng gió to lớn thì cũng không bị sương mù che mắt. Cái gì mà không có việc gì? Cô đột nhiên đẩy đầu của anh ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang hả hê đắc ý kia. Em còn chưa nói, lúc trước anh thật sự làm cho em rất tức giận. Cô nghiêm túc nhắc nhở anh, làm sai thì phải thừa nhận, đừng mơ tưởng dỗ ngon dỗ ngọt vài câu để có thể là cho qua. Hành động thô lỗ lúc trước của anh khiến cho lòng cô bị tổn thương nghiêm trọng, còn phải tránh mặt người khác để khóc thầm đấy. May mà còn có một chút hoa quả để bù lại những nước mắt đã chảy ra. Được rồi, những chuyện đó thật sự là anh đã làm sai. Anh kéo tay cô, nhìn vào mắt cô, không hề có ý định trốn tránh, chỉ là vẫn chưa lôi chuyện này, phải biết rằng nhận lỗi cũng cần phải có chừng mực. Thật xin lỗi bà xã, thời gian này anh đã làm nhiều chuyện quá đáng với em, nhưng xin em hãy nể tình, bởi vì anh thật sự quá yêu em, vậy nên hãy tha thứ cho anh nhé. Mấy ngày nay anh thật sự rất nghiêm túc kiểm điểm lại chính mình, anh cam đoan từ nay về sau sẽ không can thiệp vào công việc của em, không ăn dấm chùa bậy bạ nữa đâu, sẽ không làm những chuyện đáng giận nữa. Giọng điệu vô cùng thành khẩn, chân thành xin lỗi cô, xin cô tha thứ cho những hành động của mình lúc trước. Mấy ngày nay tâm tình của anh chẳng hề dễ chịu chút nào, mỗi giây mỗi phút lương tâm của anh đều bị giày vò. Quả thực bị lý trí của mình mắng đến máu chó đầy đầu rồi. Cô cúi đầu nhìn vẻ mặt tràn đầy hối lỗi của ông xã, đương nhiên cũng không có lý do để tha thứ cho anh. Huống chi nhìn anh ba ngày nay dốc lòng chăm sóc cô như vậy, cô cũng không có cách nào tiếp tục gận anh được. Nhưng mà... thật ra em cũng phải nói lời xin lỗi với anh. Cô ngượng ngùng thừa nhận mình cũng đã một chút sai, hy vọng anh sẽ tha thứ. Mấy ngày nay em cẩn thận nghĩ đến những lời của anh nói, phát hiện trong khoảng thời gian này dường như em đã quên mất việc mình đã kết hôn. Không thể giống như trước kia chỉ quan tâm đến công việc mà quên mất bên cạnh còn có một người rất yêu em, cũng cần đến sự quan tâm của em. Thật xin lỗi ông xã, em sẽ cố gắng thay đổi. Từ nay về sau, trước khi nhận công việc thì em sẽ nghĩ đến thân phận của mình và cảm giác của anh trước. Cô đau lòng, thành thật nói lời xin lỗi đối với anh. Sau lần tranh chấp đó, cô cũng đã tự kiểm điểm bản thân. Dường như quên mất mình đã là vợ của người ta. Rất nhiều việc chỉ suy xét từ khía cạnh của bản thân mà quên mất cảm giác của người bên gối. Quên mất vợ chồng thì phải nên giúp đỡ, cảm thông và bao dung lẫn nhau, chứ không phải chỉ yêu cầu đối phương tin tưởng và tôn trọng mình. Thực tế là sau khi nhìn thấy những tấm hình chụp anh ôm một người phụ nữ khác, cô càng cảm nhận sâu sắc được tâm tình của anh trong mấy ngày qua. Dù biết là giả, nhưng khi nhìn thấy có người khác dựa quá gần vào người đàn ông của mình, trong lòng cô vẫn không thoải mái, giống như bị một ngọn lửa không tên thiêu đốt. Vệ Nghị Phong không ngờ mình lại nhận được lời xin lỗi của vợ, anh cảm động mỉm cười. Anh thật sự đã cưới được một người vợ tốt rồi. Anh vòng tay ôm lấy cô, tựa vào ngực cô. Đây thật sự là một người vợ, trong ngoài không giống nhau mà anh yêu thương nhất. Cho dù nghĩ thế nào thì cũng đều có một cảm giác như đã nhặt được bảo bối. Coi như anh có phúc khí tốt. Cô không hề khiêm tốn nói, kỳ thực trong lòng cũng cảm thấy may mắn vì đã gả vào một người chồng tốt. Không ngờ hai người bị tai tiếng vây quanh lại cũng nhờ chính những tin ở đó mà càng trở nên hiểu nhau hơn, khiến cho tình cảm của mình càng thêm kiên định. Đây cũng là một dạng nhờ có phong ba mới sinh lòng tin tưởng. Đúng, đúng. Mau tới đây hôn ông xã phúc khí tốt một cái nào. Sau khi xin lỗi xong, anh ta không thể chờ đợi được mà muốn vợ yêu thể hiện tình yêu trong lòng một chút. Anh vươn tay kéo cô vào trong ngực. Á, em còn chưa khỏi bệnh đâu. Cô vội vàng che miệng, không muốn lây bệnh cho anh. Không sao, cứ chuyển virus cảm cúm sang cho anh, em sẽ lập tức khỏi ngay thôi. Anh không ngần ngại kéo tay cô xuống, nghĩ mình khỏe như thế này không thể dễ dàng bị bệnh được. Nói linh tinh. Cô nghiêng đầu né tránh, không tin lời nói vớ vẩn của anh. Thử một chút là biết ngay mà, lần này anh sẽ rất dịu dàng. Anh cười đến vô lại, bá đạo giữ chặt lấy thân thể của cô. Tránh ra.
miệng nhỏ của cô tránh tới tránh lui. Đến đây nào. Không hôn trúng miệng, anh lại bắt đầu hôn lên vùng cổ mẫn cảm của cô, bắt đầu dụ dỗ. Đừng mà, cô híp mắt, bị hàm râu mới chọc lún phún của anh gãi ngứa. Anh thừa thắng xông lên, hôn dọc xuống trước ngực cô. Anh đảm bảo đấy, chỉ cần em để cho ông xa. Vô sỉ. Âm thanh của Jack lại mềm nhũn, chả có một chút sức lực nào. Bị cô mắng như vậy, đương nhiên là anh càng lúc càng muốn sức đòi hỏi. Nửa tháng sau, trong nhà lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Mẹ của Đường Tâm đột nhiên đến thăm, khiến cho người làm con như cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì từ trước đến giờ, Lý Nghi Chan chưa từng đến thăm chỗ ở của cô, thỉnh thoảng chỉ hẹn cô ở nhà hàng hoặc tiệm cà phê. Hôm nay sao lại chủ động muốn tới nhà để ngồi chơi một lúc? Sau khi đi một vòng tham quan căn nhà, dì giúp việc cũng vừa quét dọn xong, bưng cho mẹ con cô hai tách trà nóng. Cảm ơn. Lý Nghi Chan vừa uống tách trà thơm, vừa nhìn nội thất xung quanh phòng khách. Căn nhà này chắc có giá trị không nhỏ đâu nhỉ? Hình như trên báo nói là 2 hay 3 tỷ. Chắc vậy, con cũng không rõ lắm. Không phải nhà của cô cũng chưa từng hỏi ông xã căn nhà này bao nhiêu tiền, chỉ biết là ở được là được. Yên tâm, không phải mẹ tới đây để hỏi tiền của con đâu. Lý Nghi Chan đặt tách trà sứ xuống bàn, muốn con gái mình hiểu được điều này. Con không có ý đó. Đường Tâm cũng mau chóng giải thích, nghĩ thầm chắc mẹ của cô nói vậy cũng vì chuyện lúc trước. Chuyện công ty anh hai giải quyết sao rồi ạ? Không tệ lắm. Mẹ đã nói anh hai con là một người có bản lĩnh, nó nhất định sẽ có cách mà. Bà ta nói quanh nói co một hồi, lại vội vàng nói tốt cho con trai, giống như là sợ Đường Tâm sẽ coi thường nó. Vậy thì tốt rồi. Cô nhìn mẹ mình, chẳng hiểu sao lại có một cảm giác lạ lạ. Ánh mắt của bà thoạt nhìn có một chút bối rối. Hơ, chẳng lẽ bà ấy khen ngợi cái tên kia mà lại cảm thấy chột dạ hay sao? Đường Tâm diễu cợt nghĩ, vừa đặt tách trà xuống chưa được vài giây, lại nâng lên uống một hớp nhỏ. Kể cũng lạ, hai mẹ con ngồi đối diện nhau thế này, ấy vậy mà cô chẳng biết phải nói chuyện gì với mẹ mình. Vốn từ trở nên nghèo nàn đến đáng thương. Đã bao lâu rồi hai mẹ con cô không ngồi nói chuyện với nhau như vậy? Hình như là từ ngày kết hôn cũng chưa gặp lại, máu mủ bao năm trở lên xa lạ bỗng có một chút đáng sợ. Hâm hâm à, bây giờ con sống thế nào? Ý mẹ là cuộc sống sau khi kết hôn của con ấy. Dạ, cũng không tệ lắm. Cô mỉm cười nói, mặc dù có một chút kinh ngạc nhưng cảm giác được mẹ mình quan tâm thật sự rất ấm áp. Thật sao? Chuyện này con không cần phải gạt mẹ đâu. Lần trước mẹ đã đọc được tin, cậu ta đến Hồng Kông tằng tịu với người phụ nữ đó rồi. Lý Nghi Chan cảm thấy con gái mình nhất định là đang nói dối, coi bé này nhất định là bởi vì mặt mũi thôi. Chuyện đó không phải là sự thật, anh ấy đã giải thích với con rồi. Cô thay chồng mình giải thích. Không hy vọng bởi vì chuyện này mà anh để lại ấn tượng xấu với mẹ của mình. Nó giải thích thì con tin ngay hay sao? Bản tính phong lưu của đàn ông không thể nào sửa được. Mấy loại chuyện này thì có lần đầu thì sẽ có lần hai. Trước khi kết hôn cậu ta phong lưu như thế nào, chẳng phải con cũng biết rõ hay sao? Đường Tâm nhìn thái độ cáo cảnh của mẹ mình, cứ như vô cùng chắc chắn là vệ nghị phòng nhất định sẽ làm chuyện có lỗi với cô vậy. Cô thật sự không hiểu vì sao bà ấy lại đột nhiên nói với cô những lời này. Cho dù mẹ cô thật sự lo lắng về con rể thì cũng nên nói trước bọn họ kết hôn chứ. Bây giờ mới nhắc đến chuyện nhỏ, cô chú ý có phải là quá muộn rồi hay không? Nếu không thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ con phải cho người đi giám sát anh ấy 24/24 hay sao? Giọng điệu của cô như đang đùa giỡn, lại cảm thấy đáng yêu khi nghĩ đến hiện tại. Ông xã của cô chỉ thích dán mắt vào lịch trình của cô, suốt ngày lo lắng hỏi han. Chẳng qua, nếu muốn giải thích mấy chuyện này với mẹ cô, thì chắc cũng không phải tốn không ít thời gian. Còn tội gì phải bắt mình sống một cuộc sống mệt mỏi như vậy? Không có cậu ta thì con vẫn có thể sống rất tốt mà. Nghe con gái của mình nói vậy, Lý Nghi Chan lại càng cho cô là miễn cưỡng giả vờ vui vẻ, hôn nhân của hai người nhất định là có vấn đề. Ý của mẹ là... muốn con ly hôn với anh ấy hay sao? Cô hoài nghi không biết mình có nghe lầm hay không. Dẫu sao thì làm gì có người mẹ nào vừa gặp đã khuyên con gái mình ly hôn như vậy.
Cho dù bên ngoài, Vệ Nghị Phong bị mọi người khẳng định là một người đàn ông phong lưu, nhưng mẹ cô cũng không thể chỉ dựa vào mấy câu viết trên báo đã có thể dễ dàng kết luận bọn họ nên ly hôn. Mẹ chỉ nói là con không cần phải để cuộc hôn nhân này làm khổ mình, dù sao con cũng có năng lực tự nuôi sống bản thân mình, không cần phải dựa dẫm vào cậu ta. Nếu cậu ta đối xử không tốt với con, thì con cũng không cần lưu luyến. Rời khỏi cậu ta thì sau này nhất định con sẽ gặp được một người đàn ông tốt, yêu thương con thật lòng. Lý Nghi Chan càng nói càng chắc chắn, dáng vẻ như thật sự đã cảm thấy sự bất bình vì con gái phải chịu tổn thương. Nhưng thật ra, trong lòng của Đường Tâm lại cảm thấy kỳ quái. Thường ngày, mẹ cô căn bản không thể tích cực quan tâm đến đời sống tình cảm của cô như vậy. Bao giờ cô cảm giác hình như bà ấy tới đây chỉ vì để khuyên cô ly hôn. Mẹ, Nghị Phong đối với con rất tốt, chuyện này mẹ không cần phải lo lắng. Tuy không hiểu vì sao mẹ mình lại đột nhiên thể hiện tình thương bao la như vậy, nhưng cô vẫn muốn cố gắng để cho mẹ hiểu. Ông xã cô thật sự không phong lưu như những gì mọi người ở bên ngoài hình dung. Ít ra thì bây giờ, anh đã sửa sai hướng thiện rồi. Hầm hầm à, hôn nhân đối với phụ nữ thật sự rất quan trọng. Con đừng vì thể diện mà cố gắng chống chọi. Hạnh phúc của mình mới là quan trọng con à. Giọng điệu của Lý Nghi Chan có một chút nóng này, dáng vẻ cứ như muốn kéo con gái ra hố lửa ngay lập tức vậy. Mẹ, bây giờ con thật sự rất hạnh phúc. Cô nhấn mạnh cuộc sống hôn nhân của mình không hề khổ sở một chút nào, muốn mẹ không cần phải lo lắng cho cô, ông xa đối với cô thế nào thì chính cô là người rõ nhất. Nghe thấy mẹ của mình cứ luôn miệng phê bình của chồng của cô như vậy, nói thực ra thì trong lòng cô cũng không thể nào cảm thấy thoải mái. Vì mẹ cô căn bản cũng không hiểu rõ con người của anh, nhưng không biết tại sao bà ấy cứ nhắm vào anh. Sau khi Đường Tâm ngăn việc mẹ mình đem trọng điểm đặt lên trên người đàn ông xã của mình thì bầu không khí giữa hai mẹ con lại trở nên trầm mặc. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết phải nói gì nữa. Không bao lâu sau, Lý Nghi Chan đứng dậy ra về. Đường Tâm tiễn mẹ ra khỏi cửa, sau đó trở về phòng, lại phát hiện ngoài cửa sổ đang lấm tấm mưa phùn. Nhớ đến vừa rồi mẹ mình không mang theo dù, cô vội vàng cầm dù chạy ra ngoài. Thế nhưng không ngờ lại bắt gặp mẹ cô đang đứng nghe điện thoại trước thang máy, còn nói những lời khiến cho cô kinh ngạc. Mẹ thật sự đã nói với nó rồi, nhưng nó không hề có ý định ly hôn. Con cũng biết tính của Hầm Hầm bướng bỉnh như thế nào mà, mẹ cũng không có cách nào khác. Con mau trả lại khoản tiền đó cho ông Vệ đi, khéo lại khiến cho mọi việc phiền toái hơn đấy. Lý Nghi Chan cầm điện thoại, tận tình khuyên con trai đừng trêu vào kẻ có tiền. Rất khó đối phó, không cẩn thận lại càng khiến cho mọi chuyện tệ hơn. Kỳ thực vấn đề của công ty con trai vẫn không có cách giải quyết, cho dù có thế chấp giấy tờ cũng không có cách nào cứu vãn được. Vừa hay, lúc đó Vệ Thanh Sơn cho người đem tới một khoản tiền muốn bọn họ khuyên Đường Tâm ly hôn với cháu nội của ông ta. Ông ta sẽ giúp con trai bà giải quyết những vấn đề thiệt hại của công ty. Mặt khác, còn có thể giúp con trai mở rộng mối quan hệ đối tác, lấy tiền đề cho sự nghiệp của nó. Thời gian trước nghe thấy tiếng tai của Vệ Nghị Phong xôn xao huyền áo, bà ta còn tưởng đó là một cơ hội tốt để đả động con gái, không ngờ lại thất bại. Hâm hâm, sao con lại... Lý Nghi Chan nhìn thoáng qua bóng dáng của con gái vội vàng cúp điện thoại. Đường Tâm nhìn mẹ mình, ánh mắt không dám tin. Vì nhận tiền của người khác nên mẹ mới đặc biệt tới đây để khuyên con ly hôn. Cô không thể tin vào những gì mà mình nghe được bởi vì nó thật sự quá mức tàn nhẫn. Trong người của cô đang chảy dòng máu của người phụ nữ này sao? Vì sao bà ấy lại có thể làm tổn thương cô như vậy? Bởi vì muốn giữ lại công ty cho cái tên phá gia chi tử kia mà bà ấy lựa chọn hy sinh hôn nhân của cô. Mẹ, cái này không phải phải không? Bởi vì mẹ nhớ cho con nên mới đến thăm con. Nếu lúc đó con chịu giúp anh hai thì bây giờ mẹ cũng không phải làm khó như vậy. Bà ta thở dài một tiếng, cho rằng mình là như vậy cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Nếu lúc trước con gái có thể mở miệng nhờ con rể một tiếng, thì bọn họ cũng sẽ không phải nhận điều kiện bên kia để nắm lấy cơ hội lần này. Đường Tâm nghe thấy mẹ mình nói như vậy thì càng cảm thấy như một đứa ngốc, mơ mộng hão huyền. Bắt đầu từ nhiều năm trước, cô đã không còn dám trông mong mẹ mình đối xử bình đẳng với mình, chỉ hy vọng thỉnh thoảng bà ấy sẽ quan tâm tới cô. Chỉ cần bà ấy đối xử với cô bằng một nửa, nhiều lúc bà ấy với ba người còn lại cũng tốt rồi.
Nhưng thì ra, tất cả đều là do cô tự lừa mình dối người. Thật ra từ rất lâu, cô đã biết vì sao tình thân đối với cô lại xa vời như thế. Thế nhưng cô vẫn luôn ngây ngốc để chờ đợi mình có thể chạm vào một chút hay không. Đúng, là lỗi của mẹ. Mẹ không nên. Bà ta thừa nhận là mình không đúng, bởi vì bà ta chưa từng mở mắt nhìn rõ, cũng chưa từng bao giờ chịu suy nghĩ thông suốt. Có những người dù không có quan hệ máu mủ cũng có thể vì tình cảm mà trở nên thân thiết. Nhưng nếu đã không có tình cảm thì cho dù là máu mủ cũng không thể nào gần gũi và gắn bó được. Mất đi tình cảm thì quan hệ máu mủ cũng không bằng một người xa lạ. Mẹ, vừa rồi mẹ nói đúng một chuyện, hạnh phúc của mình mới là thật quan trọng nhất. Cảm ơn mẹ đã nhắc nhở con điều này, từ nay về sau con sẽ ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không bao giờ quên. Cô kiên cường nở nụ cười nhìn người phụ nữ sinh ra mình, bước tiếp lên phía trước đưa cho bà ta một cây dù trong tay. Ngoài trời đông mưa. Cô không đứng lại nhìn mẹ mình rời đi, nói xong đó thì xoay người, cũng không nói một câu hẹn gặp lại, dù sao cũng không cần thiết. Từ nay về sau cô sẽ không tự lừa dối mình, sẽ không trông mong sự xa vời cái gọi là tình thân từ người phụ nữ kia nữa. Cho đến khi bước vào cửa, nước mắt của cô mới có thể rơi xuống. Đêm tối, sắc trời cũng trở nên u ám, mây đen ngoài cửa sổ vẫn chưa tan, tựa như một nỗi đau trong lòng cô, hốc mắt cũng trở nên ướt át. Lúc Vệ Nghị Phong về đến nhà thì trông thấy cô đang ngồi bên cạnh cửa sổ, trên mặt vẫn còn những vệt nước mắt. Cô phát hiện ông xã của mình đứng sau lưng mình, vội vàng lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt trên mặt. Em mới nhận một vai diễn mới, đang tập luyện cách khóc như thế nào sẽ trông đẹp hơn. Cô hốt hoảng giải thích, theo bản năng che giấu tâm tình của mình, khẽ vuốt tóc như không có việc gì. Anh cởi áo khoác, buông cặp tài liệu, đi xuống ngồi bên cạnh của cô, yên lặng nhìn hai mắt sưng đỏ của vợ mình. Anh đau lòng, gạt đi vệt nước mắt còn vương trên khóe. Không phải bởi vì hôm nay mẹ em đến đây sao? Anh vạch trần lời nói dối của cô. Cô khẽ gật đầu, liếc nhìn anh. Có phải anh gắn camera trong nhà không? Cô nghi ngờ, đám kia phục ở ngoài do anh phát hiện tới. Bởi vì em tập luyện thật giống nên dì giúp việc không nhịn được mà gọi anh đến thưởng thức. Anh vuốt ve gò má của cô, nói với cô thật ra người giúp việc mật báo với anh. Nó là sau khi gặp mẹ mình, dáng vẻ của cô lại rầu rĩ không vui, luôn tự nhốt mình ở trong phòng. Nếu không phải vì công việc quá nhiều thì anh đã trở về sớm hơn rồi. Thì ra, dì giúp việc là tai mắt của anh. Cô gạt tay anh ra khịt khịt mũi. Nếu không thì anh tốn tiền vô ích rồi. Cô bật cười, nghe anh nói như vậy tâm tình buồn bực lại cảm thấy khá hơn một chút. Hai người đã nói gì vậy? Nhìn nụ cười của cô không giống giả vờ, anh mới bớt một chút lo lắng. Không có gì. Cô không muốn nói nhiều đến những chuyện đau khổ, cũng không muốn để ông xã biết trọng lượng của anh trong lòng mẹ cô. Cũng không muốn để cho ông xã biết trọng lượng của anh trong lòng mẹ cô chẳng bằng một cọng lông. Hơn nữa, việc này lại liên quan đến ông nội anh. Nghe xong chỉ sợ, càng nghe càng không thể tha thứ cho ông cụ, quan hệ ông cháu lại càng thêm thăng thẳng. Chuyện xấu của chúng ta đã nhiều như vậy, em còn sợ có thêm bí mật nào nữa sao? Vệ Nghị Phong ôm bả vai của cô, đôi mắt bình tĩnh dịu dàng nhìn cô. Ánh mắt của anh thật sự là một loại ép buộc dịu dàng, khiến cho cô không thể nào kháng cự, mà thực tế cái người này cũng không chịu hết hy vọng. Nếu cô không nói thì anh nhất định sẽ ngồi nhìn cô cả đêm như vậy. Cô ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy anh nói đúng. Bọn họ đối mặt với những tin đồn bên ngoài cũng đã đủ mệt mỏi rồi, sao về nhà còn phải giấu giếm lẫn nhau. Cô cũng không thích cảm giác phải dò xét người khác. Vì vậy, cô đành kể hết toàn bộ những chuyện mà mẹ mình tới đây. Vệ Nghị Phong nghe bà xã kể xong thì sắc mặt trở nên tái nhợt, bàn tay cũng siết chặt lại. Cô cho rằng núi lửa đang chuẩn bị bộc phát, thế nhưng cuối cùng anh chỉ hít một hơi thật sâu rồi nói xin lỗi cô. Thật xin lỗi. Anh đau lòng nhìn cô, giọng nói vừa xót xa vừa tự trách. Sao lại xin lỗi? Phản ứng của người đàn ông này thật kỳ quái, có phải dạo này anh xin lỗi nhiều quá nên nghiện rồi không? Cũng tại vì anh nên ông nội mới làm phiền đến em như vậy. Suy cho cùng, cô phải nghe những lời đau lòng kia cũng bởi vì anh. Có thể là ông cụ phát hiện không thể đả động đến anh, cũng không có cách nào lay chuyển anh được, vậy nên mới chuyển sang cô.
cảm thấy cô có vẻ dễ đối phó, có thể thành công chia rẽ cuộc hôn nhân này cũng là một cách mà ông ta dùng để đả kích anh. Anh lại không lường trước được chuyện này, thật sự đã sai lầm, vậy nên anh phải chịu trách nhiệm trước nước mắt của cô. Không phải vậy đâu, chuyện này không liên quan đến anh. Cô mong anh đừng ôm mọi lỗi lầm vào người mình, đây là vấn đề của gia đình cô, đã sớm tồn tại lâu rồi, chỉ là lần này trở nên nghiêm trọng nên khiến cho cô đau lòng mà thôi. Nếu nghĩ thoáng hơn thì một ngày, dao này chém vào lòng cô, đối với cô mà nói, có lẽ cũng là một sự giải thoát. Sau khi khóc một trận thoải mái thì đầu óc của cô đã tỉnh táo hơn nhiều, tự như tất cả quá khứ và tình thân đều những giọt nước mắt kia mà trôi đi hết. Cô biết mình vẫn không cô đơn. Nghị Phong, chuyện này anh đừng có trách ông nội được không? Ông ta làm như vậy mà em còn có thể nói giúp cho ông ta hay sao? Sắc mặt của anh lạnh lẽo, hiển nhiên đã đoán được ông cụ đã rắp tâm làm chuyện khiến cho vợ anh đau lòng rơi lệ, hận cũ thủ mới càng khiến cho anh nổi trận lôi đình. Cô cười khổ nắm tay ông xã, muốn anh đừng kích động như vậy. Kỳ thực em có thể hiểu được tâm tình của ông nội anh. Nếu đổi lại là em cũng sẽ không thích một đứa con gái tai tiếng đầy mình làm cháu dâu. Thử nghĩ mà xem, gia tộc anh có địa vị như thế nào. Cháu nội bảo bối duy nhất đương nhiên phải kết hôn với một người phụ nữ có điều kiện tốt hơn mới đúng. Mặc dù cô đối với mẹ mình đã nản lòng thoái chí, hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng cô lại không hy vọng ông xã của mình cũng trở mặt với người thân như vậy. Ít nhất, ông nội của anh là như vậy cũng vì suy nghĩ cho cháu mình. Vậy nên mới muốn anh ly hôn tìm một đối tượng tốt hơn. Nhìn từ khía cạnh này, cô lại không có cách nào tránh ông cụ. Xì bụng ta ra bụng người, cô biết mình không phải là một đứa cháu dâu khiến cho người ta hài lòng. Em đang ngồi đây nói linh tinh gì vậy? Ông ta không có coi anh là bà bối gì đâu. Ông ta chỉ quan tâm đến mặt mũi của chính mình, cảm thấy tất cả mọi chuyện của con cháu đều phải nằm trong sự giám sát của ông ta mà thôi. Anh giận cô, lại coi thường bản thân mình như vậy, còn đánh giá cao cái cảnh giới của ông già kia. Lại nói, ông nội anh vừa độc tài vừa sĩ diện, vậy nên lúc nào cũng muốn mọi chuyện phải làm theo ý của mình. Nếu ai dám phản kháng thì ông ta sẽ dùng mọi cách để dạy dỗ, khiến cho đối phương hiểu rõ ông ta mới chính là lão đại. Cứ tùy tiện hỏi một người nào trong giới thương nhân thì biết, năm đó ở trên thương trường, ông nội anh đã có tính cách lưu manh này rồi. Vậy mà Đường Tâm lại cho rằng ông ấy chỉ dựa vào tấm lòng cha mẹ mới có thể yêu cầu nghiêm khắc với anh như vậy. Bởi vì nuôi cháu nội từ nhỏ tới lớn, tình cảm của ông tự như cha đối với con, kỳ vọng rất nhiều vào anh. Trên phương diện tình thân, dường như cô có vẻ suy nghĩ lạc quan và quá xem trọng nó rồi. Có lẽ bởi vì trong tiềm thức của cô, khát vọng về tình thân vẫn chưa được thỏa mãn. Quan tâm một người thì sẽ luôn muốn can thiệp đến những chuyện của người đó. Nếu ông nội của anh coi anh như người ngoài thì sẽ không hào tâm tổn sức để quan tâm đến chuyện của anh đâu. Giống như mẹ của cô vậy, chưa bao giờ quan tâm cô ở ngoài làm gì. Cái kiểu không hề có giới hạn sự tự do cũng giống như bị bỏ mặc, chẳng hề khiến cho người ta cảm thấy vui sướng. Chỉ thường xuyên khiến cho cô cảm giác như mình đang đứng giữa hoang mạc mênh mông, đau khổ, buồn bã thế nào cũng không biết tìm ai để cầu cứu. Em bây giờ chán làm nữ thần rồi nên muốn đổi nghề sang làm thiên thần đúng không? Anh không hài lòng với thái độ khoan dung không đúng chỗ của cô, thầm nghĩ tại sao cô lại cứ hoàn toàn đứng về phía của ông nội của anh như vậy. Chính vì cô dễ mềm lòng như thế nên mới bị người ta coi là gà đẻ trứng vàng. Đường Tâm nghe thế thì bật cười. Vậy lần này anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời thiên thần đi. Em không muốn quan hệ của anh và ông nội bởi vì em mà càng trở nên căng thẳng. Nếu sau này có một ngày nào đó ông nội thích em thì tốt rồi. Cô khuyên ông xã buông bỏ thù hận, lại không nhịn được mà có một chút khoái cảm. Bản thân mình vừa không có được tình thương từ nhà mẹ ruột, lại không được nhà chồng hoan nghênh. Cộng thêm, việc vợ chồng cô sẽ không thể có con. Đột nhiên cảm thấy vô duyên với bốn chữ thiên luân chi nhạc. Có lẽ cả đời này cô sẽ không thể cảm nhận được tình thân là gì. Có anh thích em còn chưa đủ sao? Anh thương yêu cô, xoa xoa đầu cô. Không thích nhìn thấy cô ủ rũ và giọng điệu chua xót như vậy. Trong lòng cô, giá trị của anh hẳn là gấp ngàn vạn lần những điều này mới đúng.
Mặc kệ ai nghĩ gì, nói gì thì anh đều vĩnh viễn là người yêu cô nhất, cũng sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc nhất để cho cô có thể nương tựa. Nhưng tại em tham lam mà. Cô cười cười rồi dựa vào ngực của anh, cảm thấy có lẽ mình đã thật sự quá tham lam nên mới tự chuốc phiền não như vậy. Tựa vào lòng ngực ấm áp, cô lại một lần nữa tự nói với mình. Vậy Nghị Phong chính là người mà cô muốn dựa vào, là người cô có thể có được hạnh phúc. Chỉ cần có người đàn ông này ở bên cạnh, những thứ khác đều không còn quan trọng nữa. Cô có thể vừa coi anh là người tình, người chồng và cũng là người thân. Em đúng là tham lam thật. Vệ Nghị Phong chủ động ôm lấy vợ yêu của mình đang làm nũng với anh, nhẹ nhàng dùng cằm cọ cọ vào mái tóc cô. Nhớ đến khóe mắt cô sưng đỏ là anh lại cảm thấy đau lòng, thật sự muốn cho cô một chút an ủi, lại càng muốn có thể làm gì đó cho cô. Nhưng có thể dễ dàng làm ông nội thích cô sao? Năm đó mẹ anh chịu đựng uất ức như vậy, đến lúc chết cũng không được ông ta tác thành. Lần nào cũng vậy, vì tức giận thái độ kiên quyết muốn kết hôn với Đường Tâm, nên ông đã tìm trăm phương ngàn kế để áp chế anh, muốn dạy dỗ anh một trận, cũng nhân tiện biểu hiện rõ quyền lực của mình, chứng minh gừng càng già càng cay. Loại người như ông nội làm sao có thể thay đổi được? Cô lặng lẽ cong môi, thoải mái tựa vào ngực của anh, ôm anh thật chặt, cũng hưởng thụ cảm giác được anh che chở. Anh vuốt nhẹ lên trán cô, thoáng chốc lại búng nhẹ lên phần trán bóng loáng, thoáng chốc lại hôn lên cái mũi đáng yêu của cô khiến cho nó đỏ bừng, trêu chọc đùa giỡn, lại rất tự nhiên hôn lên môi cô. Thời điểm nguy cấp, anh kịp thời quay đầu đi chỗ khác, che lại cái hắt xì đột ngột xuất hiện này. Cô sững sờ, lập tức ngồi thẳng người nhìn anh. Anh bị cảm sao? Anh khịt khịt mũi, sờ sờ cổ. Lúc chiều thấy hơi ngơ ngứa cổ họng. Bịch, phản ứng chưa đầy 2 giây, vợ yêu trong ngực của anh lập tức lùi về phía sau, dáng vẻ như chỉ sợ trốn không kịp. Em... Anh còn chưa nói hết lời thì cô đã lấp một cái khẩu trang bịt miệng anh lại. Em có cần phải khoa trương như vậy không? Anh kéo khẩu trang xuống, hỏi cô, vẻ mặt vừa ấm ức vừa đáng thương. Lúc em bị bệnh, anh không có đối xử với em như vậy. Vợ yêu phản ứng như vậy thật là không có lương tâm mà. Xin lỗi nha, cuối tháng này người ta còn phải đi quay quảng cáo nếu bây giờ bị cảm. Anh cũng hiểu bị cảm mà, đi máy bay khổ sở như thế nào. Hơn nữa qua bên đó còn phải ngâm nước. Vẻ mặt của cô càng lúc càng điềm đạm đáng yêu, cong môi nằn nỉ ông xã yêu dấu hãy thông cảm cho mình. Cô vừa mới khỏi bệnh, không thể chịu được bệnh thêm một lần nào nữa. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, bây giờ phòng bệnh anh thì tốt hơn sau này cô phải chữa bệnh mà. Vệ Nghị Phong trừng mắt nhìn cô, nhưng vẫn ngoan ngoãn tiếp tục đeo khẩu trang. Hay, không còn cách nào khác, anh bảo cô là vợ yêu của anh chứ. Anh yêu cô thì phải bảo vệ cô, tiếp tục giữ vững đường lối là một người chồng tốt mà thôi. 3 ngày sau, quả nhiên là anh đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu cảm mạo. Sáng sớm vừa vào công ty. Sao cậu lại phải đeo khẩu trang? Anh nhìn trợ lý đeo khẩu trang đứng trước cửa phòng làm việc, nghĩ thầm cũng phải bị cảm trùng hợp như vậy. Tiểu Khiết nói, nếu như anh lây bệnh cảm cho tôi sẽ lây cho cô ấy sẽ lây cho phu nhân. Thi Văn Khiên ép gọng khẩu trang trên sống mũi xuống, đảm bảo khẩu trang phòng hộ hiệu quả. Lúc trước, tự dưng bị chuyện tình cảm của ông chủ kéo xuống, hại mối tình vừa chấm nở của anh chút sức nữa thì chết non, bây giờ không cẩn thận sao được. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Anh híp mắt, đột nhiên có cái loại dự cảm không tốt, cảm thấy sớm muộn gì thì trợ lý của mình cũng có ngày theo địch phản quốc. Nhìn xem, hiện tại đã trở thành trợ lý của vợ anh rồi. Hôm nay đừng pha cà phê, cho tôi một nước ấm và kẹo ngậm thông họng. Anh dặn xong thì cũng đi vào văn phòng. Tổng giám đốc, lão già đang ở trong phòng đợi anh. Thi Văn Khiêm vội vàng nhắc nhở. Vệ Nghị Phong đợt dừng lại, nghiêng đầu, mỉm cười rồi bước vào phòng làm việc. Sao đến sớm vậy, ông nội? Vệ Thanh Sơn trừng mắt nhìn dáng vẻ cợt nhà của cháu trai, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ông ta rút rử bên cạnh một tập hồ sơ, nổi giận đùng đùng, quăng lên trên bàn. Anh gửi cái bản này cho tôi còn có thể ngủ được hay sao? Hôm qua bên chuyển phát gửi tới sấp giấy này, bên trong là bản sao tài liệu chứa đầy đủ những chứng cứ có thể khiến cho người ta phải lên hầu tòa. Xem ra, thằng cháu này của ông vì muốn phản công với thế lực của ông cho nên đã mất không ít tâm sức mới có thể điều tra ra những tài liệu bí mật mà ông vốn định mang theo vào trong quan tài này.
Bởi vì hai ngày trước, ông cũng đã tặng quà cho phu nhân của tôi, khiến cô ấy cảm động đến nỗi khóc rất lâu. Vệ Nghị Phong nói thẳng, tỏ vẻ mình cũng chỉ qua là nói chuyện mà thôi, bởi vì chuyện này mà hai ngày nay tâm tình của bà xã anh không tốt lắm, thường xuyên bị anh bắt gặp một vẻ mặt buồn bực nhíu mày, khiến cho anh thật không đành lòng. Vậy thì thế nào? Bây giờ anh muốn tống tôi vào tù? Chỉ vì một người phụ nữ, thật là không có tiền đồ. Làm sao có thể như vậy? Người ta nói, già hữu nhất lão, như hữu nhất bào. Anh cười lạnh nói, giọng điệu cợt nhả rõ ràng là đang muốn cố ý chọc tức ông cụ, khiến cho Vệ Thanh Sơn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ông nội, ngài cũng đừng chọc giận tôi, chỉ cần ngài không gây chúng tôi thì tôi có thể đảm bảo sẽ không đi gây sự với ngài. Anh liếc mắt nhìn sắp tài liệu trên bàn nói một cách rõ ràng. Kỳ thực, nếu không phải bởi vì lo lắng chuyện hôm đó tái diễn, sợ đối phương lại giở trò ra tay với bà xã của mình làm thường cô bị thương, anh sẽ không tung lá bài này ra sớm như vậy. Cảm thấy đấu trí cùng ông vài chiều cũng rất thú vị. Mấy tháng sau khi kết hôn, anh vẫn đang vui vẻ chơi trò đấu trí tranh đoạt quyền lực này đây. Anh đang uy hiếp tôi sao? Ông đang vô cùng tức giận, không ngờ lại bị một con cạp một tay mình dạy dỗ cắn ngược lại. Thật sự là tinh sai rồi. Vệ Nghị Phong nhún vai mỉm cười. Tôi chỉ hy vọng ngài có thể là một trưởng bối hiền lành sáng suốt, không cần phải suốt ngày lo lắng cho con cháu, cũng không cần phí sức đối với những chuyện trong công ty. Cứ việc thoải mái, thả lòng tinh thần, hưởng thụ một cuộc sống về hưu, an dưỡng tuổi thọ đi. Anh thản nhiên khuyên ông cựu đã về hưu thì nên hưởng thụ một cuộc sống nhàn nhã, không cần phải can thiệp quá nhiều vào những việc không cần đến ông ta phải quan tâm. Huống hồ, trải qua mấy tháng thử nghiệm, ông ta hẳn cũng hiểu được thế lực của mình trong công ty đã không còn như lúc trước, không thể tùy tiện làm theo ý của mình được rồi. Thằng nhóc láo xược, chưa đến phiên của anh phải dạy tôi sống thế nào. Vệ Thanh Sơn trợn mắt nhíu mày, quát to. Thẹn quá hỏa giận, vò nát sắp tài liệu ở trên bàn, lại có một cơn kích động muốn đập bể đồ đạc. Xem ra tôi nên đưa món quà này đến cơ quan điều tra thì thích hợp hơn. Vệ Nghị Phong tỏ vẻ bất đắc dĩ đứng dậy, chuẩn bị đi tới để tiện khách, nhưng trong lòng lại tự tin, nắm chắc thắng lợi. Bởi vì nếu ông cụ không sợ bị những thứ tài liệu này ảnh hưởng đến, thì đã không chạy tới đây tìm anh vào sáng sớm như vậy. Đứng lại! Vệ Thanh Sơn kinh hãi hét to, trong lòng vô cùng không cam tâm, cũng không còn hùng hổ như lúc trước nữa. Nếu những bằng chứng tội phạm này bị đưa ra ngoài, thì không chỉ đe dọa đến thanh danh và tài sản của ông, mà đây còn có thể đưa đến kiện tụng. Từ nay về sau, tôi sẽ không xen vào chuyện của anh nữa với người phụ nữ kia. Các người thích chuốc nhục nhã hay tự làm mất mặt thế nào thì tùy. Ông ta đã thỏa hiệp nhưng vẫn nói năng độc địa, biểu hiện rõ ràng bản thân mình rất bất mãn với hai người. Ông nội, tôi hy vọng ông có thể là một trưởng bối hiền lành, một trưởng bối hài hòa và thân thiện thì có nên nói như vậy không? Anh cười nhưng đáy mắt lại mang theo một tia sắc bén. Nói thật ra, giờ phút này anh đang rất nhẫn nại. Nếu không, thì anh có muốn tôi phải làm như thế nào? Vệ Thanh Sơn trợn mắt nhíu mày, tài liệu trong tay cũng bị ông ta hung hăng ném xuống đất. Vệ Nghị Phong lạnh lùng nhìn mấy giấy tờ nằm la liệt trên sàn, hít sâu một hơi, buộc mình phải bình tĩnh ôn hòa mà nghĩ đến bà xã. Nếu ngoài đã hỏi, vậy thì hai tháng nữa đến sinh nhật của cháu dâu của ngài. Không bằng mời ông nội tự mình gọi điện cho cô ấy, nói rằng muốn mở một bữa tiệc sinh nhật long trọng cho cô ấy, cũng coi như chính thức chào đón cô ấy trở thành một thành viên trong gia đình chúng ta. Ngài cảm thấy thế nào? Anh tươi cười hỏi ý kiến, nhưng trong lời nói lại có một sự cương quyết không cho phép cự tuyệt, bởi vì đây chính là một trong những món quà sinh nhật mà anh muốn tặng cho bà xã. Lúc trước, anh đem bà xã làm quà sinh nhật tặng cho ông nội có lẽ đã khiến cho cô rất đau lòng. Bây giờ, anh sẽ đem sự giảng hòa của ông nội làm quà sinh nhật cho cô, để cô vui vẻ, đây thật sự là món quà sinh nhật hoàn mỹ. Anh đã nghĩ suốt 2 ngày, muốn hoàn thành tâm nguyện của bà xã thì chỉ có cách này. Bởi vì muốn ông nội đổi tính, quả thực khó hơn cả lên trời. Chỉ có điều, nếu cần thiết phải hư tình giả ý, diễn kịch một chút, thì đây chính là sở trường của ông nội anh. Anh tin, ông ta sẽ xử lý rất tốt. Anh dám bảo, tôi đi làm cái chuyện này. Vệ Thanh Sơn không thể tin, trừng mắt nhìn cháu trai, cảm thấy điều này căn bản là một loại nhục nhã. Ông không cần phải tự hạ thấp mặt mũi của mình như vậy.
Không phải là bảo mà là nhờ. Ông nội, xin người hãy xem nó như một quà cưới của tôi, coi như vì giúp đỡ tôi đi, nếu không thì tôi sẽ rất khổ sở. Đến lúc đó chỉ sợ đau khổ quá mức, đầu óc không được tỉnh táo cho lắm, nói có thể làm ra sẽ những chuyện khiến cho ông nội mất vui. Anh thành khẩn cầu xin ông cụ có thể hoàn thành nguyện vọng của mình, chỉ là ánh mắt vẫn liếc vài cái về phần tài liệu dưới đất. Anh... đừng tưởng rằng có những thứ tài liệu này thì có thể bắt được thóp tôi. Vệ Thanh Sơn tôi không phải là người dễ dàng để cho người ta định đoạt như vậy. Thật vô lý, bảo ông phải mở miệng đi mời cái người phụ nữ trướng mắt kia, lại còn mở tiệc sinh nhật để hoan nghênh cô ta. Như vậy bảo ông phải đem cái bản mặt này đi ném đi đâu. Vệ Thanh Sơn tức giận đến râu tóc dựng ngược, quay đầu thở phì phò bước ra khỏi cửa. Thi Văn Khiên đứng ngoài cửa, cung kính cúi người về phía bóng lưng của ông cụ, sau đó đi đến bên cạnh ông chủ, đưa cho một ly nước ấm và kẹo ngậm thông họng cho anh. Lão gia, thật sự sẽ làm theo lời của anh sao? Anh cũng biết được đại khái kế hoạch của ông, nhưng nhìn dáng vẻ thở hổn hển vừa rồi của ông cụ, anh thật hoài nghi ông ta sẽ nghe theo lời của ông chú mình. Cậu cảm thấy ông nội thoạt nhìn ngu ngốc như vậy sao? Vậy Nghi Phong bóc viên kẹo ngậm rồi bỏ vào trong miệng. Hả? Nếu đúng là như vậy, cậu sẽ chọn chung sống hòa bình với cháu dâu không vừa mắt, hay sẽ quyết đấu với một đám nhân viên để rồi cuối cùng ngồi trong phòng giam chịu tội? Anh uống một ngụm nước, tin chăng ông nội cáo già kia sẽ không lựa chọn quyết định bất lợi cho bản thân. Dù sao mở tiệc sinh nhật vui vẻ cùng cháu dâu chỉ cần có một ngày, còn nếu bị nhốt vào tù thì 365 ngày cũng phải nhìn sắc mặt của người khác đấy. Tổng giám đốc thật sự sẽ đẩy ông nội mình vào tù sao? Anh nhìn ông chủ, hoài nghi anh sẽ thật sự tàn nhẫn, quyết tâm, đại nghĩa diệt thân hay sao? Chuyện này à... Vệ Nghị Phong cười sâu xa, trong mắt chưa có một chút hài hước, lại giống như có một chút âm mưu đang ngoại độc, khiến người ta không thể đoán được anh đang nói gì, chỉ cảm thấy sống lưng rất lạnh. Chuyện này giúp tôi hẹn bác sĩ, phải mau chóng chữa khỏi bệnh. Anh đột nhiên dặn dò, sau đó đưa ly nước cho trợ lý. Vâng. Thi Văn Khiên tranh thủ thời gian đi làm việc, không dám chậm trễ bởi vì anh không muốn đắc tội với ông chủ một lòng dạ thâm sâu khó lường này. Đại trượng phu không sợ bị chặt đầu, chỉ sợ chết mà không biết lý do. Đi đến bên bàn làm việc, Vệ Nghị Phong cầm điện thoại bấm phím tắt. Bà xã, anh đã hẹn bác sĩ khám bệnh rồi, em xem, anh rất ngoan ngoãn nghe lời em nha. Chương 10. Hai năm sau, ban đêm khiến cho người ta bất an, Vệ Nghị Phong ở trong phòng làm việc, còn Đường Tâm thì đứng ngoài cửa, chần chừ đi tới đi lui. Kỳ thực, không chỉ mỗi hôm nay mà cả một tuần nay đã thế rồi, hầu như có lúc nào cũng trong ở trạng thái nôn nóng, tâm lý bất an, cả ngày lúc làm việc cũng thường xuyên thất thần, có thể tập trung được, bởi vì toàn bộ lực chú ý của cô đều đặt vào một chuyện liên quan đến mạng người. Đêm nay là ngày thứ ba, cô đứng trước do dự của cửa phòng làm việc của ông xã. Mỗi lần định tiến lên gõ cửa thì tay lại rụt về, nhục chí chỉ muốn quay về phòng ngủ. Cứ như vậy mà đi tới đi lui, trên trán cũng rịn ra mồ hôi nóng, phút chốc lại muốn tiến lên, do dự hết lần này đến lần khác. Rốt cục, cô cũng lấy hết dũng khí để gõ cửa. Vào đi. Cô đẩy cửa vào, lại hít một hơi thật sâu, sau đó đi tới bàn làm việc của ông xã, ôm chặt tâm tình hết sức bất an. Ông xã, em có một chuyện muốn nói với anh. Anh nghe xong, có thể sẽ bị chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng anh cũng đừng nên quá kích động, nhất định phải tỉnh táo nghe em nói. Sắc mặt của cô nặng nề, hai tay siết chặt, cả người có vẻ thấp thỏm không yên. Được. Anh khẽ mỉm cười, có một chút khó hiểu nhìn vẻ mặt của bà xã mình, cứ như đang chuẩn bị đi tháo bom. Nhìn anh cười, trái tim của cô như bị treo lên cao. Chỉ sợ sau nghe xong những lời của cô sắp nói thì nụ cười này của anh cũng sẽ biến mất, từ nay về sau sẽ không còn được nhìn thấy nữa. Là... Cô nuốt nước bọt, ấp úng nửa ngày mà không nói được một câu hoàn chỉnh. Anh nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, tâm tình cũng trở nên lo lắng bất an. Kỳ thực mấy ngày nay anh vẫn luôn mơ hồ, cảm thấy hình như cô đang có chuyện gì đó. Nhưng anh hỏi thế nào thì cô vẫn mạnh miệng bảo là không có gì. Bây giờ xem ra,
có lẽ cô đã thật sự xảy ra chuyện nghiêm trọng dựa theo kinh nghiệm của anh. Không phải là người nhà của cô lại gây ra chuyện rắc rối động trời gì, cần cô phải giải quyết hậu quả chứ. Anh nghe xong thì không được giật mình đấy. Cô lại tiêm thêm một mũi an thần, không biết lời nói này đang định nói cho anh nghe hay tự an ủi chính mình, bởi vì cô thật sự lo lắng phản ứng của anh sau khi nghe xong chuyện này. Rốt cuộc là chuyện gì? Gấp chết người rồi sao? Cứ bảo anh không cần phải giật mình, anh nghe mấy lời này trong lòng đã khẩn trương muốn chết. Cô hít một hơi thật sâu. Được rồi, dù sao, giấu đầu giấu đuôi, rồi đào một đụt đầu cũng là một đao. Em có thai rồi. Cô bất chấp, lớn tiếng tuyên bố, sau đó nín thở, nhìn chằm chằm vào phản ứng của anh. Anh khẽ sừng sốt, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ, rồi lại chậm rãi đứng lên, cũng không chớp mắt, nhìn thẳng vào mắt của cô. Thật sao? Cô sợ hãi gật đầu, biết rõ là chuyện này không thể tưởng tượng nổi, cô cũng bị dọa đến mềm nhũn cả chân. Anh vòng qua bàn làm việc, lại giống như đang cố gắng đè nén cảm xúc kích động một cách khó khăn. Vẻ mặt vô cùng phức tạp, anh chậm rãi bước từng bước về phía của cô. Có thật không? Anh đặt tay lên hai bả vai của cô, không dám tin, hỏi lại một lần nữa. Cô khẽ cắn môi, vừa muốn bật khóc lại vừa muốn hét lên. Vốn đã nghĩ kỹ phải giải thích và phân tích thế nào cho anh hiểu, nhưng giờ phút này tất cả mọi thứ đều nghẹn lại trong lòng. Cô hiểu rõ là anh đang khó tiếp nhận cái tin tức đột ngột này, nhìn dáng vẻ không nói lên lời của anh. Chuyện này... Thật sự là quá tuyệt vời, bà xã. Anh mừng như điên ôm chặt lấy cô, giọng nói sung sướng vô cùng kích động. Cô choáng váng, ý thức tình huống lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mình. Thế nhưng, anh lại cười tuê tuét, ôm chặt cái đầu gối gỗ trong này vào ngực, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh. Anh đút cơm cho bà xã, giúp bà xã tắm rửa, lại ghé đầu vào trong bụng bà xã, lắng nghe nhịp đập của thai nhi. Bà xã nằm trong lòng của anh, nghe anh kể chuyện, bọn họ cùng nhau tản bộ trong công viên, ra bờ biển, tán gẫu, lại cùng nhau trang trí phòng cho cục cưng. Đây không phải là mơ đúng không? Vừa nghĩ tới mấy tháng tiếp theo cô sẽ hoàn toàn thuộc về anh, không có bất kỳ công việc hay thông báo nào có thể quấy rầy. Tuy rất bất ngờ nhưng giờ phút này cảm xúc của anh thật sự giống như người ta vẫn thường hay nói. Có một đám bướm bướm đang bay lượn trong đầu nha. Không phải, cô buồn bực trả lời, một nửa ý thức vẫn chưa trở về. Em không gạt anh đúng không? Anh thật sự cảm thấy mình như đang nằm mơ. Nếu không thì sao anh lại có thể gặp một chuyện may mắn như vậy? Không có. Cô nàng trả lời thì trong lòng cảm thấy rất bực. Nghĩ thầm không biết có phải dạo này áp lực công việc của ông xã quá lớn hay không, vậy nên phản ứng mới khác thường như vậy. Anh buông cô ra liên tục hôn vài cái, hôn đến trong lòng của cô cũng cảm thấy hoảng sợ. Anh... hình như rất cao hứng. Cô nhíu mày, thật sự không hiểu tại sao anh lại có vẻ mặt như thế này. Đó là đương nhiên. Đây chính là điều tốt đẹp nhất trong thế giới nha. Chẳng lẽ cô không nhìn thấy ngay cả chim bồ câu hòa bình cũng đang vỗ cánh ở trên đầu của anh hay sao? Trong lòng anh ngập tràn vui vẻ kéo cô ngồi xuống ghế, còn anh thì ngồi xổm xuống trước mặt của cô, không kìm được vui mừng mà vuốt ve chiếc bụng còn bằng phẳng của cô, tưởng tượng nơi này sẽ dần dần nhô ra. Nghĩ thầm, từ trước tới giờ trở đi mình cẩn thận chăm sóc cho bà xã yêu dấu mới được. Cô chớp mắt vài cái, nhịn không được mà hỏi anh. Nhưng anh không thấy việc em mang thai rất kỳ lạ sao? Anh quên mất chuyện mình đã thắt caro rồi mà, sao lại có thể cao hứng như vậy? Anh sững sờ, nhắm mắt lại gãi gãi đầu, lúc này có vẻ trở nên nghiêm trọng, khẽ kéo tay cô. Bà xã, anh nói với em một chuyện này em nghe xong có thể rất kinh ngạc, nhưng em ngàn vạn lần đừng quá kích động sẽ ảnh hưởng đến cục cưng. Anh rất thận trọng nhắc nhở cô bây giờ không thể tức giận được. Anh cũng hít sâu một hơi, thừa nhận với cô. Thật ra năm ngoái, lúc em đang đi quay phim, anh đã đi phẫu thuật. Vậy nên, cô mang thai là điều dĩ nhiên, hơn nữa còn là một chuyện vui, trọng đại, không dễ có được. Cái gì? Vậy tại sao anh không nói sớm cho em biết? Cô nghe xong thì suýt chút nữa nhảy dựng lên, thế nhưng anh lại nhanh tay để lại, muốn cô bình tĩnh. Bởi vì thắt như thế, lâu thì tỷ lệ thụ thai sau khi phẫu thuật càng thấp.
Anh sợ nếu không thành công thì nói ra sẽ làm cho em thất vọng. Sắc mặt của anh khó chịu, thấp thỏm không yên. Hàng lông mày nhíu lại, dường như có một chút vui buồn đan xen. Nói rõ tâm tình phức tạp khi anh từng mong chờ nhưng rồi lại bị tổn thương, khiến người ta không nỡ trách móc nặng nề. Dù sao, muốn như thế cũng không đơn giản như việc tháo dây dày, ngoại trừ phải tiến hành vì phẫu thuật. Kéo dài mấy tiếng đồng hồ chịu đựng nỗi đau trên da thịt thì sau khi phẫu thuật cũng không chắc chắn có thể thụ thai, vậy nên anh cũng không dám vui mừng quá. Nhưng chuyện quan trọng như vậy thì anh cũng phải nói cho em biết một tiếng chứ, hai em mấy ngày nay lo lắng muốn chết, sợ anh cho rằng... Cô níu lấy tay áo của anh, nghẹn ngào nói không nên lời. Từ sau khi biết được mình mang thai, tâm tình của cô lại vui buồn lẫn lộn. Vui vì trong bụng đã có một sinh mệnh nhỏ, nhưng lại sợ sau khi anh nghe được sẽ hiểu lầm cô ở bên ngoài có chuyện gì có lỗi với anh. Mỗi ngày, cô đều vừa trôi qua trong hoảng loạn, trái tim lại thấp thỏm lo âu. Vừa rồi, lúc đứng ngoài cửa cô còn lo lắng, không biết sau khi nghe xong thì anh có phản ứng như thế nào. Kết quả dĩ nhiên, cô lại vô duyên vô cớ tự hù dọa bản thân mình. Hức! Cảm giác chua xót từ trong lòng lại sộc lên sộc mũi. Tất cả cảm xúc tích tụ trong mấy ngày qua đều hóa thành nước mắt trào ra trên khóe mi. Anh vội vàng lau nước mắt cho cô, lại đau lòng ôm cô vào trong lồng ngực. Chẳng phải chúng ta đã nói là sẽ luôn tin tưởng nhau sao? Không thể tùy tiện nghi ngờ đối phương mà. Anh dịu dàng dụ dỗ, không hề đoán được cô sẽ lo lắng như thế này. Chỉ cho rằng khi cô biết mình mang thai thì nhiều lắm cũng chỉ giật mình mà thôi. Xem ra anh đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Hơn nữa, kỳ thực lúc trước anh cũng không ôm quá nhiều hy vọng đối với chuyện này. Thế nhưng quá bình tĩnh lại quên mất tâm tư của phụ nữ so với đàn ông còn đa cảm hơn nhiều. Chuyện này khác, nếu đổi lại là anh thì anh có lo lắng hay không? Cô vừa khóc vừa đánh anh hai cái, trách anh giấu giấu diếm diếm, hai cô mấy ngày nay sợ chết khiếp. Tức chết mất, cái người đàn ông này, chẳng lẽ anh không biết trong lòng của cô anh quan trọng như thế nào? Cũng bởi vì rất yêu thương anh cho nên cô mới lo lắng, sợ anh hiểu lầm. Không đâu, bởi vì anh biết rõ vợ của anh yêu anh nhiều như thế nào, cô ấy nhất định sẽ tin tưởng đó là một kỳ tích của tình yêu. Anh cầm tay cô, cường điệu lời thề son sắt rằng mình rất có lòng tin đối với cô, vì anh đã từng hứa từ nay về sau sẽ hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ cô. Rõ hả? Chồng em là một thùng giấm kiêm vặc xăng khổng lồ. Nếu em biết lúc em mang thai còn thắt như thế mà không phóng hỏa thì mới là kỳ tích ấy. Cô rất không khách khí bác bỏ lời của anh nói, cười nhạo anh rõ ràng là một người dễ phát hỏa. Vậy mà miệng còn nói khoác như kiểu mình rất độ lượng, thật là khiến cho cô vừa tức giận mà vừa buồn cười. Oa, bà xã của anh nghe lúc mắng người cũng rất gợi cảm nhá. Anh khoa trường nhướng mày, lại còn ra mặt dày mà ôm chầm lấy cô, cũng không ngại để cho vợ yêu xỉ vả vài câu, chỉ cần cô vui vẻ là được rồi. Mồm mép tép nhảy. Cô hờn dỗi liếc anh một cái, nhưng rồi vẫn bị anh chọc cười. Khóc cũng đã khóc rồi, áp lực trong lòng cũng tiêu tan hết. Bây giờ rốt cuộc cô có thể an tâm hưởng thụ niềm vui sướng của người làm mẹ. Cô kéo anh ngồi trên ghế, sau đó tự mình ngồi xuống đùi của anh. Chẳng phải lúc trước anh nói không thích trẻ con sao? Cô còn cho là anh không thích làm ba ba cơ đấy, sao bây giờ lại tốn công tốn sức gạt cô để đi thông ống thế này? Đó là lúc trước, bây giờ anh muốn có một đứa con gái xinh đẹp như em. Anh khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, cảm thấy cuộc đời anh cũng vì sự xuất hiện của cô mà thay đổi, khiến cho anh có ý nghĩ muốn để cho tình yêu này tiếp tục đâm hoa kết trái. Với lại, tuy ngoài miệng cô đều nói không sao cả, nhưng kỳ thật anh vẫn nhìn ra được, thỉnh thoảng trông thấy trẻ con thì trong mắt của cô lại ánh lên một tia khát vọng, nhưng dần dần lại chuyển thành một tia mất mát. Mỗi lần như vậy, anh lại cảm thấy có một chút áy náy đối với cô. Huống hồ, sinh con còn có thể cộng thêm một khoản lãi có giá trị không nhỏ, đó chính là bà xã của anh có thể tạm rời khỏi ống kính, ngoan ngoãn ở nhà với anh mấy tháng, ổn lại thế giới ngon ngọt của hai người. Nói thật ra, tuy anh không phản đối cô ra ngoài làm việc, nhưng thời gian gần gũi của hai người rất ít, điều này vẫn luôn khiến cho anh có cảm giác có một chút ấm ức, có lúc lại cảm thấy rất cô đơn. Nhưng em muốn có một bé trai đẹp trai giống anh cơ.
Cô cảm động mỉm cười nhìn anh, trong lòng cũng muốn sinh một đứa con trai giống anh để yêu thương, tạo thành một gia đình nhỏ như cô vẫn hằng ao ước. Cô cảm thấy hạnh phúc muốn khóc, thật là đa sầu đa cảm mà. Chẳng lẽ mới mang thai 5 tuần mà tâm tình đã bắt đầu thay đổi rồi sao? Trai hay gái cũng được, chỉ cần là em sinh ra thì anh đều thích. Anh vòng tay ôm cô, vuốt ve cái bụng vẫn còn bằng phẳng, cảm thấy cuộc đời mình vào khoảnh khắc này giống như càng trở nên rực rỡ. Bởi vì có cô, bởi vì sự xuất hiện của cô nên cuộc đời của anh mới trọn vẹn. Trong chớp mắt, anh từ một ông chồng lãng tử đã thăng cấp lên làm ba ba rồi. Bỗng chốc có cả vợ lẫn con, thật sự là muôn màu muôn vẻ, khiến người ta không cười ngây ngốc cũng rất khó tin nha. Em cũng vậy. Cô ôm cổ anh, tựa đầu vào vai anh, bờ môi hé ra một nụ cười hạnh phúc. Không ngờ trong lúc vô tình, cuộc hôn nhân tưởng chừng như không có tương lai này cũng đã trôi qua 2 năm. Mà cô bây giờ vẫn bởi vì người đàn ông này mà cảm thấy hạnh phúc. Đây quả thực là một sự may mắn. Thật may vì lúc trước người cô đụng lại là anh. Đúng rồi, tháng trước em đi diễn ở Hồng Kông lại trùng hợp ở khách sạn mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên đấy. Cô đột nhiên nhớ ra. Trùng hợp vậy à? Anh mỉm cười nhớ tới dáng vẻ lần đầu tiên gặp cô. Đầu tóc rối bời nhưng cũng thật là xinh đẹp. Ừ, ông chủ hào phóng chứ sao, nhưng mà lúc đó sao anh lại xuất hiện ở đó vậy? Cô tò mò ngẩng đầu hỏi anh. Anh khẽ gật đầu, trên trán toát ra 2 giọt mồ hôi lạnh. Bởi vì hôm đó anh đến đó để uống rượu. Ngẫm lại, giữa hai vợ chồng với nhau thỉnh thoảng cũng phải giữ một chút bí mật nho nhỏ này. Đây cũng là vì suy nghĩ cho đứa trẻ ở trong bụng của cô. Vậy à? Nhưng nhìn ánh mắt của anh, sao cô có thể cảm thấy như đang ẩn tình thế nhỉ? Đường Tâm cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt có một chút kỳ quái của ông xã. Thật ra, cô cũng không muốn tính sổ với anh những chuyện trước khi anh kết hôn. Hơn nữa, có lúc giải ngu cũng là một nhân tố tạo nên hạnh phúc. Nhưng mà trong lòng của cô vẫn không thể bỏ qua cái thái độ đáng đánh đòn này nha. Vì em nghe nói, lúc mang thai con trai thì vóc dáng của người mẹ cũng sẽ thay đổi, mà em không thể để vóc dáng của mình thay đổi được. Nếu không sau này, anh không cần em nữa, cơ hội tái hôn của em sẽ suy giảm trầm trọng. Cô thận trọng xoa xoa khuôn mặt của mình, âm thầm quan sát vẻ mặt cứng ngắc của ông xã, trong lòng lại âm thầm cười trộm. Em vừa mang thai mà đã nghĩ tới chuyện tái hôn. Thật to gan, cô gái này ỉ trong bụng có cục cưng mà anh không dám tùy tiện to tiếng với cô đúng không? Ha ha, cô đúng là không sợ. Vì gì cũng phải đề phòng chứ sao? Cô giả vờ nói một cách thoải mái. Chuyện này là ngoại lệ. Vậy nên em đừng có suy nghĩ lung tung, ngoan ngoãn ở nhà chờ đến lúc sinh là được rồi. Anh trợn mắt nhướng mày, nhỏ giọng cảnh cáo cô đừng mơ tưởng hành động thiếu suy nghĩ. Làm gì mà đã ở nhà chờ sinh sớm như vậy? Em vẫn còn nhiều công việc chưa làm xong đâu. Xem ra phải giải quyết trước khi mà bụng nhô ra mới được. Đúng nha, suýt chút nữa thì cô đã quên một công việc quan trọng. Đột nhiên mang thai sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch làm việc của cô. Em còn muốn ra ngoài làm việc. Thế giới ngon ngọt của hai người trong nháy mắt liền sụp đổ, mà kế hoạch nhân dịp này đi hưởng tuần trăng mật cùng vợ yêu cũng đã tan tành mây khói. Nếu không thì thế nào? Cô liếc mắt, nhìn vẻ mặt không cam lòng của ông xã, trực giác lại cảm thấy có một chút kỳ quặc. Không có gì, anh chỉ muốn em cẩn thận một chút, trong bụng còn có cục cưng. Anh thức thời, nở nụ cười, không dám đánh giá thấp chỉ số thông minh của vợ yêu, để rồi tự đào hố mà chôn mình. Nếu bị vợ yêu phát hiện, mình hy vọng cô ngoan ngoãn ở trong nhà dưỡng thai, chỉ sợ cô lại chiến tranh lạnh với anh mất, chuyện này tuyệt đối không được. Em biết rồi. Cô mặt mày tươi rói ôm lấy cổ của anh, đảm bảo trong mọi việc mình nhất định sẽ suy nghĩ cho đứa bé ở trong bụng, bảo vệ kết tinh tình yêu của bọn họ thật tốt, không để cho lần phẫu thuật này của anh trở nên vô ích. Ông xã, nếu em có thể tái hôn thêm lần nữa... Em có dám nói à? Anh thật sự muốn phát vả. Cô rạng rỡ hôn lên môi của anh. Em vẫn muốn gả cho anh. Anh sửng sốt một giây, lại lập tức trở nên vui vẻ, hớn hở tiếp nhận nụ hôn đính ước này, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, cũng ôm trọn niềm hạnh phúc thuộc về bọn họ. Mặc kệ bên ngoài suy nghĩ như thế nào về cuộc hôn nhân này, bọn họ vẫn tiếp tục nắm tay nhau, cùng nhau bước trên con đường hạnh phúc của riêng mình, tiếp tục đi về nơi cầu vồng phía trước. Dĩ nhiên, mấy tháng sau sẽ có thêm một đôi bàn chân nho nhỏ, bởi vì chuyện xưa của hoàng tử và công chúa vẫn còn tiếp diễn.
Bà xã, anh nguyện ý, 100 lần cũng nguyện ý tái hôn với em. Chương 6. Giờ phút này cô có thể cảm nhận rõ tình cảm trong lòng của mình. Cũng không có cách nào phủ nhận mình thật sự đã yêu anh. Bởi vì cho dù thân thể vẫn còn có một chút đau đớn, nhưng chỉ cần nhìn đến người đàn ông trước mắt này thì cô lại cảm thấy vui vẻ. Trong lòng lại có một loại cảm giác ấm áp, dễ chịu, không biết làm sao để nói rõ. Nhắc nhở cô rằng, người đàn ông này đang nằm ở vị trí nơi trái tim cô. Từ trước đến giờ, cô chưa từng nảy sinh cảm giác này với bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng lúc này cô lại rất thích đôi tay dịu dàng và ánh mắt chăm chú của anh. Đừng nhìn anh như vậy, anh sẽ không nhịn được mà... Anh đột nhiên ngẩng đầu cười ranh mãnh. Gò má cô đỏ bừng, kéo cho lên che kín thân thể của mình, quay lưng tránh khỏi ánh mắt xấu xa của anh. Đáng ghét, cô suốt ngày phải đề phòng cái đám sắc lang ở bên ngoài, sao cuối cùng lại yêu một người đàn ông không đứng đắn như vậy. Trong chốc lát, anh cũng bò lên trên giường, vươn cánh tay ra. Xích qua đây. Anh vỗ vỗ vào cánh tay rắn chắc của mình, muốn cô nằm lên. Cô không nhúc nhích, anh dứt khoát kéo cô vào trong ngực để cô nằm đúng vị trí như anh mong muốn, cuối cùng mới hài lòng nở nụ cười. Vì sao không nói cho anh biết là em không có kinh nghiệm? Bàn tay khẽ vuốt về gò má trắng hồng mềm mại của cô. Anh thật sự không ngờ bộ mặt thật của cô lại khác xa so với tin đồn ở ngoài như vậy. Hơn nữa, cô đã biết rõ là anh nghĩ về cô như thế nào, thế nhưng cô lại không hề giải thích. Vẫn một mừng để anh tưởng lầm rằng đêm nay có thể dùng cô đại chiến vài trận oanh liệt. Rốt cuộc lại vì thương cô vừa nếm thử mùi đời. Anh chỉ có thể nói chuyện với chăn bông mà thôi, tâm tình lúc này thật sự rối bời. Nhưng anh cũng thừa nhận là mình thật sự rất cao hứng, bởi vì anh là người đàn ông duy nhất được trông thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô. Tuy anh chưa từng phát sinh quan hệ với xử nữ, nhưng vẫn có bản tính nguyên thủy với sinh vật giống đực, có tư tưởng độc chiếm với người phụ nữ mà mình để ý. Đúng vậy, giờ phút này trong lòng anh đã nhận định Đường Tâm chính là người của mình. Điều này khiến cho anh điên cuồng. Cảm giác say đắm thân thể mềm mại thơm ngát của cô, cảm giác hai người bọn họ phù hợp đến thế, giống như cô được sinh ra là vì anh. Anh đã hiểu rõ cảm giác của chính mình, khả năng buông tay cô là cực kỳ thấp. Cho dù là chiếm được lòng cô hay chiếm được thân thể của cô, thì anh cũng đã quyết định rồi. Anh muốn cô sẽ không có cơ hội để trốn thoát. Đường Tâm yên lặng nằm trong vòng tay của anh, cũng không biết rằng ở trong lòng người đàn ông này, vị trí của mình đã tiến thêm một bước lớn. Không phải là một khoảng cách rất xa, trái lại còn đang sắp sửa bị người ta vùng dậy theo đuổi. Anh sẽ tin sao? Cô nhàn nhạt hỏi lại, hoài nghi anh làm sao có thể dễ dàng tin tưởng một người phụ nữ vướng vào scandal như cô vẫn còn trong sạch. Dù sao ở ngoài, nếu cô nói mình trong sạch hoặc đứng ra chỉ trích những cô gái gọi bị người khác cường bạo, căn bản sẽ chẳng có ai tin. Mới đầu cô cũng muốn đứng ra giải thích, nhưng càng về sau cô lại phát hiện ra, những kẻ bề ngoài đạo mạo thực ra đều là những tên ngu ngốc. Càng để ý đến ánh mắt của người khác sẽ chỉ càng làm cho mình khổ sở. Vậy nên, dần dần cô cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cần những tên đồn kia không ảnh hưởng tới công việc của cô thì tất cả đều không sao cả. Vệ Nghị Phong bị cô hỏi cũng á khẩu không trả lời được. Quả thực với những lời đồn đại mà bên ngoài truyền ra, anh cũng không có khả năng tin tưởng nữ thần gợi cảm, hảo quang bốn phía này lại chỉ có một con cừu nhỏ khoác tấm da hồ ly. Anh là một người đàn ông nông cạn. Anh vuốt ve hàng lông mày thanh tú của cô, nhưng mắt nhìn vào đôi mắt sáng ngời mà anh vô cùng yêu thích. Giọng điệu có chút xin lỗi, anh thừa nhận là mình cũng nhìn bề ngoài rồi kết luận cô giống như những người phụ nữ khác. Nhưng lại càng cảm thấy thương cô hơn, phải trải qua bao nhiêu tin đồn và áp lực nặng nề để có thể tu luyện được tính cách kiên nghị, không lâu nay trước gió táp mưa sa, ánh mắt vẫn bình thản như vậy. Trong ký ức, anh chưa từng nhìn chăm chú vào đôi mắt của bất kỳ người phụ nữ nào, cũng chưa từng cảm thấy người phụ nữ nào đặc biệt. Nhưng người phụ nữ đang nằm trong ngực của anh lúc này lại không giống như những người bình thường khác. Cô hấp dẫn ánh mắt của anh, thậm chí là cả trái tim anh. Có lẽ trước khi lý trí của anh quyết định bắt lấy cô thì trái tim anh cũng đã chìm đắm say mê cô gái đặc biệt này rồi. Vậy nên anh mới có thể lúc nào cũng muốn chiếm lấy cô, chinh phục cô một cách triệt để. Anh cũng chỉ giống như những người khác, tin tưởng vào những gì báo chí truyền thông đưa tin mà thôi.
Cô mỉm cười như chẳng hề để ý, dù sao cũng đã sống quen với mọi người bị hiểu lầm rồi. Hơn nữa, cô đã gặp không ít đàn ông nông cạn nhưng cứ thích tự đề cao bản thân, luôn cho rằng mình là một người tinh tế và sâu sắc. Vậy nên khi anh thẳng thắn thừa nhận bản thân mình nông cạn lại khiến cho cô cảm thấy thích thú. Sau này sẽ không như thế nữa. Từ nay trở đi, anh sẽ là người tin tưởng em nhất, hiểu rõ em nhất. Em nhớ là ngày hôm nay chúng ta đã kết hôn rồi chứ? Anh dùng ánh mắt kiên định để chứng minh lời nói của mình, hứa hẹn sau này mình sẽ trở thành một người chồng độc nhất vô nhị, nắm rõ tất cả mọi chuyện liên quan đến cô. Sau khi phát hiện cô không phải là loại phụ nữ mà anh từng nghĩ, anh đột nhiên cảm thấy áy náy với chuyện mình đã lợi dụng cô để trả thù ông nội. Nhưng không hề hối hận vì đã kết hôn với cô, chỉ cảm thấy may mắn vì mình đã có được cô. Thậm chí, anh còn cảm thấy so với việc chọc tức ông nội thì việc có thể có được cô lại khiến cho anh vui hơn nhiều. Trong lúc khuôn mặt của ông nội không hề thấy một chút ánh sáng thì trong lòng anh lại vô cùng vô vàn những tia sáng rực rỡ và vui sướng. Chỉ là hoàn thành giao ước của chúng ta mà thôi. Cô dội cho anh một gáo nước lạnh, nghe thấy giọng nói dịu dàng như nước này, Đường Tâm lại không muốn thể hiện ra sự cảm động trong lòng mình. Tuy ánh mắt của anh rất chân thành, nhưng cô không dám ôm ấp quá nhiều hy vọng về cuộc hôn nhân này. Dù sao nữa thì bọn họ chỉ là một cuộc giao dịch. Nếu ôm ấp quá nhiều buồn tình lãng mạn, đến lúc đó chỉ khiến cho mình càng thêm chật vật khổ sở mà thôi. Bởi vậy, cô nghĩ dù có yêu thì cũng nên thoải mái một chút. Chỉ cần không đặt quá nhiều hy vọng vào tình cảm của anh mà chỉ đơn thuần hưởng thụ cảm giác yêu một người. Như vậy thì cho dù một ngày nào đó anh đột nhiên muốn trở về cuộc sống độc thân, rời khỏi cô thì thế giới của cô cũng sẽ không long trời lở đất, không phải chịu đựng quá nhiều bi thảm. Cô là một người lý tưởng hóa, trong lòng tính toán lần đặt cược này có bao nhiêu phần trăm khả thi. Thế nhưng anh lại như một ác ma, luôn thích khảo nghiệm định lực của cô. Trong lúc cô còn đang do dự thì anh lại hôn lên môi cô, hơn nữa lại còn dùng một sự dịu dàng xấu xa, tiết tấu triền miên, phảng phất như đang dùng một sợi tơ mềm mại mà chắc chắn cuốn quanh lòng cô. Khiến cho dây cung trong lòng cô không ngừng lắc lư rung động, khiến cô hoảng hốt, cảm thấy dường như anh cũng có một chút yêu cô. Nếu không thì tại sao nụ hôn của anh lại dịu dàng như chất chứa vô vàn tình cảm đến vậy? Đường Tâm thử tìm một chút lý trí còn sót lại, thế nhưng đã bị sương mù che phủ. Trong mắt chỉ nhìn thấy người đàn ông mà mình ngoài ý muốn đã yêu. Cô lại cảm thấy mình rất vô dụng, không có cách nào đoán được tình yêu của anh. Trái tim cũng chỉ có thể để mặc cho anh dẫn dắt. Dù một ngày nào đó nó sẽ bị tổn thương, thì bây giờ cô cũng không có cách nào ngăn lại tình yêu của mình dành cho anh. Thật kỳ lạ, đối với một người đàn ông này, cô lại quyết định để mặc mình trở thành đứa ngốc, cứ coi như anh cũng yêu cô là được rồi. Như vậy thì cô cũng sẽ cảm thấy vui hơn một chút, không cần phải hao tâm tốn sức như dư được mất. Giao ước của mình chính là em trở thành vợ của anh. Nhớ kỹ, từ nay về sau em chỉ thuộc về một mình anh mà thôi. Anh bình thản nở nụ cười, mặc kệ cho cô đã dội cho anh một ít nước lạnh, thế nhưng anh vẫn kiên quyết hôn cô thật sâu, vòng tay ôm cô chặt vào trong lồng ngực, bá đạo không cho phép cô lùi bước, chỉ có thể chậm rãi hòa tan vào trong lòng anh, vô lực tựa vào khí thế cường hãn của anh. Thứ anh muốn cho đến bây giờ vẫn chưa bao giờ thất bại, mà thứ anh đã nắm trong tay thì từ nay về sau cũng sẽ không hề buông ra. Khoảnh khắc ôm cô vào lòng, anh lại có một cảm giác cần phải để cô vĩnh viễn thuộc về mình. Bởi vì cô đã mạnh mẽ chạm vào trái tim anh, làm cho lòng anh chấn động. Chỉ một tiếng nức nở của cô cũng có thể dễ dàng khơi lên dục vọng bên dưới của anh. Cái gì gọi là tự làm tự chịu chính là giống như anh bây giờ. Một tuần sau, Đường Tâm cùng với dàn diễn viên tham gia hoạt động tuyên truyền cho bộ phim Thần Tượng. Đây cũng là lần đầu tiên cô xuất hiện kể từ sau khi kết hôn. Lá bài này tượng trưng cho năng lượng hạnh phúc, chứng tỏ cô đang ở trong một mối quan hệ mà mình rất hài lòng. Cũng vô cùng nhiệt tình và tích cực đối với tình cảm này, khắp nơi đều tràn ngập ánh mặt trời trong lòng mong chờ tương lai của hai người. Trong chương trình, bọn họ ngồi bên cạnh nhau nghe những lời nói bài đang giải thích với Đường Tâm. Nói cô hiện tại đang chìm trong một cuộc hôn nhân mỹ mãn mà bao nhiêu người mơ ước, hoàn toàn là một cô gái vừa may mắn mà vừa hạnh phúc. Nếu là trước đây thì cô sẽ không tin là kết quả bói toán này, bởi vì bất kỳ ai cũng biết
cô vừa kết hôn với tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Long, đại khái cũng có thể đưa ra những suy luận hợp tình hợp lý như vậy. Cho dù đằng sau là có không tốt như thế nào thì cũng không thể bêu rếu trước mặt người trong cuộc. Thế nhưng bây giờ, sau khi cô đã rơi vào lưới tình thì lại cảm thấy những lời bói toán này thật sự chuẩn. Bởi vì cuộc sống tân hôn của cô và Vệ Nghị Phong quả thực là trôi qua trong hạnh phúc mỹ mãn. Mặc dù là kết hôn chớp nhoáng, nhưng bọn họ sống chung với nhau lại ngoài ý muốn mà vô vàn an ý. Cho tới giờ cũng chưa từng xảy ra va chạm không vui, thậm chí ngay cả những lúc đấu võ mồm cũng cảm thấy ngọt ngào không giải thích được. Thật kỳ lạ, cuộc đời cô chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc vì một người khác như vậy. Có lẽ đây là ma lực của tuần trăng mật mà người ta vẫn thường hay nói. Hơn nữa, hình như ngay cả Vệ Nghị Phong cũng bị loại ma lực này ảnh hưởng. Mấy ngày nay, chỉ cần hết giờ, anh lại chạy về nhà tìm cô. Ngay cả lúc đang làm việc cũng không ngừng gọi điện thoại cho cô. Khoa trương chính là ngày đầu tiên anh đi làm sau khi kết hôn. Anh đang điểm danh với em đấy à? Cô không nhịn được mà trêu anh. Buổi sáng không tính, nhưng suốt từ khi từ chiều tới giờ, anh đã gọi cho cô tới 7 cuộc điện thoại rồi. Cô thật sự hoài nghi, rốt cuộc anh có đang làm việc hay không? Đúng vậy, anh sợ em nghĩ anh ở bên ngoài lêu lổng, cho nên anh tranh thủ lúc rảnh rỗi thì điện thoại báo cáo tình hình với em. Em có cần nói chuyện với thư ký hay trợ lý của anh không? Anh mà dày, đem mặt mọi tội lỗi đổ trên người của bà xã mình. Không cần, anh tiết kiệm tiền điện thoại một chút đi, đừng quấy rầy người khác làm việc. Cô không muốn bị nhân viên của anh nghĩ cô là loại phụ nữ bệnh đa nghi đâu. Em không thích anh gọi cho em sao? Giọng nói của anh có một chút đáng thương. Không phải, cô không nhịn được mà cất giọng an ủi. Vậy bây giờ em đang làm gì vậy? Giọng nói của anh lập tức trở nên hổ hởi vui sướng. 5 phút trước anh vừa hỏi em rồi mà. Đã qua 5 phút rồi còn gì? Kết thúc chương trình, Đường Tâm ngồi trong phòng hóa trang nghĩ đến mấy câu nói ngây thơ của chồng mình. Trong lòng lại cảm thấy vui vẻ, nhất là lúc nghĩ đến anh nói. Sở dĩ gọi cho cô nhiều như vậy, bởi vì anh nhớ em, vợ à. Cô vừa thu dọn đồ đạc, khóe môi lại không khỏi cong lên, trong lòng lại dâng lên một chút ngọt ngào. Không biết có phải là do cô trúng độc tình quá nặng rồi hay không, mà mỗi lần ông xã dùng giọng điệu thâm tình để nói chuyện với cô, hoặc những lúc anh lén lút, liếc mắt đưa tình với cô, trong lòng cô lại cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Càng lúc càng cảm thấy anh cũng thật sự yêu cô. Bởi vì loại cảm giác tâm linh, tương thông này, căn bản là không thể lèo vả vờ, chỉ có thể ngầm hiểu lẫn nhau. Huống hồ, cho dù hôm nay anh cố tình dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ cô vui vẻ, làm cho cô có ảo giác là mình cũng được yêu thương. Thế nhưng, cô tình nguyện bị anh dịu dàng dụ dỗ. Bởi vì cô cũng rất thích cảm giác bọn họ yêu nhau. Nghĩ tới anh thì tâm tình của cô lại vui vẻ, tự như đang bồng bình trên mây. Dù sao thì cũng đã kết hôn, cô cũng chẳng cần phải sợ anh lừa tài gạt sắc. Cứ để cô tạm thời làm cô gái ngốc nghếch chìm đắm trong tình yêu đi, tha hồ trở nên ngốc nghếch thì có làm sao đâu. Chị Đường Tâm, lại có điện thoại này. Phan Kết Như đưa chiếc điện thoại đã có hơn 10 cuộc gọi nhỡ cho cô. Cô nhìn một cái rồi bỏ thẳng vào trong túi sách. Chị không nghe à? Hình như lại là Vệ Nghị Phong gọi tới. Không nghe. Tuy là yêu, nhưng đàn ông không thể quá nuông chiều, nhất là đối với loại đàn ông kiêu căng ngạo mạn như Vệ Nghị Phong. Cô tự nói với mình là không được nghe. Vì sao cô ấy cứ một mực không nghe điện thoại của tôi chứ? Trong phòng làm việc, Vệ Nghị Phong trừng mắt nhìn điện thoại của mình. Vẻ mặt lúc nhìn trợ lý cứ như đang nhìn thấy người ngoài hành tinh. Có thể là cô ấy đang bận ghi hình. Trưa nay anh ta mang tài liệu đến, lại đúng lúc nghe thấy boss của mình đang gọi điện thoại. Ghi hình gì mà lâu như vậy? Chương trình chỉ phát sóng một tiếng đồng hồ, chẳng lẽ phải quay suốt cả một buổi chiều hay sao? Khó nói lắm, với lại chẳng phải cô ấy đã dặn nếu không có chuyện gì thì không cần phải gọi hay sao? Hôm trước anh phụng mệnh boss dùng điện thoại của mình để gọi cho Đường Tâm. Cô ấy bảo anh nhất định phải chuyển lời với cảnh cáo cuối cùng. Còn bảo anh từ nay về sau đừng có giúp cho boss của mình làm mấy chuyện đầu cơ trục lợi này nữa. Sao lại không có chuyện gì? Tôi đang muốn hỏi hôm nay cô ấy ghi hình có thuận lợi hay không? Vì sao cô ấy cứ một mực không chịu nhận điện thoại của tôi? Vệ Nghị Phong ấm ức gào thét. Không hiểu mình yêu thương quan tâm đến vợ mới cưới thì có gì không đúng, vì sao lại không hiểu chứ?
Đúng vậy. Thi Văn Khiên đứng bên cạnh giả vờ đáp lại, sau đó lặng lẽ thu dọn mớ tài liệu trên bàn. Không định quanh quẩn ở chỗ này nữa, chỉ muốn lặng lẽ rút quân. Không khéo lại bị cuốn vào chuyện nhà người ta thì phiền toái lắm. Từ sau khi boss của anh kết hôn, chỉ số thông minh thường hay xuất hiện dấu hiệu thoái hóa, đôi lúc trở nên rất khó nói chuyện. Chẳng qua đối với Vệ Nghị Phong mà nói, thế giới của anh sau khi cưới lại càng thêm tuyệt xảo. Gió xuân phơi phới, không ngờ một lãng tử chỉ vì đeo lên một chiếc nhẫn cưới mà lại có thể vui vẻ như vậy, thậm chí còn cảm thấy cuộc sống của mình cũng bởi vì có thêm người phụ nữ bên cạnh mà càng thêm phong phú. Nhưng anh vẫn là như thế. Một tuần sau khi kết hôn, anh dường như đã yêu vợ mình, quả thực luôn vì cô mà rơi vào trạng thái thần hồn điên đảo, thời thời khắc khắc đều nghĩ đến cô, trong đầu luôn tràn ngập hình bóng của cô. Từ cái nhăn mặt cho đến cái nụ cười của cô, thậm chí còn muốn vội vàng làm cho xong việc để chạy đến bên cạnh cô. Ước gì có thể đem cô thu nhỏ rồi bỏ vào trong túi, đi đâu cũng mang theo như hình với bóng. Mới đầu anh còn hoài nghi, không biết có phải mình bị cảm giác mới lạ quấy nhiễu, vậy nên mới đột nhiên trở nên cuồng nhiệt với người phụ nữ như thế không? Thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy cô, nghĩ về cô, thì trong lòng anh lại dâng lên một đoạt tình cảm dạt dào. Đó là một loại cảm giác khó có thể hình dung, cũng không có cách nào kiềm chế được. Trước giờ, anh chưa từng trở nên như thế, mà hôm nay lại sinh ra cảm xúc lạ lẫm đối với cô gái này. Vì vậy, anh vô cùng hiểu rõ, cô chính là sự tồn tại đặc biệt trong lòng anh, không ai có thể thay thế được. Nhưng cho dù nghĩ thế nào từ cuộc sống hôn nhân của em không hề nghĩ đến thân phận của mình và cảm xúc của anh. Bây giờ em đã là vợ anh, vậy mà còn đi chụp tấm hình quảng cáo hở ngực hở chân. Nhà mình cần em phải dùng nhan sắc để kiếm tiền hay sao? Anh bị sự gây gổ của cô chọc giận, nhất thời không kịp suy nghĩ mà cất giọng phản kích lại cô. Nói đến nguyên nhân anh làm những điều này không phải bởi vì quá yêu cô hay sao? Vậy nên mới càng lúc càng khó chịu khi nhìn thấy dáng vẻ gợi cảm của cô xuất hiện trên báo chí truyền thông. Nhìn cô thân mật diễn xuất cùng với một người đàn ông khác, thậm chí chỉ cần nghe người khác khen cô vài câu thì anh đã cảm thấy tức giận không hiểu lý do. Đương nhiên càng không có khả năng để cô đi quay quảng cáo nội y hay sữa tắm gì gì đấy. Thì anh biết rõ cô biểu diễn trước ống kính cũng chỉ là một phần công việc của cô. Thế nhưng vừa nhìn thấy những ảnh quảng cáo nóng bỏng đó thì bình giấm chua trong anh lại bốc lên, huyết áp tăng vọt, nghĩ tới nghĩ lui. Thà anh tự mình ra tay chỉnh đốn lại những loại hình tượng bất chính này còn tốt hơn. Như vậy lại còn có thể giảm thiểu được việc hai người chung đụng thì ít xa nhau thì nhiều, thật sự là một công đôi việc. Cái gì? Cô không tin vào lỗ tai của mình. Nghe anh nói cứ như cô đi làm chuyện đổi bại vậy, hại anh không thể ngẩng đầu trước mặt người khác. Cho dù là ghen thì cũng phải có mức độ chứ. Anh bây giờ đang coi cô là vợ hay sao? Anh căn bản đang coi cô là một con búp bê thương hiệu, chỉ có thể làm theo mọi hành động của anh, nghe theo mệnh lệnh của anh thì đúng hơn. Ý của anh, em cứ tiếp tục làm công việc mà mình thích, nhưng không cần để ý phải bận rộn như vậy. Cho dù em không kiếm ra tiền, thì anh cũng có thể nuôi em. Anh tự biết mình đã lỡ lời, cố gắng vớt vát lại lời nói cho dễ nghe một chút. Thật ra anh cũng muốn nói cô đừng để mình mệt mỏi như vậy. Anh cũng hy vọng cô có thể dành thời gian để làm bạn với anh nhiều hơn một chút. Nhưng lời vừa rồi vừa nói ra khỏi miệng lại bị một bản tính ngang ngược và kiêu ngạo phá hỏng cả rồi. Anh lại không cẩn thận chạm vào điều tối kỵ của cô. Anh nói muốn nuôi cô. Lời nói này nói ra vào một thời điểm này, nghe vào tai chẳng hề cảm thấy một chút ngọt ngào che chở nào, ngược lại chỉ khiến cho cô cảm thấy mình bị coi thường. Huống chi người này còn là ông xã của cô, càng khiến cô cảm thấy tổn thương hơn. Thật xin lỗi, em vẫn tương đối thích ra ngoài xuất đầu lộ diện, dựa vào nhan sắc của mình để kiếm tiền nhiều. Lúc đầu chẳng phải anh đã biết em là loại phụ nữ này rồi sao? Cô đột nhiên bật cười, cố ý dùng một giọng điệu tự giễu để mỉa mai xem thường anh, cũng chẳng cần đến anh phải bao nuôi. Vệ Nghị Phong nghe thấy vợ mình cố tình khiêu khích, vốn đang cảm thấy đối lý của cô lại bị chọc giận, hơn nữa lại còn bị cực kỳ tức giận. Em bây giờ... Vệ Nghị Phong, xin anh hãy nhớ rõ lời nói của mình lúc trước, từ nay về sau không cần phải can thiệp vào công việc của em đâu.
Cô không hề sợ hãi nhìn thẳng vào ánh mắt đầy tức giận của anh, nhắc nhở anh trước khi kết hôn đã từng nói, nếu có thể thoải mái tiếp tục công việc của mình. Vậy nên bây giờ anh không được tự tiện sắp xếp công việc của cô, như vậy chẳng khác nào anh đang lật lọng. Em... Cô trực tiếp xoay người bỏ đi, không muốn tiếp tục ở lại cãi nhau với anh để lỡ mất thời gian làm việc của cô. Cửa vừa mở ra, lại đụng phải Thi Văn Khiên đang giơ tay định gõ cửa. Vì muốn cảm ơn Đường Tâm đã nói ngọt trước mặt Tiểu Khiết nên anh đã tự tay pha một tách cà phê đặc biệt để chiêu đãi khách quý này, tin rằng cô nhất định sẽ thích. Phu nhân! Gọi tôi là Tiểu Thư. Cô tức giận sửa lại cách gọi, sau đó nổi giận đùng đùng quay đầu bỏ đi. Thi Văn Khiên bị tình huống trước mắt làm cho sững sờ, vừa quay đầu thì lại nhìn thấy sắc mặt âm u của ông chủ như đang chuẩn bị có dòng bão kéo đến. Ôi trời ơi, xem ra chiều nay phòng làm việc chuẩn bị thay đổi thời tiết rồi. Anh im lặng đóng cửa lại, tạm thời đi tránh bão. Trải qua một tuần chiến tranh lạnh, chiến lược của Vệ Nghị Phong chỉ có thể dùng hai từ thất bại để hình dung. Đối với sự phớt lờ của bà xã, ngay từ đầu anh cũng rất có tâm cao khí ngạo, lựa chọn tư thế cứng cổ, quyết không cúi đầu, không xin lỗi, không đem mặt nóng đi dán mông lạnh, cho rằng cô không kiên trì được bao lâu, dần dần thái độ cũng sẽ dịu đi, cảm nhận được tất cả mọi việc anh làm đều là tình hữu khả nguyên, sau đó sẽ bắt tay làm hòa với anh mà thôi. Nhưng trên thực tế, mọi chuyện lại không hề đơn giản như anh nghĩ. Dựa vào thông tin tình báo mà trợ lý của mình thăm dò từ trợ lý của bà xã, không những Đường Tâm không hề có một chút dấu hiệu muốn làm hòa với chồng, trái lại còn có thái độ đánh chết cũng không chịu nhận sai, khiến cho cô vừa tức giận mà trái tim lại càng lạnh giá, băng hòa giao nhau, tình cảm hiện giờ của anh thật sự càng lúc càng đáng lo ngại. Như theo lời nói của Phan Kết Như, cô chủ của cô ghét nhất những người thích can dự vào công việc của mình, lại còn động một chút là nói muốn bao nuôi. Vậy mà Vệ Nghị Phong hết lần này đến lần khác lại vi phạm vào cả hai điều trên. Đã vậy không biết hối cãi, đây có thể là một hành động tự sát. Nếu không mau ăn năn hối cải, nghĩ cách xoay chuyển tình thế, chỉ sợ mọi chuyện sẽ càng trở nên nghiêm trọng. Chẳng may trong đầu cô xuất hiện ý nghĩ ly hôn thì... Không có cửa đâu, Vệ Nghị Phong đương nhiên sẽ không để mọi chuyện phát triển đến tình trạng cực kỳ bi thảm như vậy. Một tuần lễ này, anh đã nếm đủ các cảm giác bị vợ hắt hủi, tâm tình càng lúc càng trở nên tồi tệ. Đương nhiên, anh cũng không phải là chưa từng tự kiểm điểm bản thân. Chỉ là sĩ diện, không biết làm sao để mở miệng nhận lỗi với vợ. Dù sao, anh sống 33 năm cũng chưa lần nào phải hành hạ mình trước phụ nữ. Nhưng việc gì cũng phải có lần đầu tiên, vì không muốn hàng đêm chỉ có thể mở to mắt nhìn bóng lưng của vợ yêu rồi lăn lộn mất ngủ. Vậy nên hôm nay, anh quyết định sẽ dùng sự lãng mạn để phá băng giảng hòa. Anh đã đặc biệt nghe ngóng được lịch trình hôm nay của vợ yêu. Kế hoạch của anh là sẽ mang theo một bó hoa tươi và một trái cây mà cô thích anh. Đem một giỏ trái cây thơm ngọt, mọng nước đến thăm dò lịch trình công việc của cô. Chuẩn bị cho cô một sự bất ngờ, sau đó sẽ nhận lỗi giảng hòa với cô. Anh tin mình nhất định có thể thành công chiếm được trái tim của người đẹp. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên đài truyền hình, anh tìm được phòng nghỉ riêng của cô, nhưng bên trong lại không có một bóng người. Anh cũng không có điều kiên nhẫn để chờ đợi, trực tiếp đi với phòng chụp ảnh để tìm người. Lần này, tìm được một phát được ngay, nhưng lại để cho anh chứng kiến tận mắt cảnh tượng vợ yêu đang thâm tình nhìn người đàn ông khác lại còn chuẩn bị ôm hôn. Cái tên đàn ông không biết xấu hổ kia đang nhẹ nhàng ôm lấy vợ yêu của anh, lại còn vô liêm sỉ mà sờ soạng lên vặt vợ anh, nhìn vợ anh rồi mỉm cười thô bỉ, còn dám to gan cúi đầu hôn cô. Ngừng! Ngay tại thời điểm nguy cấp, Vệ Nghị Phong mở miệng quá to, trong nháy mắt, toàn bộ phim trường bị đóng băng. Nam chính, nữ chính cũng há hốc mồm, toàn bộ cảm hứng diễn xuất cũng bay biến. Là tên khốn khiếp nào hô gồng vậy? Đạo diễn nổi điên, dậm chân một cái. Lúc quay đầu, nhìn lại thì thấy một người đàn ông có vẻ mặt còn dọa người hơn mình. Hai mắt của Vệ Nghị Phong đang đằng sát khí, vẻ mặt dữ tợn, đầu óc dựng ngược, cứ như là thú dữ đang lên cơn điên. Anh ném hoa tươi và giỏ trái cây xuống đất, dùng tốc độ sét đánh, không kịp bịt tai, lao về phía nữ chính đang đứng trước ống kính, kéo cô về phía mình. Anh đang làm gì vậy? Đường Tâm trợn to mắt,
nhìn ông xã đã xuất hiện ngoài ý muốn, kinh ngạc đến độ không để ý tới ánh mắt tức giận của người. Tới đây. Ghen tuông dữ dội khiến cho anh không quan tâm được nhiều như vậy, trực tiếp kéo cô ra ngoài. Đám nhân viên làm việc ở đây nhận ra khuôn mặt của người đàn ông này thường xuất hiện trên báo, không ai dám tiến lên cản trở bọn họ giải quyết chuyện nhà. Chờ chút, anh mau buông ra. Cô cố gắng vùng vẫy, nhỏ giọng nhắc nhở anh chỗ này còn có nhiều người. Im miệng. Anh nổi giận đùng đùng cảnh báo, bàn tay càng dùng lực kéo cô về phía trước. Đường Tâm tự biết không có cách nào để thoát được, đành phải quay đầu, gật đầu xin lỗi với đạo diễn, cũng nháy mắt với trợ lý. Muốn cô ấy giúp mình trấn an mọi người trong phim trường một chút, xoay chuyển tình thế cấp bách. Chốc lát sau, cô bị ông xã kéo vào trong nhà nghỉ. Anh điên à? Không thấy ngoài đó có nhiều người sư như vậy. Nếu điều này truyền đến tai đám phóng viên thì phải làm sao? Chỉ sợ ngày mai hai người bọn họ lại được đưa lên trang đầu của báo. Đúng, anh điên rồi. Bởi vì em luôn làm những chuyện khiến cho anh nổi điên. Anh ngập tràn lửa giận đè cô vào tường, hung hăng hôn trên bờ môi đỏ mọng, không hề có một chút dịu dàng, giày vò cô như đang trừng phạt, chỉ muốn mau chóng phá vỡ hình ảnh trong đầu khiến cho anh phát điên, chút hết cảm xúc sắp nổ tung trong lồng ngực. Không được, anh buông ra. Cô không ngừng lắc đầu, cố gắng dãy giụa, cự tuyệt sự hung hăng thô bạo của anh. Anh coi cô là gì? Trước mặt bao nhiêu người như vậy mà lại dám kéo cô đi làm cái chuyện này? Cô cũng không phải công cụ để cho anh giải quyết. Vì sao lại không được? Em có thể tùy tiện để cho người đàn ông khác hôn mình, vậy mà không để cho chồng em va chạm một chút hay sao? Anh gầm lên, trút hết tất cả bất mãn trong lòng, bởi vì mấy ngày nay bị cô lạnh nhạt, mà giờ phút này cô lại ra sức phản kháng. Như vậy càng khiến cho anh tức giận, lời nói ra khỏi miệng cũng không kịp suy nghĩ. Anh cúi đầu, càng hung hăng, ngang ngược muốn chinh phục cô, hoàn toàn mất lý trí, không để ý đến cô đang dãy giụa phản kháng. Ánh mắt cô trống rỗng, giống như đã rơi vào nơi tối tăm tuyệt vọng, không còn cảm thấy được một tia sáng yếu ớt. Anh giật mình, sức lực trên tay giảm không ít. Đừng tâm. Anh lo lắng khẽ gọi tên cô. Cô yếu ớt hoàn hồn, ánh mắt thê lương, ngước lên nhìn anh, lạnh nhạt mỉm cười. Phụ nữ bị anh dùng tiền mua thì không có quyền lực cự tuyệt anh đúng không? Cô mỉa mai địa vị của mình trong lòng anh. Chẳng qua cũng chỉ là một loại phụ nữ bị anh dùng tiền đổi lấy mà thôi. Vậy nên, anh không cần phải tôn trọng suy nghĩ của cô, không cần quan tâm đến cảm nhận của cô muốn làm gì thì làm. Cô không được phép ý kiến, cũng không được quyền phản kháng. Nếu anh muốn thì cô phải cho, vậy nên cô dứt khoát buông tha. Không dãy dụa nữa để mặc cho anh định đoạt. Vệ Nghị Phong nhìn nụ cười thê lương của cô, trái tim bỗng chốc, bị ái bóp nghẹt, thân thể như bị sét đánh. Anh như bị điện giật mà buông cô ra, cúi đầu nhìn thân thể của cô. Những vết đỏ, loang lổ hẳn trên da thịt trắng nõn, tất cả như đang lên án sự tàn nhẫn ánh mắt lý trí, đả kích anh bởi vì ghen tuông mà phạm sai lầm. Nhất là câu nói mỉa mai tự giễu của cô, khiến cho anh càng thêm đau lòng, càng thêm hổ thẹn. Anh... Nơi cổ họng tràn ngập những lời xin lỗi cùng tự trách, nhưng đột nhiên anh không biết phải nói xin lỗi cô thế nào. Chỉ cảm thấy mình đã phá hỏng toàn bộ. Chẳng những không được sự tha thứ của cô, lại còn mất khống chế làm cho cô tổn thương, làm ra những hành vi hổ thẹn và đáng chết như vậy. Anh cởi áo khoác phủ lên vai cô, vô cùng xấu hổ với hành vi lỗ mãng vừa rồi của mình. Cũng sợ chính mình lại làm ra cái chuyện tổn thương đến cô, chỉ từng bước đẩy ân hận lui về phía sau. Cuối cùng cũng giống như không thể nào đối mặt với cảm giác tội lỗi của mình. Anh tầm cửa xông ra ngoài, bỏ chạy trối hết, rời khỏi phòng nghỉ. Đi được vài bước, anh gặp Phan Kết Như đang đi về phía này. Chút nữa cô vào trong, giúp tôi chăm sóc cô ấy. Cô nhìn Vệ Nghị Phong có một chút mất hồn gật đầu. Anh nói một câu cảm ơn, lại giống như một u hồn đờ đẫn bước ra ngoài. Khoảng 5 phút sau, Phan Kết Như gõ cửa bước vào phòng nghỉ, nhìn thấy Đường Tâm đang ngồi trang điểm lại, vẻ mặt mang theo một chút cô đơn. Vừa nãy... Nghe Văn Khiên nói, hình như hôm nay anh ấy đến tìm chị để xin lỗi. Cô đặt bó hoa và giỏ trái cây xuống trước mặt của Đường Tâm. Vừa rồi gọi điện thoại báo cho bên đại diện, cũng nhân tiện gọi cho Thi Văn Khiên để hỏi thăm tình hình một chút. Động tác trên tay của Đường Tâm khẽ dừng lại,
nhìn giỏ trái cây xinh đẹp cùng với những cánh hoa đã có chút tổn thương. Nghĩ đến hành động vừa rồi của anh, trong lòng cô lại cảm thấy chua xót, khóe mắt nhẹ nhàng đỏ lên. Ngu ngốc, anh ấy không phải đến xin lỗi, anh ấy căn bản là kiếm chuyện khiến cho cô đau lòng mới đúng. Uổng công anh bình thường có thể nói một đống câu buồn nôn, lời ngon tiếng ngọt, đến thời điểm quan trọng này thì ngay cả một câu xin lỗi cũng không nói được. Cả một tuần nay đều làm mặt lạnh, hờn dỗi với cô, làm cho cô khổ sở còn chưa đủ, bây giờ lại làm cái hành động lăng mạ người khác. Hai buổi ghi hình của cô bị gián đoạn, một mình bi thảm ngồi trong này, cố gắng trang điểm lại, cũng không dám gọi thợ trang điểm đến để giúp đỡ. Khốn khiếp, cô mở miệng mắng, ngửa đầu, hít hít mũi, vội vàng rút khăn giấy lau nước mắt, tránh để mình trông thảm hại. Em lập tức đem đi bỏ ngay. Thấy cô chủ phiền lòng, Phan Kiếp Như lập tức ôm bó hoa và giỏ trái cây đem ra sọt rác vứt. Đợi đã. Đường Tâm đòi lại giỏ trái cây, nhỏ giọng nói. Không cần phải lãng phí đồ ăn. Vậy hoa này... Cứ để ở đây trước đi. Cô cũng giữ lại hoa, đặt sang một bên, cuối cùng vẫn không nỡ vứt bỏ những thứ mà ông xã đem đến. Tuy người đàn ông kia chỉ biết chọc cho cô tức, cũng không hề biết tôn trọng người khác, nhưng trong lòng cô lại không gạt bỏ được sự hiện hữu của anh. Tuy rất đau, nhưng cũng rất yêu, vậy nên mới càng tức giận sự bá đạo của anh. Chị Đường Tâm, chị thật sự rất thương anh ấy sao? Trợ lý cười trộm. Làm gì có. Cô phủ nhận có một chút mất tự nhiên, hai gò má lại ửng đỏ lên một màu hồng nhạt, cô vội vã chạy đến nơi chụp ảnh. Trợ lý Quang Minh Chính Đại bật cười, nghĩ thầm, cô chủ của mình ôm ấp tình cảm thiếu nữ cũng hiện hết lên mặt rồi, còn muốn lừa gạt ai? Nhưng mà vừa rồi trong này xảy ra nhiều chuyện gì nhỉ? Khi nào có thời gian, cô phải kể cho Thi Văn Khiên mới được. Sau khi Vệ Nghị Phong rời khỏi đài truyền hình, liền lập tức gọi về công ty. Bảo trợ lý chuẩn bị vài ngày nữa cùng anh đi công tác. Buổi tối thu xếp hành lý bay sang Hồng Kông, bởi vì anh không có mặt mũi về nhà đối mặt với bà xã. Tuy anh cảm thấy mình thật hèn nhát, nhưng có lẽ tạm thời tách ra để cho hai bên yên tĩnh một chút cũng tốt. Anh có thể giải quyết tâm trạng của bản thân trước, sau đó sẽ nghĩ cách trở về bù đắp họa lớn mà mình đã gây ra. Thật là họa vô đơn chí mà. Đi công tác đến ngày thứ tư, lúc anh vừa mới từ Hồng Kông bay sang Mỹ, thì một tờ soạn ở Đài Loan lại một lần nữa tung ra tin tức chấn động. Hơn nữa, trang đều đăng hình Vệ Nghị Phong cùng hai cô gái trẻ ăn mặc sành điệu, vành tai, tóc mai chạm vào nhau, cùng anh sánh bước từ trong hộp đêm. Nội dung bài báo còn tường thuật lại lời nói của một số vị khách, miêu tả bọn họ ở trong hộp đêm uống rượu mua vui, say sưa náo nhiệt, hành động lộ liễu thế nào. Không cần phải nói, tiếp đó đào phóng viên cứ như ong vỗ tổ ùa tới tập kích Đường Tâm. Cả ngày đứng cạnh ở trường quay phim, chờ cô lên tiếng trả lời về vấn đề này. Cô lấy lý do cảm mạo chỉ để cho người đại diện ra mặt tỏ rõ thái độ tin tưởng của cô đối với chồng mình. Kiểu trả lời như vậy chả có ai tin. Chưa được mấy tiếng đồng hồ, đám phóng viên đã đưa ra những hình ảnh một tháng trước, lúc cô và Mậu Nam ngồi ở nhà hàng, anh em, anh, dàn sát vào thân thể ấm áp quen thuộc, khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Mấy giờ rồi? Anh nhất thời không nhìn rõ thời gian trong chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường. 3 giờ. Cô thấp giọng trả lời, vùi trong cơ thể ấm áp, ý thức của cô dần dần tan rã. 3 giờ sáng. Anh khẽ dụi mắt, nhìn đồng hồ, quả thực đã hơn 3 giờ sáng. Giờ này cô mới về. Cái gì gọi là rất muộn, phải gọi là rất sớm mới đúng. Sao giờ mới về? Tuy anh hiểu thời gian quay phim không khi nào cố định, có đôi lúc sẽ phải quay suốt đêm, nhưng nhìn thấy vợ mình về sớm như vậy, anh vẫn quan tâm hỏi một câu. Nói đúng nha. Cô ngáp một cái mơ mơ hồ hồ, không biết trong đầu đang nghĩ gì. 3 ngày nay cô ngủ chưa được 4 tiếng đồng hồ, mệt mỏi đến nỗi lúc tháo trang sức đi tắm cũng suýt chút ngủ gật. Anh mỉm cười nhìn cô hít mắt há miệng, dáng vẻ ngây thơ khiến cho anh cảm thấy thật đáng yêu. Anh khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đã nhiều ngày không thấy, trong lòng tràn ngập yêu thương. Bà xã, anh hôn lên mặt cô. Ừ, cô khẽ hừ một tiếng, mí mắt nặng nề không mở ra nổi. Em có nhớ anh không? Anh hôn vào hõm vai của cô, quyến luyến vuốt ve thân thể mềm mại mà anh nhung nhớ bao đêm, liên tục tìm kiếm hương thơm mê người tỏa ra từ trên cơ thể của cô. Nhớ. Cô lẩm bẩm trả lời,
lại ngăn không nổi cơn buồn ngủ đang ập đến, cảm giác vô cùng mệt mỏi, chẳng còn sức lực để nói nửa câu, thậm chí còn thấy thật có lỗi vì không thể nào mở mắt ra để nhìn anh nhiều hơn một chút. Em cũng rất nhớ anh. Ông xã, cô yếu ớt khẽ gọi. Ơi! Cô ôm lấy thân thể cao lớn, vùi mặt vào trong cổ anh. Em mệt quá, em ngủ đây. Cô mệt mỏi không chịu được nữa. Anh sửng sốt không dám tin, cúi xuống nhìn vợ yêu đang nằm ngủ trong ngực mình. Thật không thể tin nổi, vợ yêu của anh lại chẳng thèm đến xỉa đến anh. Nhưng nhìn sắc mặt mệt mỏi của cô, trong lòng anh ngoài cảm xúc buồn bực, tủi thân thì càng cảm thấy đau lòng không nữa. Anh tin, nếu không phải là cô đã thật sự mệt mỏi thì tuyệt đối sẽ không thể nào thờ ơ với anh như vậy. Ôm người đẹp trong lòng, anh đột nhiên có một chút khoái cảm. Dạo gần đây có vẻ như công việc của cô càng lúc càng nhiều, bận rộn cũng không kém anh, như vậy hao tổn quá nhiều tinh lực của cô rồi. Không biết có phải anh là số giúp vợ hay không? Sau khi kết hôn, vợ của anh lại càng gắt sâu hơn, hết lần này đến lần khác được mời đóng quảng cáo, tham gia hoạt động phát ngôn liên tục. Cộng thêm tháng trước còn nhận lời mời tham gia đóng một bộ phim mới, chiếm gần hết thời gian ngọt ngào của hai người. Mà cô cũng không thể đi công tác cùng anh giống như lúc trước, ngay cả thời gian về nhà cũng ít dần, khiến anh bây giờ càng lúc càng giống một vị oán phụ bị vắng vẻ trốn thâm cung. Ấy, mất ngủ lại không có gì để làm thật đau khổ, nhưng anh vẫn không nỡ buông vợ yêu đi ra duyệt công văn. Nhìn xem, đầu năm nay là một người đàn ông thương cảm cho bà xã của mình thật là khó khăn. Đúng là trên đầu đều chữ nhẫn, treo một cái cây đao mà. Vợ yêu rụi rụi vào ngực anh, hoàn toàn không biết nỗi đau của thế gian, lặng lẽ chìm vào trong mộng. Anh khổ sở mỉm cười, chỉ hy vọng trong giấc mơ của cô cũng có anh. Vài ngày sau, hình ảnh của Đường Tâm đi ăn tối cùng với một mẫu nam có dòng máu lai được đăng trên trang bìa của tờ Tuần San, có tiêu đề bên trên là vợ chồng bất hòa, sau khi kết hôn, Hoa Hồ Điệp chuyển sang hẹn hò với mẫu nam. Trong phim thì hoa rơi vô ý, ngoài đời thì lại lén lút tình nồng đón đưa. Bài báo đưa ra có vài tấm hình chụp chung Đường Tâm đang ngồi ăn cùng với nam diễn viên, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Mấy ngày liên tục, bọn họ thường xuyên đi chung với nhau, cùng nhau chạy tới chạy lui đến phim trường để quay phim chụp ảnh. Bài báo còn nói, trong lúc quay phim, Đường Tâm và mẫu nam còn thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau, cử chỉ thân mật. Cô còn thừa dịp ông xã đi công tác ở nước ngoài, lén lút chồng, hồng hạnh, thuốc tường, cùng với mẫu nam có thân hình xuất sắc, chơi trò phim giả tình thật. Thậm chí người viết còn không ngại giúp hai người đàn ông đánh giá bề ngoài, phân tích những ưu điểm và khuyết điểm của bọn họ ở trong lòng nữ chính. Chỉ mấy tiếng đồng hồ sau khi tờ báo được xuất bản, phòng đối ngoại của tập đoàn Hoàng Long và tất cả điện thoại trong công ty đều lập tức bị báo chí truyền thông ồ ạt gọi đến phỏng vấn. Ngay cả điện thoại cá nhân của Vệ Nghị Phong cũng không may mắn thoát được, khiến anh phải dứt khoát tắt nguồn mới có thể được yên tĩnh. Thế nhưng cả một buổi chiều, trong lòng anh thật sự không thể nào an tĩnh. Lúc chủ trì cuộc họp cũng thấp thỏm không yên. Trong đầu liên tục hiện lên những tin tức xuất hiện mấy ngày nay. Những hình ảnh chết tiệt, sống động như thật. Vợ anh nói cười cười với người đàn ông khác. Tất cả những thứ này giống như những con kiến đang gặm nhấm lòng anh, khơi lên một ngọn lửa ghen ghét đố kỵ. Anh cố gắng chịu đựng, đợi rồi lại đợi, chậm chạp tiếp nhận tin tức liên quan đến bà xã. Điện thoại của cô đã tắt máy, điện thoại nhà cũng không gọi được. Lúc này cô hẳn phải ở trong nhà để tránh mặt đám phóng viên chứ. Chưa tới 5 giờ chiều, Vệ Nghị Phong rốt cuộc cũng không chịu được nữa, nói với trợ lý một tiếng rồi trực tiếp về nhà. Vừa bước vào cửa, cái người trong cuộc gây náo loạn sôi sục của giới truyền thông kia rõ ràng lại đang đứng ở trong phòng bếp, vừa nghe nhạc vừa trộn salad. Sao hôm nay anh về sớm vậy? Đường Tâm mừng rỡ nhìn ông xã, bình thường sớm nhất thì cũng phải 6 giờ rưỡi anh mới về nhà, hôm nay lại về rất sớm đến bất ngờ. Tối nay có bữa tiệc xã giao. Vậy nên anh muốn trở về trước để tìm cô, hỏi cho rõ ràng cái chuyện này. Nhưng thấy dáng vẻ của cô ung dung thản nhiên như vậy lại khiến cho anh có một chút chần chừ. Cảm thấy hình như mình đã hiểu lầm cô. Bên ngoài dư luận xôn xao ầm ĩ cũng là do bản thân anh tự tưởng tượng mà ra. Em không có gì muốn nói với anh sao? Anh cho rằng cô sẽ phải chủ động giải thích, thế nhưng từ xế chiều tới giờ cô cũng không nói một câu. Ví dụ, cô tắt nhạc. Vừa rồi trong đầu đang lặp lại lời thoại của buổi sáng quay nay,
vậy nên đối với câu hỏi của anh cũng chẳng có một chút bất ngờ. Em có xem tin tức ngày hôm nay không? Anh đang nói đến chuyện em và nam diễn viên kia sao? Cô cười hỏi. Ừ. Cô biết rõ mà còn cười được, bây giờ người có đầu óc không bình thường là anh hay sao? Đường Tâm nhìn về mặt nghiêm túc của ông xã, lúc này với hậu chi hậu giác phát hiện ra bầu không khí có một chút không ổn, lập tức giải thích với anh. Mấy ngày nay, anh ta chỉ tiện đường chở bọn em thế thôi, trường quay ở xa mà đường núi lại khó đi, em thấy đi cùng cũng tốt hơn. Về sau em mời anh đi ăn cơm với anh ta, coi như cảm ơn thôi. Cô giải thích mình chỉ dựa theo lễ phép và lại không muốn nợ người khác ân tình, vậy nên mới mời anh ta một bữa cơm. Hơn nữa, lúc ấy trên xe còn có cả trợ lý ngồi ở phía sau, không phải chỉ có mỗi hai người như báo chí đã đưa tin. Xa thì cũng có thể đi taxi mà, với lại anh ta cũng chỉ tiện đường, em làm gì mà phải đặc biệt mời anh ta dùng cơm. Giọng nói của anh có một chút không vui, cảm thấy cô căn bản đã làm chuyện thừa. Lúc trước, anh cũng đã nói sẽ đổi cho cô một chiếc xe mới, lại sắp xếp một tài xế kiêm vệ sĩ để đưa đón cô. Nhưng cô hết lần này đến lần khác không chịu nhận ý tốt của anh, bây giờ còn để cho người đàn ông khác đưa đón mình, như vậy là sao? Cũng không có gì đặc biệt cả. Kết thúc công việc thì đi ăn cùng bọn họ thôi, tại cái đám chó săn kia cứ thích chụp hình em và anh ta. Cô tỏ vẻ vô tội. Tối hôm đó rõ ràng còn thấy mấy thành viên khác đi ăn cơm cùng bọn họ, nhưng đám chó săn lại chụp góc độ chỉ có hai người, cô cũng rất bất đắc dĩ. Đó là tại vì em ngồi quá gần. Vừa nghĩ tới có người đàn ông khác dựa sát vào cô, trong lòng anh lại dâng lên một vị chua. Cảm giác thật không thoải mái. Hôm nay trong phòng làm việc, anh đã nổi giận, vò tờ báo lại thành một cục giấy lộn, nhưng trong lòng thì vẫn bực bội, không có cách nào trút ra. Đường Tâm nhìn về mặt nghiêm trọng của anh, hoàn toàn không giống như mọi ngày. Nơi đáy mắt còn hiện rõ lửa giận, trong lòng cô lại cảm thấy vui vẻ ngoài ý muốn. Cô đi đến trước mặt anh, muốn cười nhưng lại không dám đả kích anh, chỉ lấy tay chọi chọt vào ngực anh. Anh đang ghen đấy à? Em nói thử xem. Sắc mặt anh như đóng băng, giọng nói rét lạnh. Đúng rồi còn gì? Cô cười tươi rồi nói thẳng kết quả. Cũng không sợ mình đông cứng cả mà ôm chầm lấy anh, vui vẻ, cọ cọ vào trong ngực anh, giống như chiếc bánh nếp vừa mềm vừa ngọt, mặc anh đầy thế nào cũng không chịu ra. Đừng có làm nũng. Anh nghiêm mặt, muốn cô đừng có giả bộ làm trò này, nhưng trong lời nói lại có một chút ấm áp, bàn tay đẩy cô cũng không dùng bao nhiêu sức lực, dường như còn có dấu hiệu dục cự hoàn nghênh. Và, em làm nũng cũng bị anh nhận ra hay sao? Chồng em lợi hại thật đấy. Cô cười rất tươi, lại ngọt ngào hôn lên hai má của ông xã, dùng ánh mắt sùng bái nhìn anh, không tiếc dùng giọng điệu khôi hài đến khoa trương để nịnh nọt người đàn ông mình yêu, giành lấy một nụ cười của anh. Tảng băng trong lòng anh chỉ duy trì được thêm 3 giây, lập tức bị vẻ mặt đáng yêu cùng giọng điệu sùng bái của cô làm cho tan chảy. Rốt cuộc cũng bị ôn hương nhuyễn ngọc mua chuộc, tâm tình vốn đang bị mây đen che phủ lập tức trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều. Đường Tâm dịu dàng ôm lấy cổ anh, ánh mắt chân thành, không hề có một chút giả dối, nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy, cảm thấy mình cũng hơi có lỗi với anh. Nghị Phong, anh biết đấy, đó không phải là thật, trong lòng em chỉ có mình anh thôi. Cô thật lòng bày tỏ tình yêu của mình với anh, không muốn anh hoài nghi tình cảm của cô. Chuyện lần này cô thừa nhận chính mình đã thiếu suy nghĩ, bởi vì đã quen thừa ơ với những tin đồn, thêm mắm, thêm muối kia. Vậy nên, lúc đọc được tin tức, cô đang bàn với người đại diện phải làm thế nào để trả lời với báo chí, lại quên mất giải thích với chồng mình để cho anh an tâm. Cô theo bản năng cho rằng anh sẽ hoàn toàn tin tưởng mình, cũng nên biết đây chẳng qua là do báo chí thích phóng đại mọi chuyện mà thôi. Vậy nên, cô mới không vội vã gọi điện giải thích với anh. Đợi anh trở về, cô sẽ tự mình nói rõ cho anh hiểu. Không ngờ bởi vì điều này mà anh phải hao hết tâm tư, còn ôm cả một bụng tức, nhưng thật sự là cô không cố ý. Nói vậy còn nghe được, trên đời này không có người đàn ông thứ hai đáng giá để em yêu hơn anh. Anh tràn đầy tự tin, tỏ vẻ mình tuyệt đối là người đàn ông đáng giá để cô nắm chắc. Đương nhiên anh cũng tin tưởng bà xã của mình một lòng một dạ, không có khả năng làm chuyện có nỗi ở sau lưng anh. Chỉ có điều, nhìn thấy những tấm ảnh kia khiến anh vô cùng khó chịu, ruột gan cứ như bị thiêu đốt. Phách lối, cô không nhịn được mà thầm mắng trong lòng.
cảm thấy mức độ tự kỷ của anh quả thực là vô địch, lại có thể nói ra một câu không biết xấu hổ như vậy. Nhưng thật sự thì anh đúng là một người đàn ông duy nhất có thể lay động tâm hồn cô, cắm rễ ở trong lòng cô. Vậy nên cô cũng chỉ có thể cố gắng tha thứ cho cái bản tính ngang ngược của anh. Em đang chuẩn bị bữa tối, anh có muốn ăn một chút không? Cô ngọt ngào ôm lấy cánh tay anh, vui vẻ làm nũng với người mình yêu. Anh muốn ăn thức ăn của người. Anh liếc nhìn đám cỏ dại trong tô cùng mấy miếng gà luộc với vẻ ngon lành, cảm thấy vợ mình đúng là tiên nữ hạ phàm, sao có thể sống bằng mấy thứ đồ nhạt nhẽo này chứ? Đừng có nói giống như em là bạc đãi anh vậy. Cô kháng nghị, trước giờ việc ăn uống của anh đều do đầu bếp chuẩn bị, chỉ cần làm nóng là có thể dọn ra. Thực đơn hàng ngày cũng rất phong phú, vậy mà anh còn ở đây giả bộ đáng thương cái gì chứ? Em thật là, có biết anh đã nhịn đói bao lâu rồi không? Anh tỏ vẻ ấm ức tủi thân, bàn tay trượt xuống thóp mông nhỏ căng tròn của cô. Thời gian gần đây, anh chưa từng được ăn no. Chẳng phải tối nay, anh còn ra ngoài sao? Cô có chút thẹn thùng. Chương 8. Vệ Nghị Phong, em yêu anh, chỉ yêu mình anh thôi. Mặc dù Đường Tâm đã kiên định biểu đạt tình yêu của mình với ông xã, cũng không chỉ một lần tỏ rõ sự chân thành của mình, lại còn đồng ý với yêu cầu sẽ nhận điện thoại của anh bất cứ lúc nào có thể. Nhưng vị tổng giám đốc đại nhân này đã có thói quen nắm giữ mọi thứ trong tay, dường như thường xuyên không an tâm về vợ yêu, ham muốn chiếm hữu trong lòng, quật ngã bình giấm chua màu chóng lên men, quả thực là không có cách nào để cứu chữa. Đường Tam vốn không biết mức độ ghen tuông của chồng mình có thể lớn đến mức này, nhưng qua hơn một tháng, cô đã bắt đầu phát giác tình hình có một chút không thích hợp. Đầu tiên là nội dung quảng cáo lần lượt bị thay đổi, tất cả mọi ảnh chụp đều bị thay đổi hoàn toàn. Còn có cả một số hợp đồng quảng cáo cô đang chuẩn bị ký kết lại đột nhiên biến mất. Phía bên đại diện của một số thương hiệu mà cô từng hợp tác thì lại bảo gần đây cô đắt xấu quá, mọi người muốn tìm cô hợp tác nhưng lại không có cơ hội. Quá nhiều tình huống phát sinh cùng một lúc khiến cho cô không khỏi hoài nghi. Có phải người đại diện của cô đang lén lút giở trò gì sau lưng cô, dùng mọi thủ đoạn hai mặt mà cô không biết hay không? Kết quả càng truy vấn thì người đại diện lại bị cô ép đến hỏi, không thể trốn tránh được nữa, thành khẩn khai báo tất cả những chuyện này đều là mưu kế của Vệ Nghị Phong. Sao lại như vậy? Cô nổi giận đùng đùng rời khỏi công ty mình, lập tức xông thẳng đến phòng làm việc của ông xã tìm anh tính sổ. Sao em lại đến đây? Trên mặt của Vệ Nghị Phong lộ rõ vẻ vui mừng. Đối với việc vợ yêu tới thăm, vừa kinh ngạc vừa hưng phấn, vẫn không biết rằng mục đích cô đến đây để tính sổ với mình. Là anh bảo người đại diện của em từ chối hết tất cả mọi lời mời, thay đổi kịch bản của em, lại còn tự mình gọi tới cửa hiệu, bảo bọn họ gọi tới công ty quảng cáo, đổi lại hình ảnh của em đúng không? Không hề dài dòng, cô vừa mở miệng đã nói ngay vào trọng điểm. Tối nay cô còn phải trở lại phim trường. Em đang nói gì? Phát hiện chuyện tốt mình làm đã bị bại lộ, anh lại có một chút giả ngu, muốn duy trì hòa bình. Biết rõ sau khi có phát hiện chuyện này nhất định sẽ không vui, nếu không thì anh đã không cần phải lén lút như vậy. Dám làm dám chịu, anh thật sự không hiểu em đang nói gì sao? Cô thấy anh lại muốn giả vờ hồ đồ để qua mặt mình, lửa giận trong lòng lại càng bùng phát. Cô không tin người đại diện lúc mình tra khảo chỉ muốn nhảy ra khỏi cửa sổ tầng 5 để bỏ trốn, mà lại có lá gan đem hết mọi tội danh đổ trên đầu vị tổng giám đốc này. Vệ Nghị Phong nhìn dáng vẻ hưng phấn, vô tội của cô, trong lòng lại có một chút không vui, nghiêm túc mà nói thì anh làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho cô. Anh chỉ giúp em loại bỏ một số đối tác không phù hợp mà thôi. Anh thừa nhận là mình có đưa ra một chút kiến nghị về việc thay đổi trong công việc của cô, nhưng cũng không đến mức ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất của cô. Sao cô lại phải nổi giận với anh như vậy? Có phù hợp hay không thì cũng do em tự quyết định. Sao anh lại có thể âm thầm tới tìm người đại diện của em, tự tiện thay đổi công việc của em, sắp xếp lịch trình của em? Đây cũng là dụng ý của anh khi đầu tư vào công ty của em sao? Cô tức giận nhìn chằm chằm vào người đàn ông đã làm sai mà còn nói năng hùng hồn này. Hôm nay cô mới biết, thì ra anh cũng là một nhà đầu tư lớn của công ty. Hơn nữa, khoản tiền đầu tư lại không hề nhỏ, cộng thêm phạm vi thế lực của anh rất lớn, vậy nên người đại diện không thể nào không nhún nhường tiếp thu ý kiến của anh. Cô cực kỳ tức giận,
bởi vì cách làm này của ông xã quả thực cũng giống như một tên quản lý khốn kiếp lúc trước, muốn dùng một tay để khống chế công việc và cuộc sống của cô, không hề tôn trọng ý kiến cá nhân của cô. Đó là bởi vì quyết định của anh cũng thật sự mỹ mãn ngoài dự đoán của mọi người. Chỉ có một thứ duy nhất không hoàn mỹ, đó chính là vợ yêu của anh không phải là một người phụ nữ thích bám người. Điều này khiến một người đàn ông thường xuyên bị tình yêu thiêu đốt như anh lại cảm thấy có một chút trống rỗng. Đây là báo ứng hay sao? Trước kia anh vẫn luôn cảm thấy chán ghét đám phụ nữ suốt ngày cứ bám chặt lấy mình, nhưng bây giờ lại yêu một người phụ nữ cứ thích để cho anh phải đuổi theo. Cũng chỉ vì muốn được nghe giọng nói của cô mà vô số lần bị cô cảnh cáo. Điều này thật sự là không có đạo lý rồi. Thế nhưng thái độ này của vợ yêu vẫn khiến cho tim anh dao động không thôi. Mỗi ngày tan tầm là không thể chờ được, chỉ muốn chạy ngay về nhà để gặp vợ yêu, bỏ hết tất cả những buổi xã giao không cần thiết. Cho dù không có thời gian đi hưởng tuần trăng mật, thì ngay cả 3 ngày sang Nhật công tác, anh cũng muốn mang theo vợ yêu đi cùng. Bản sang công việc thì đá bay trợ lý, gạt phăng đối tác, quan tâm cái khỉ khô gì đến cái đám cán bộ địa phương, trực tiếp lái xe chạy thẳng về khách sạn suối nước nóng. Vừa mới bước vào nhà đã vội vàng nhìn bốn xung quanh, tìm kiếm bóng hình xinh đẹp của vợ yêu. Bà xã, Đường Tâm, tình yêu à, bé cưng của anh. Anh hưng phấn đẩy ra cánh cửa kiểu Nhật, lần lượt tìm kiếm từng gian phòng. Tất cả những kiểu xưng hô buồn nôn đều được anh sử dụng. Thế nhưng bên trong ngôi biệt thự lớn này lại không tìm được bóng dáng người trong lòng. Lúc anh đang cảm thấy buồn bực thì lại nghe thấy tiếng nước chảy róc rách chuyển đến từ bên ngoài phòng ngủ. Anh đẩy ra cánh cửa đang khép hờ, men theo tiếng nước để đi đến bể bơi lộ thiên bên trong sân nhà, phát hiện bóng hình xinh đẹp của cô như ẩn như hiện trong làn khói trắng. Rốt cuộc cũng hiểu vì sao mình gọi nãy giờ mà không có ai trả lời. Dưới bầu trời đầy sao, Đường Tâm đeo tai nghe, hai mắt nhắm lại, trong miệng khẽ ngâm nga bài hát. Đường cong lung linh hấp dẫn dưới lớp khăn tắm tự như bên mép hồ. Da thịt trắng nõn hiện lên một màu hồng nhạt, khiến người ta càng nhìn càng cảm thấy cô giống như mỹ nhân đang nằm cạnh hồ nước, xinh đẹp nhưng lại có một chút lười biếng, dáng dấp mê hoặc lòng người. Ánh mắt anh mê muội nhìn cảnh đẹp trước mắt, cảm thấy lần này bỏ gần tìm xa, lựa chọn khách sạn suối nước nóng trong nội thành cả trăm cây số quả là sáng suốt. Anh cởi hết quần áo cũng không vội vàng bước xuống nước mà chỉ ngồi bên cạnh hồ, cúi thấp người, vươn tay vốc một ít nước rồi tưới lên nụ hoa trước ngực cô, tựa như đang tưới thêm vài phần tươi đẹp lên người cô vậy. Hàng mi dài nhẹ nhàng rung động, Đường Tâm khẽ mở đôi mắt còn vương hơi nước, nhìn thân hình cao lớn đang ngồi trên bờ hồ. Khuôn mặt cương nghị như điêu khắc, cô khẽ mỉm cười, dáng vẻ xinh đẹp dịu dàng mang theo một chút quyến rũ, giống như cô gái đang chìm đắm trong tình yêu. Anh cúi đầu, thâm tình hôn lên môi cô, bờ môi dịu dàng quyến luyến, thật khiến cho cô như có chút men say, cảm giác mơ màng. Nghe nhạc như em thật nguy hiểm, lỡ có một ai vào bắt cóc cũng không biết. Anh tháo tai nghe của cô xuống, ánh mắt nhìn cô giữa làn khói trắng, bàn tay thuận thế đặt lên bầu ngực cao vút dưới làn nước, nhẹ nhàng xoa bóp, chỉ chốc lát sau đó đã trêu chọc cô. Trong này trừ anh ra thì làm gì còn ai vào đây bắt cóc chứ? Cô khẽ cắn môi, chán ghét thân thể mình lại dễ dàng bị anh dụ dỗ như vậy. Chỉ cần anh khiêu khích một chút thì đã có thể khơi dậy ham muốn của cô, khiến cô cảm thấy hình như mình thật sự đã trở thành một người phụ nữ lẳng lơ phóng đãng, không biết xấu hổ là gì. Bất kỳ người đàn ông nào trông thấy dáng vẻ của em đều sẽ biến thành người xấu thôi. Anh khẽ nở nụ cười đầy tà khí, nhẹ nhàng mút lấy vành tai cô. Thân thể cao lớn, chậm rãi trượt xuống hồ, khẽ nâng thân thể mềm mại của cô lên một chút. Chờ chút, anh không mang. Cô khẽ nghiêng người, dưới tư thế mắc cười chết cười này, cô vẫn còn nhớ đến việc anh đã quên làm công tác chuẩn bị, lỡ may xảy ra án mạng thì... Em sẽ không mang thai. Chương 7. Thật kỳ quái, cô vốn không ý định kết hôn, càng không có khả năng lo lắng đến vấn đề sinh con, vậy nên cho dù anh có thắt garo thì cũng không phải là chuyện kinh thiên động địa. Cô nên mừng vì không cần phải sinh con dưỡng cái, cũng không cần phải lo lắng thân thể sau khi sinh con sẽ thay đổi. Nhưng sau khi yêu anh, cô lại tự nhiên cảm thấy, một ngày nào đó
bọn họ sẽ cùng nhau tạo ra một thế hệ tiếp theo, xây dựng một gia đình hạnh phúc nhỏ. Bây giờ đột nhiên biết được bọn họ vĩnh viễn sẽ không có con, trong lòng cô lại có một loại cảm giác mất mát, không biết phải tả như thế nào. Mặc dù không đến mức đau khổ muốn khóc, nhưng vẫn cảm thấy buồn buồn, giống như đột nhiên bị ai đó đánh một cái. Anh làm vậy cũng là vì muốn chọc tức ông nội hay sao? Cô muốn biết nguyên nhân anh không muốn có con, giống như lý do lúc trước anh muốn lấy cô làm vợ hay không? Chỉ vì muốn trả thù, nhưng thủ đoạn vô tình của ông nội năm đó mà anh không tiếc dùng những chuyện đại sự của đời mình, hạ một liều thuốc cực mạnh cho ông cụ. Điều này không chỉ tàn nhẫn với vệ lão gia mà cũng tàn nhẫn với cả bản thân anh. Không hoàn toàn là như vậy, anh vốn không thích trẻ con, đương nhiên càng không có khả năng để mình trở thành một ông cụ nối dõi tông đường cho người khác. Anh không phủ nhận quyết định này quả thực là có một chút liên quan đến việc trả thù ông nội, nhưng phần lớn là vì anh nguyện ý làm. Anh vốn không thích trẻ con, nhưng chưa từng nghĩ tới việc phải có con cháu để sau này lo chuyện nhà khói. Anh không muốn một ngày nào đó, đột nhiên có một người phụ nữ lai lịch không rõ ràng chạy đến bảo anh nhận máu mủ, để anh làm cha mà không rõ nguyên nhân. Vậy nên thắt gà đô là cách làm duy nhất, vất vả một lần, cả đời nhàn nhã. Không phải là em muốn làm mẹ rồi chứ? Anh phát hiện vợ mình như có điều suy nghĩ. Không có. Cô phủ nhận cực nhanh, mặc dù trong lòng có một chút buồn bã mất mát, nhưng anh đã thắt gà đô rồi, không biểu đạt rõ lập trường là không thích trẻ con. Chẳng lẽ bây giờ cô lại ầm ĩ một trận, oán giận anh vì sao chưa gặp cô mà đã tự mình quyết định đi trói lại rồi sao? Cô mỉm cười thản như không, muốn lừa gạt anh nhưng cũng đang tự an ủi chính mình. Không sao cả, không có con thì bọn họ vẫn có thể sống hạnh phúc, tự do tự tại. Bây giờ bên cạnh là cô người yêu, chỉ cần có được một người yêu, yêu chồng, yêu thương cô như vậy là cũng đủ may mắn rồi. Cô không nên yêu cầu hạnh phúc xa vời, phải biết cảm thấy thỏa mãn. Có đói bụng không? Anh vuốt lên bụng nhỏ phẳng lặng của cô, đột nhiên nhớ ra từ hồi tối đến giờ mình vẫn chưa ăn gì, vừa về tới khách sạn đã vội vàng ăn cô. Không đói lắm. Lúc tối cô đã ăn một chút rồi, cộng thêm vừa rồi cảm thấy buồn bực trong lòng, hiện giờ chẳng muốn ăn gì nữa. Wow, vợ anh đúng là tiên nữ. Anh làm ra vẻ khoa trương, cười cô không ăn khói lửa dân gian. Nói vớ nói vẩn, chỉ là bây giờ em chưa đói bụng mà thôi. Cô liếc mắt nhìn anh, rốt cuộc vẫn bị anh chọc cười. Nhìn khuôn mặt cô mà yêu thương cô lại một lần nữa tự nhủ với chính mình. Không có con cũng chẳng sao, chỉ cần có anh yêu thương cô là đủ rồi, thật sự là rất đủ rồi. Anh thấy em lười thì đúng hơn, vừa rồi cũng chỉ có mình anh cố gắng. Ánh mắt anh lấp lánh, lên án cô không chịu ra sức, nhưng khuôn mặt lại rộ võ vẻ đắc ý, chứng minh rằng anh rất thích cô mà dùng sức nhiều thêm một chút. Em đói bụng rồi, gọi đồ ăn giúp em. Cô đỏ mặt, dùng sức đẩy anh ra, muốn anh nói chuyện đứng đắn. Sao đột nhiên lại đói rồi? Anh nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường, vẫn chưa từ bỏ ý định, hy vọng đùa giỡn với cô. Mau lên! Cô lại đẩy thêm một cái nữa, cũng không hề khách khí mà đá ông xã mình ra khỏi chăn. Khoảng 20 phút sau, trên bàn đã được dọn lên mấy món ăn Nhật trông rất ngon miệng và đẹp mắt, lại còn có cả một nồi lẩu nóng hồi. Vệ Nghị Phong lập tức động đũa, thưởng thức hương vị cá sống tươi ngon cùng mấy miếng sushi nắm. Nhưng ăn được một lúc thì anh mới phát hiện ra bà xã bên cạnh chỉ ăn một miếng sushi nhỏ, thêm một miếng đậu hũ và hai thìa súp miso. Em là chim à? Anh có một chút hoài nghi vừa rồi cô kêu đói hay kêu chim chíp. Ăn khuya mập lắm. Bây giờ cũng đã hơn 9 giờ rồi, đồ ăn đối với cô mà nói đã chuyển hóa thành phân. Bình thường chỉ cần qua 6 giờ tối là cô sẽ không ăn gì nữa. Em gầy quá, mập thêm chút nữa thì tốt hơn. Anh không hề tốn sức, đã có thể kéo cô vào trong ngực mình, trực tiếp đút sushi vào trong miệng của cô, không cho phép cô nhả ra. Gầy một chút, lên TV mới đẹp. Cô vừa nhai vừa giải thích, trong lòng đã lặng lẽ dâng lên một cảm giác tội ác. Từ khi bước chân vào showbiz, thói quen ăn uống điều độ của cô cũng trở nên tự nhiên, giống như việc hít thở mỗi ngày. Vì để duy trì thân thể hoàn mỹ trước màn ảnh, cô vô cùng nghiêm khắc với số cân nặng tiêu chuẩn của mình. Anh không quan tâm trên TV thế nào, anh chỉ quan tâm vợ anh ôm có thoải mái hay không thôi.
Anh nói một cách thẳng thắn, vẫn tiếp tục đút cho cô vài miếng thịt. Ăn gì bổ nấy, phải cho cô ăn thịt nhiều một chút mới được. Anh kiềm chế một chút có được không? Cô ngượng ngùng, giữ chặt bàn tay không an phận của anh, cảm thấy sau khi kết hôn, người đàn ông này lại dễ dàng động dục hơn rồi. Cô cũng sắp bị anh biến thành dâm phụ rồi. Đây đều là lỗi tại em, ai bảo em nhìn ngon miệng như vậy? Anh cố ý đút cho cô ăn, cũng coi thường cô trở thành thức ăn mà chậm rãi nhấm nhát. Tất cả cái này đều là lỗi tại cô. Nếu cô lớn lên không có dáng vẻ tú sắc khả san như vậy thì sao có thể khiến cho anh thường xuyên không kiềm chế được? Đúng, đây đều là lỗi tại cô. Nếu không từ trước đến nay, có bao giờ mà anh thường xuyên không được thỏa mãn như vậy đâu. Nhẹ một chút, mấy hôm nữa em còn phải thay quảng cáo. 3 tháng sau, Vệ Nghị Phong mới kết thúc chuyến đi công tác 1 tuần. Hôm nay anh đáp máy bay từ New York trở về nước. Trợ lý đã trở về trước anh mấy ngày, lúc này đang đứng đón ở sân bay. Sau khi lên xe tư nhân, anh không hề có một chút thả lỏng, lập tức bắt đầu lắng nghe Thi Văn Khiên báo cáo tình hình. Căn cứ vào thông tin vừa nhận được, tháng này lão già đã liên tục hẹn gặp vài vị cổ đông, nhưng dường như không được thuận lợi, trong đó chỉ có 3 người đồng ý gặp mặt. Chẳng qua bọn họ đều không ủng hộ việc bác gái anh tiếp nhận vị trí chủ tịch. Mặt khác, còn bí mật tiến hành thu mua cổ phiếu cũng đang tiến hành. Thì Văn Khiên báo cáo lại kết quả vừa thu thập được, sau đó đưa ra toàn bộ tài liệu đã được chỉnh sửa một cách rành mạch rõ ràng. Đừng thấy bình thường Vệ Nghị Phong là người có tính cách ngông cuồng, kiêu căng ngạo mạn, chỉ cần có người dám ở sau lưng anh một chút ý nghĩ không an phận, anh sẽ lập tức xử lý sạch sẽ, không để lại một chút dấu vết. Tiếp tục quan sát bọn họ, cho dù mấy người đó có hành động gì, liên lạc với ai thì cũng đều phải báo cho tôi biết. Anh đọc tài liệu trong tay, đôi mắt đang cười lại mang theo một tia ranh mãnh. Cho tới bây giờ, mọi hành động của đối phương đều không nằm ngoài dự liệu của anh. Vân. Thi Văn Khiên đẩy gọng kính lên sống mũi, rồi chợt nói. Ồ, là Đường Tâm tiểu thư. Vệ Nghị Phong lập tức ngẩng đầu, theo ánh mắt của trợ lý quay ra cửa sổ xe, nhìn bảng quảng cáo trên cao nơi ngã tư đường. Trên đó treo một tấm áp phích lớn, là hình của Đường Tâm, quảng cáo một hãng thời trang nổi tiếng nào đó. Trong hình, cô mặc một chiếc quần jean ôm sát người, tóc dài lay động theo gió, hai tay giơ lên trước ngực, tư thế đang như chuẩn bị cởi chiếc áo sơ mi trắng trên người. Thật đẹp. Thi Văn Khiên phát biểu cảm xúc như những người xem bình thường. Thế mà người đàn ông bên cạnh lại lạnh lùng nói một câu. Cô ấy không phải tiểu thư, mà là phu nhân, vệ phu nhân. Bộp. Vệ Nghị Phong ném xốc tài liệu cho trợ lý. Sức lực rõ ràng mang theo sát khí. À, vâng. Khi Văn Khiên phát giác ra một cảm xúc ông chủ, lập tức cúi đầu nhận lấy xếp tài liệu, không dám liếc mắt nhìn ở cửa sổ nữa. Từ nay về sau, cậu phải gọi cô ấy là phu nhân tổng giám đốc. Anh đặc biệt dặn dò, chỉ hận không thể đem mấy chữ này dán lên tấm áp phích để mọi người biết rõ thân phận của cô. Cô ấy bảo không cần phải gọi cô ấy là bà chủ hay phu nhân, chỉ cần gọi là tiểu thư hay tên là được rồi. Đây là do chính miệng của Đường Tâm nói với anh. Xẹt. Ánh mắt rét lạnh đảo qua, trong mắt Vệ Nghị Phong mang theo uy phong, sáng bén, không thể nghi ngờ. Vâng, tôi biết rồi. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bà chủ vắng mặt, ông chủ là lớn nhất. Vệ Nghị Phong hài lòng, thu hồi ánh mắt khiến cho người ta lạnh cả sống lưng, sau đó rút điện thoại di động. Chuẩn bị gọi cho bà xã, mấy ngày không liên lạc, nhấn phím 1. Không nghe máy, không ai nghe máy. Chuyển hướng thuê bao, sau đó tắt máy. Anh trừng mắt nhìn điện thoại giống như nó có thù oán với mình, nhưng chưa từ bỏ ý định gọi lại lần nữa. Tối hôm qua rõ ràng anh còn nhận được điện thoại của vợ yêu, sao hôm nay lại mất liên lạc rồi? Nếu tổng giám đốc muốn liên lạc với phu nhân thì 2 ngày nay cô ấy đều bận chụp hình để PR cho một bộ phim mới, có khả năng sẽ không nghe được điện thoại đâu đã. Thi Văn Khiên nhiệt tình cung cấp thông tin tình báo. Sao cậu biết? Sắc mặt của ông chủ rất thối. Vì sao trợ lý của anh lại nắm rõ lịch trình của bà xã hơn cả anh? Là... Tiểu Khiết nói cho tôi biết. Sắc mặt của trợ lý như tắm gió xuân. Thời gian này cũng nhờ Đường Tâm nói ngon nói ngặt giúp quan hệ của anh và Phan Khiết như tiến triển rất tốt. Hầu như ngày nào hai người cũng gọi điện cho nhau, bây giờ đã có thể gọi thẳng tên của cô rồi.
Có muốn tôi giúp ngài gọi cho Tiểu Khiết, thử hỏi khi nào phu nhân nghỉ ngơi được hay không? Anh tốt bụng hỏi, nghĩ thầm chắc tổng giám đốc không biết số điện thoại của Tiểu Khiết, vì lúc trước việc liên lạc với cô đều do anh phụ trách. Không cần. Sắc mặt của anh vẫn thổi như cũ, cất điện thoại, không nghĩ tới mình vậy mà phải thông qua trợ lý của mình mới có thể liên lạc với vợ, điều này thật khiến cho người ta rất khó chịu. Còn cả tấm affix quảng cáo vừa rồi nữa, tuy trong hình chỉ lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp cùng vòng eo thon nhỏ của cô, thế nhưng lại ánh mắt lười biếng cùng với đường cong yểu điệu, dáng vẻ gợi cảm và mị hoặc của thục nữ, khiến cho người ta nhìn vào cũng cảm thấy thèm thuồng khao khát. Đứng ở góc độ người tiêu dùng, đây tuyệt đối là một bức quảng cáo rất đẹp, rất cuốn hút, nhưng đứng ở góc độ người chồng, anh lại hy vọng không ai xem được tấm affix đó. Lần đầu tiên trong đời anh nếm phải tư vị ghen tuông, mà đối tượng lại là hàng vạn người qua đường lạ lẫm. Trời ạ, ngay cả anh cũng cảm thấy khác thường, chắc là còn vì đang chờ chênh lệch múi giờ, chưa thích ứng được thôi. Vệ Nghị Phong day day thái dương đau nhức, thầm nghĩ chỉ cần mình nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Buổi tối hôm đó, Vệ Nghị Phong vừa kết thúc một hội nghị, trở về phòng làm việc thì nhận được một tin nhắn của Đường Tâm. Nói là sẽ về rất muộn, anh gọi lại thì cô lại khóa máy. Về đến nhà. Người đàn ông nằm đó, nằm cô đơn một mình trên chiếc giường rộng lớn, không chờ được vợ về, đã mơ màng chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, anh cảm giác có làn hương thơm dịu nhẹ tiến vào trong ngực mình. Anh mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy được vợ yêu lâu ngày không gặp đã nằm trong ngực của mình. Mừng anh đã về. Đường Tâm hôn lên cằm của ông xã, sau đó lập tức rúc vào cổ anh, tìm tư thế thoải mái nhất để làm ổ trong lòng. Nại nói đùa bọn họ ngoại tình kiểu phụ sướng phụ tùy, ngang tài ngang sức, khiến mọi người đều suy đoán. Không biết cuộc hôn nhân vốn không được coi là khả quan này rốt cuộc có đi đến bờ sụp đổ hay không. Trên tiêu đề của các bài báo không hẹn mà cùng xuất hiện những dòng tràn ngập nguy cơ, lung lay sắp đổ, vỡ mộng hào môn. Nhưng điều khiến cho Vệ Nghị Phong hoảng hốt nhất, từ sau khi anh đọc những bài báo này thì lại không liên lạc được với bà xã, chỉ có thể giải thích qua tin nhắn điện thoại. Vì công việc bên này không có cách nào tạm thời ngừng lại, anh chỉ có thể vừa giải quyết công việc, vừa nhờ trợ lý giúp mình dò xét chuyện nhà. Hai ngày sau, Thi Văn Khiên đã hỏi được tin tức từ Phan Khiết Như, nhưng... Chị Đường Tâm bị anh ta chọc tức đến phát ốm rồi, anh còn mặt mũi mà gọi điện hỏi em hay sao? Thi Văn Khiên vô tội bị bạn gái giận chó đánh mèo. Mà Vệ Nghị Phong vừa nghe tin vợ mình bị bệnh thì cứ như ngồi trên đống lửa, gấp đến mức như kiến bò trong chảo nóng. Cuối cùng chỉ cố gắng đem mới công việc dự định hoàn thành trong gần một tuần, giảm xuống 5 ngày, về sớm 2 ngày để gặp bà xã. Đường Tâm, dậy đi! Anh ngồi ở bên giường, nhìn khuôn mặt tiểu tụy của bà xã, trong lòng khó chịu, không biết nói thế nào. Cứ như đang có người siết chặt lục phủ ngũ tạng, đau khổ không sao tả xiết. Vài ngày không thấy, thân thể cô vốn đã mảnh mai, giờ đây lại càng trở nên gầy yếu. Sắc mặt tái nhợt, cả người vùi ở trong chăn không ngừng ho khan. Âm thanh khàn đặc này lại một như một lưỡi dao sắc bén cứa vào trong lòng anh, khiến nỗi đau trong lòng anh càng sâu hơn. Ý thức của cô vẫn còn mơ hồ, chậm rãi mở mắt, nhìn người đàn ông đang ngồi ở bên giường, không xác định được mình đang mơ hay tỉnh. Cho đến khi anh chạm vào mặt cô, khiến cô cảm nhận được nhiệt độ thân thực. Dậy ăn một chút đi. Anh dịu dàng mỉm cười. Mặc dù hiện tại anh phải đi nên khóc lóc cầu xin cô tha thứ, nhưng điều này còn cần cô phải có sức lực để nghe anh sám hối mới được. Cô nửa tỉnh nửa mê lắc đầu, kéo chăn phủ kín cả người. Không muốn ăn cũng phải ăn. Anh kéo chăn ra, dễ dàng nâng bà xã yếu ớt ngồi dậy. Anh biết rõ lúc này cô không muốn ăn, cũng không muốn mình nhìn thấy anh. Nhưng người giúp việc nói cô đã bệnh mấy ngày nay, không có một hột cơm nào vào bụng. Nếu cứ vậy, tiếp tục như vậy, chỉ sợ cô thật sự sẽ thành tiên mất. Anh bưng bát cháo nóng đến bên cạnh, múc một muỗng, rồi thổi nguội, đưa tới bên miệng của cô. Cô không há miệng, chỉ yếu ớt nhìn anh. Anh biết là anh đẹp trai, nhưng em phải ăn cơm mới no bụng, mau chóng hết bệnh được. Anh xót xa mở miệng chọc cô cười, thế nhưng chỉ đổi lại được một chiếc liếc mắt yếu ớt của vợ. Rốt cuộc cũng ngoan ngoãn mở miệng cho anh đút, khiến anh cảm thấy rất vui.
Anh cảm động đút hết bát cháo cho cô, trong lòng lại có một cảm giác thành tựu. Cô nhìn về mặt đắc ý của ông xã, đáy mắt lại có một tia bất đắc dĩ không chịu được. Nếu không phải cổ họng đang đau rát thì cô nhất định cắn anh. Kế tiếp là gói thuốc ở đầu giường. Anh tính nhầm, nhìn theo liều lượng được ghi bên trên thì một ngày uống 3 lần, bà xã bướng bỉnh của anh chỉ uống một ngày một lần, chả trách bệnh không thuyên giảm mà còn có dấu hiệu phát sốt. Anh mở gói thuốc, đặt vào trong tay của cô. Cô cố sức bò trở về đầu giường, chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi. Không được, uống thuốc rồi ngủ tiếp. Anh kéo cô dậy, kiên trì bắt cô phải làm bệnh nhân ngoan ngoãn. Cô bướng bỉnh lắc đầu, lại không nhịn được mà ho sù sụ, nhưng vẫn không muốn uống mấy cái loại thuốc đáng ghét này. Vậy nên, mỗi ngày đều tự mình cắt xén liều lượng, uống từng chút, hai ngày mới hết một liều. Anh vội vàng vỗ vỗ lưng cô, giúp cô dễ thở hơn một chút, sau đó đưa thuốc đến bên miệng. Anh xin em mau uống thuốc đi, anh sai rồi, em đừng tự ngược đãi bản thân của mình nữa. Anh ăn nói khép nép, xin cô đừng tự làm khổ mình như vậy. Đợi cô khỏe lại, rồi muốn cáu gắt với anh như thế nào cũng được. Nhìn cô ho đến không thể thở ra hơi, anh thật sự đau lòng muốn chết. Nếu cô muốn nổi giận với anh thì phải mau chóng khỏi bệnh, tinh thần hăng hái, đến lúc đó mắng anh một trận mới sảng khoái. Đường Tâm nhìn vẻ mặt tự trách và lo lắng của anh, trái tim cũng như bị ai đó siết chặt, vô cùng khổ sở. Cô nuốt nước bọt một cách khó khăn, muốn mở miệng để nói gì đó, thế nhưng anh lại lập tức mà nhét thuốc vào trong miệng cô. Cảm giác đắng nghét khiến cho cô nhíu mày. Anh lập tức đưa nước cho cô uống, nhìn cô đã nuốt hết vào bụng, lúc này anh mới có thể yên tâm thả lỏng xoa đầu cô. Vậy mới ngoan. Ánh mắt cô ấm ức nhìn nụ cười trướng mắt của anh, lặng lẽ nén giận. Anh lúc nào cũng bá đạo, tự mình là đúng, cũng không nghe lời của cô định nói. Ngủ đi, có gì để sau rồi nói. Anh sắp xếp gối, rồi đỡ cô nằm xuống, giúp cô đắp kín chăn, sau đó nằm xuống bên cạnh dỗ cô vào giấc ngủ. Một tay dịu dàng vỗ nhẹ lưng cô, ánh mắt tràn ngập nhu tình, lại pha lẫn một chút đau lòng. Cô vốn không muốn nghe lời anh. Anh dựa vào cái gì mà bắt cô tỉnh thì cô phải tỉnh, bảo cô ăn thì cô phải ăn, muốn cô ngủ thì cô phải ngủ. Nhưng mà... Tay của anh thật ấm áp, nắm lấy tay cô cũng ấm, sờ lên trán cô cũng ấm, dùng sức lực vỗ lưng cho cô cũng dễ chịu. Cô thích bàn tay của anh, thích đến không thể giải thích được. Thật là có một chút muốn khóc, cô nhắm chặt đôi mắt đang nóng lên, tiếp đó lại cảm thấy buồn ngủ. Dường như là thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Hai ngày nay bởi vì ho nhiều, thỉnh thoảng lại còn phát sốt khiến cho cô không thể nào ngủ ngon giấc. Một đêm tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần, khó chịu không thể nào ngủ nổi. Thế nhưng đêm nay lại có một vòng tay to lớn vây quanh, khiến cô có thể yên tâm dựa sát vào vòng ngực của anh. Đến khi mở mắt ra lần nữa thì giữa trưa của ngày hôm sau mất rồi. Chương 9. Hai ngày kế tiếp, Vệ Nghị Phong đều không đến công ty. Kể từ sau khi về nước, toàn bộ thời gian anh đều dùng để chăm sóc bà xã đang bị bệnh, thậm chí còn xin nghỉ nhiều ngày hơn một chút, chỉ để giải quyết những công việc quan trọng thông qua điện thoại và máy tính. Tôi xem hợp đồng rồi, đại khái cũng không có vấn đề gì, đợi tôi trở về rồi sẽ thảo luận chi tiết. Tôi cũng không chắc là ngày mai có thể đến công ty được hay không. Trước khi tan tầm, cậu cầm những tài liệu quan trọng đến gửi cho tôi, cả bản kế hoạch lần trước nữa. Anh đứng trong phòng khách nói chuyện điện thoại, vừa quay đầu lại, thấy vợ mình đang cầm bình thủy tinh đi vào phòng bếp, anh vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện rồi chạy tới bên cạnh cô. Sao lại đi ra ngoài? Mấy chuyện này cứ để anh gọi là được rồi. Anh đỡ lấy bình thủy tinh từ trong tay cô, chút vào nước sôi. Em đỡ hơn rồi, ngày mai anh tới công ty làm việc đi. Cô không muốn làm trễ nải công việc của anh, cũng hiểu rõ anh là tổng giám đốc, một ngày kiếm cả bạc tỷ, có rất nhiều việc cần phải giải quyết. Nhưng anh muốn chăm sóc em mà. Anh giúp cô rót một ly nước ấm, lại phát hiện cảm giác mình rất hưởng thụ được cô ỉ lại. Mặc dù đa phần đều bị anh ép buộc, nhưng anh vẫn cảm thấy thích thú. Thích giúp cô chuẩn bị từng thứ, dù chỉ là nhỏ nhất, thích cẩn thận chăm sóc cô. Hai ngày nay, nhìn sắc mặt của bà xã dần dần trở nên tốt hơn, gò má cũng đã hồng hào hơn trước, không chỉ khiến cho anh cảm thấy như được chuộc tội mà còn có cảm giác thành tựu của một người chồng.
Thì ra anh cũng là người biết chăm sóc người khác đấy. Không cần phải lấy em ra làm cái cớ để nghỉ việc đâu. Cô giả vờ như chẳng có gì đáng cảm kích. Thật ra thì trong lòng đã bị ông xã dỗ ngon dỗ ngọt nên rất vui vẻ. Cô cũng vô cùng cảm động. 3 ngày nay, anh đều hết lòng chăm sóc cô. Hầu như một tấc cũng không rời, khiến bệnh cảm của cô đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Đúng vậy, anh đúng là muốn nghỉ việc vài ngày để chăm sóc vợ yêu của anh thật tốt. Anh cười rõm rạc mà không biết ngượng, vươn tay về phía bà dã yêu dấu. Tới đây, để anh ôm em một chút. Cô nhíu mày nhìn anh, bất động như núi. Anh nhất thời quên mất bà xã của mình, có cá tính, khẽ đổi giọng nói. Để anh tới cho em ôm. Anh cũng vui vẻ là người chủ động, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, áp mặt xuống bụng cô rồi cọ cọ, cứ như một đứa bé đang làm nũng với cô. Đừng nghịch nhột quá. Cô đặt ly nước xuống, muốn ngăn anh nghịch ngợm ầm ĩ. Thế nhưng anh lại ôm cô chặt hơn, khẽ hít một hơi thật sâu. Bà xã, anh xin lỗi. Rốt cuộc anh cũng mở miệng nói xin lỗi với cô. Bà chữ này tuy đã chuẩn bị luồn quẩn ở trong lòng, nhưng thật không dễ dàng để nói ra khỏi miệng. Cô sững sờ, đối với việc anh đột nhiên nghiêm túc lại có một chút không phản ứng kịp. Anh biết là em thấy anh ở bên cạnh người phụ nữ khác nên mới sinh bệnh, nhưng những điều trên báo viết không phải là sự thật. Ngày đó, anh chỉ cùng vài người bạn đi uống mấy ly rượu thôi. Hai người phụ nữ kia là bạn gái mà bọn họ mang đến. Bởi vì hôm đó bọn họ uống say khướt, nên anh mới giúp bạn anh đỡ mấy người đó lên xe. Thật sự là không có trở về khách sạn cùng bọn họ. Em phải tin tưởng anh. Nếu không, anh sẽ gọi mấy người đó đến ngay bây giờ để chính miệng bọn họ giải thích rõ ràng với em. Anh ôm vợ mình, giải thích một loạt với cô từ đầu đến cuối. Chỉ cần cô nói một câu, nếu cô muốn sang tận nơi để làm rõ trần tướng sự việc thì anh cũng có thể đặt vé máy bay ngay lập tức. Em tin anh. Anh nói thật đấy, em nhất định phải tin anh. Anh sửng sốt ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt như không dám tin. Ừ, em tin anh. Cô gật đầu, rất khẳng định và lặp lại lần nữa. Vì sao? Anh lại trở nên hồ đồ. Theo lý thuyết thì cô hẳn đã phải kích động rồi nổ một trận lôi đình với anh. Biểu hiện nội tâm đang phẫn nộ, đau khổ và rối loạn mới đúng. Sao có thể dứt khoát và bình tĩnh như vậy? Không phải là cô lại phát sốt đấy chứ? Anh không nhịn được mà vươn tay sờ lên trán cô. Cô mỉm cười kéo tay anh xuống, cảm thấy phản ứng của ông xã thật đúng là buồn cười. Cô tin tưởng anh thì có gì không phải. Bởi vì em cũng thường hay bị người ta chụp lén, bịa đặt một đống chuyện vô căn cứ. Vậy nên đại khái cũng có thể biết được tin nào là thật, tin nào là giả. Chỉ cần xem góc độ của những bức ảnh kia thì cũng cảm thấy lạ rồi. Hơn nữa những chuyện này anh cũng đã nhắn tin giải thích với em rồi mà. Vẻ mặt của cô không có một chút gì gọi là hoài nghi. Tục ngữ có câu, cửu bệnh thành lương y. Cô được truyền thông lang xê quen rồi, vậy nên cũng có thể hiểu được tâm trạng bất đắc dĩ khi bị người khác hiểu lầm của anh. Huống hồ nếu quả thực chồng cô ngoại tình, làm gì phải vội vã để giải thích với cô. Đây cũng không giống với tác phong làm việc của anh. Ít ra cô hiểu rõ anh về điểm này, vậy nên mới không hiểu lầm anh. Vậy tại sao em lại bị bệnh? Anh nhìn một vẻ mặt thoải mái của cô không giống như đang nói đùa. Nhưng trợ lý của cô rõ ràng đã bảo cô bị anh chọc giận nên mới sinh bệnh mà. Bởi vì dạo này làm việc quá mệt mỏi, vừa thức đêm lại vừa phải quay mấy cảnh dưới trời mưa. Cộng thêm mấy ngày nay nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch khá lớn, vậy nên không cẩn thận mới bị cảm. Cô chính là gắng giọng đến khi nào không được thì mới ngã xuống, ngẫm lại cũng có một chút bội bực chính mình. Vậy sao em không nói với anh sớm một chút? Sự thật đã làm được sáng tỏ, thì ra anh không phải hung thủ giết người, căn bản là trợ lý của cô, muốn là ô long mà. Chỉ có thời gian đường tâm sinh bệnh thật sự, quá trùng hợp mới có thể khiến cho Phan Kết Như dự đoán hợp lý như vậy. Quả thực cô ấy có nhớ một cái đầu rất giỏi, ký hịch hóa. Lúc đó em sợ ảnh hưởng tới công việc của anh. 2 ngày trước vốn định nói với anh, nhưng anh lại không chịu nghe. Cứ một mực không cho em nói chuyện, phải nghỉ ngơi. Không phải là cô không nói, mà anh không chịu để cô nói. Cái này không thể trách cô. Hơn nữa anh cũng nên biết, nếu cô tức giận thì sao có thể ngoan ngoãn để anh chăm sóc 2 ngày được.
Trên mặt của Vệ Nghị Phong đầy vạch đen, gắng gượng cười, chỉ có thể nói tất cả đều mà anh tự làm tự chịu mà thôi. Tóm lại, em không có việc gì là tốt rồi. Lò bóng lo gió một hồi, rốt cuộc anh có thể an tâm ôm lấy vợ mình, trong lòng cảm thấy có một chút may mắn. Vợ yêu của anh là một người phụ nữ, cho dù có gặp sóng gió to lớn thì cũng không bị sương mù che mắt. Cái gì mà không có việc gì? Cô đột nhiên đẩy đầu của anh ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang hả hê đắc ý kia. Em còn chưa nói, lúc trước anh thật sự làm cho em rất tức giận. Cô nghiêm túc nhắc nhở anh, làm sai thì phải thừa nhận, đừng mơ tưởng dỗ ngon dỗ ngọt vài câu để có thể là cho qua. Hành động thô lỗ lúc trước của anh khiến cho lòng cô bị tổn thương nghiêm trọng, còn phải tránh mặt người khác để khóc thầm đấy. May mà còn có một chút hoa quả để bù lại những nước mắt đã chảy ra. Được rồi, những chuyện đó thật sự là anh đã làm sai. Anh kéo tay cô, nhìn vào mắt cô, không hề có ý định trốn tránh, chỉ là vẫn chưa lôi chuyện này, phải biết rằng nhận lỗi cũng cần phải có chừng mực. Thật xin lỗi bà xã, thời gian này anh đã làm nhiều chuyện quá đáng với em, nhưng xin em hãy nể tình, bởi vì anh thật sự quá yêu em, vậy nên hãy tha thứ cho anh nhé. Mấy ngày nay anh thật sự rất nghiêm túc kiểm điểm lại chính mình, anh cam đoan từ nay về sau sẽ không can thiệp vào công việc của em, không ăn dấm chùa bậy bạ nữa đâu, sẽ không làm những chuyện đáng giận nữa. Giọng điệu vô cùng thành khẩn, chân thành xin lỗi cô, xin cô tha thứ cho những hành động của mình lúc trước. Mấy ngày nay tâm tình của anh chẳng hề dễ chịu chút nào, mỗi giây mỗi phút lương tâm của anh đều bị giày vò. Quả thực bị lý trí của mình mắng đến máu chó đầy đầu rồi. Cô cúi đầu nhìn về mặt tràn đầy hối lỗi của ông xã, đương nhiên cũng không có lý do để tha thứ cho anh. Huống chi nhìn anh ba ngày nay dốc lòng chăm sóc cô như vậy, cô cũng không có cách nào tiếp tục gận anh được. Nhưng mà... thật ra em cũng phải nói lời xin lỗi với anh. Cô ngượng ngùng thừa nhận mình cũng đã một chút sai, hy vọng anh sẽ tha thứ. Mấy ngày nay em cẩn thận nghĩ đến những lời của anh nói, phát hiện trong khoảng thời gian này dường như em đã quên mất việc mình đã kết hôn. Không thể giống như trước kia chỉ quan tâm đến công việc mà quên mất bên cạnh còn có một người rất yêu em, cũng cần đến sự quan tâm của em. Thật xin lỗi ông xã à, em sẽ cố gắng thay đổi. Từ nay về sau, trước khi nhận công việc thì em sẽ nghĩ đến thân phận của mình và cảm giác của anh trước. Cô đau lòng, thành thật nói lời xin lỗi đối với anh. Sau lần tranh chấp đó, cô cũng đã tự kiểm điểm bản thân, dường như quên mất mình đã là vợ của người ta. Rất nhiều việc chỉ suy xét từ khía cạnh của bản thân mà quên mất cảm giác của người bên gối. Quên mất vợ chồng thì phải nên giúp đỡ, cảm thông và bao dung lẫn nhau, chứ không phải chỉ yêu cầu đối phương tin tưởng và tôn trọng mình. Thực tế là sau khi nhìn thấy những tấm hình chụp anh ôm một người phụ nữ khác, cô càng cảm nhận sâu sắc được tâm tình của anh trong mấy ngày qua. Dù biết là giả, nhưng khi nhìn thấy có người khác dựa quá gần vào người đàn ông của mình, trong lòng cô vẫn không thoải mái, giống như bị một ngọn lửa không tên thiêu đốt. Vệ Nghị Phong không ngờ mình lại nhận được lời xin lỗi của vợ, anh cảm động mỉm cười. Anh thật sự đã cưới được một người vợ tốt rồi. Anh vòng tay ôm lấy cô, tựa vào ngực cô,